nhưng hắn còn là một vị tu võ giả, còn là một vị giới linh sư, hắn còn có hắn tôn nghiêm. Hắn dùng kết giới chi lực ngừng máu vết thương dịch, khống chế thân thể trôi nổi mà lên, chuẩn bị rời đi nơi đây. Bại, liếu thượng võ lần này, bại triệt triệt để để. Liếu thượng võ rời đi bóng dáng, hiển thị rõ bi thương. Nhưng lại không có bao nhiêu người khó qua, càng là ít có lòng người đau. Ngược lại rất nhiều người lời nói lạnh nhạt, cảm thấy hắn là tự làm tự chịu. Chỉ có sở phong trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. nếu là không cần trí bảo, chỉ bằng mượn tự thân bản lĩnh, cuộc tỷ thí này thắng vốn nên là hắn liễu thượng võ. Huống hồ, sở phong tin tưởng liễu thượng võ nói đều là lời nói thật, hắn mới là chính nghĩa nhất phương. nhưng hết lần này tới lần khác, chính nghĩa nhất phương bại, bi thương mà đi. ngược lại là tà ác người dương dương đắc ý, liễu huynh, xin chờ một chút. bỗng nhiên, sở phong hô to một tiếng, sau đó lại lần nữa nói ra, ta chiến đấu hy vọng ngươi có thể chứng kiến. Sở phong lời này, tự nhiên là nói với liễu thượng võ. Mà nghe nói lời này, liễu thượng võ rời đi bóng dáng, thì là bỗng nhiên cứng đờ. Do dự một lát, hắn mới quay người. Tốt, sở phong huynh đệ, ta tới chứng kiến ngươi chiến đấu. Nói xong, liễu thượng võ liền đi tới quan sát tịch một cái góc. Lúc này, phong tỏa lôi đài lực lượng đã biến mất, sở phong liền trực tiếp leo lên lôi đài. Hắn là hướng về phía nơi đây ban thưởng mà đến có hay không liếu thượng võ cùng triệu huyền hà ân oán sở phong đều muốn khiêu chiến triệu huyền hà xem ra người cùng hắn quan hệ không tệ điệu bộ này là muốn giúp hắn báo thù nên sẽ không vậy muốn cùng ta đánh cược một chút ngoài định mức đồ vật a triệu huyền hà thấy được sở phong trong mắt tức giận nhưng hắn không chỉ có không sợ ngược lại khiêu khích sở phong xem ra ngươi vậy có ý đó sở phong nói ra vậy thì cùng vừa mới ta cùng liếu thượng võ tiền đặt cược một dạng ngươi dám không Người có hắn đảm lượng sao? Triệu Huyền Hà hít mắt, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem sở phong. Nghe nói lời này, sở phong thì là cười, chợt nói ra. Không bằng dứt khoát một chút, cực mệnh a. À. Hoa, lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, mọi người có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cực mệnh, cùng Triệu Huyền Hà cực mệnh. Triệu Huyền Hà, hắn nhưng là vừa mới nhẹ nhõm chiến thắng liếu thượng võ người. Đồng thời có thể nói, thắng phi thường nhẹ nhõm. Mà trước mắt cái này gọi sở phong người trẻ tuổi, mặc dù niên kỷ nhỏ, nhưng lại bừa bãi vô danh. Hắn, bằng cái gì? Sở phong huynh đệ, người không cần thiết như thế. Liễu thượng võ vội vàng khuyên can, hắn cảm thấy sở phong có thể là vì hắn mới sẽ làm như vậy. Liễu huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Là ta cùng cái này triệu huyền hà sự tình, người này làm ác đa dạng, sống trên đời nhiều một ngày, đều có thể có người gặp bất chắc. Ta cảm thấy, ta có cần phải hôm nay, liền đem nó diệt trừ. Sở Phong nói ra, khẩu khí thật là lớn, người có thể so sánh liễu thượng võ còn không biết xấu hổ, người không chỉ có vu hãm ta, còn tự khoe là chính nghĩa sứ giả. Chỉ là không biết người có không có cái số ấy, tiếp tục ngụy trang tiếp. Triệu Huyền Hà nói ra, nói như vậy, là ứng. Sở Phong hỏi, ta Triệu Huyền Hà, không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng người cùng cái này liễu thượng võ, chính là cá mè một lứa. Đối cho các người loại cặn bã này, ta Triệu Huyền Hà nguyện ý gặp một cái diệt trừ một cái. Triệu Huyền Hà nói ra, "Chư vị, các ngươi nhưng đều nghe được, cần phải làm chứng cho ta. Ta cùng Triệu Huyền Hà tiến hành giới linh chi thuật so đấu, nếu là ta Sở Phong thua, hôm nay ta mệnh về chỗ hắn đưa. Nếu là ta Sở Phong thắng, vậy hắn mệnh, liền muốn tan tại ta Sở Phong trong tay." Sở Phong nói với mọi người đường, nhưng nhưng căn bản không người nào để ý hội Sở Phong, ngược lại là các loại châm biếm thanh âm vang vọng không ngừng. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong là tại người si nói mộng bất quá sở phong vậy không sinh khí hắn đã sớm biết hội là như thế này kết quả nhưng không quan trọng hắn lời nói này cũng không phải là nhằm vào ở đây tất cả mọi người nói mà là đối ít một số người tỷ như đạo hải tiên cô tám vị đệ tử tỷ như vị kia huệ trí đại sư sở phong tin tưởng bọn hắn nhân vật như vậy có lẽ vẫn là sẽ khá công chính bớt nói nhiều lời nếu là không dám hiện tại xéo đi nếu không tỷ thí bắt đầu người liền không có đường quay về triệu huyền hà nói ra bắt đầu đi cái này vòng thứ nhất ngươi công ta thủ sở phong nói ra ra hỏa này điên rồi sao sở phong lời này vừa nói ra lại là gây nên một trận sóng to gió lớn bọn hắn không biết sở phong thậm chí cảm thấy đến sở phong là theo chân liếu thượng võ trà trộn vào đến hắn dám khiêu chiến triệu huyền hà đã làm cho người kinh ngạc yêu cầu cực mệnh thời điểm mọi người liền đã cảm thấy hắn cực kỳ không bình thường hiện tại lại còn yêu cầu vòng thứ nhất hắn là thủ nhất phương. Hắn đối mặt thế nhưng là triệu huyền hà a bằng vào triệu huyền hà lực lượng, nếu là vòng thứ nhất liền công kích nhất phương, hoàn toàn có thể tại vòng thứ nhất, liền đem nó triệt để đánh tan, khiến cho không có cách nào bắt đầu vòng thứ hai. Ngươi thật là vội vã muốn chết, tốt, vậy liền thỏa mãn ngươi. Triệu huyền hà này nói cho hết lời, liền hướng huệ trí đại sư ôm quyền thi lễ, đại sư, chúng ta chuẩn bị xong. Ân, huệ trí đại sư khẽ gật đầu, ông, sau một khắc, cái kia phong tỏa lôi đài lực lượng lại lần nữa tuôn ra. Ngay sau đó, lại có một trụ một lần nữa nhóm lửa hương, đứng ở trên lôi đài không. Ông, ông, thấy thế, sở phong cùng triệu huyền hà đồng thời phóng xuất ra kết giới chi lực, bắt đầu bảy trận. Cảm giác kia, tiểu quỷ này, lại cũng nắm giữ long biến chi cảm đệ tam trọng. Mà khi sở phong phóng thích kết giới chi lực một khắc này bắt đầu, ở đây mọi người liền không bình tĩnh. Chớ nói hạng người tầm thường, ngay cả đạo hải bát kiếm tiên, Cùng Phi Hoa trai trưởng giáo cũng là ánh mắt biến đổi. Bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được, Sở Phong hội có bản lĩnh như vậy. Hắn nhưng là tiểu bối a, một tên tiểu bối nắm giữ Long biến chi cảm đệ tam trọng, cái kia nó giới linh chi thuật thiên phú, ngay cả Triệu Huyền Hà cùng Liễu Thượng Võ vậy là không bằng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết là, Sở Phong kết giới chi lực tuy mạnh, trên thực tế cũng không phải là Long biến chi cảm đệ tam trọng, hắn chỉ là Long biến chi cảm đệ nhị trọng thôi sở phong có thể có có thể so với long biến tầng sức mạnh thứ ba chính là bằng vào cửu long thánh bảo cùng kết giới huyết mạch song trọng lực lượng gia trì nhưng long biến chi cảm vật này hiện ra không ra trừ phi hắn tại lộ ra long thạch phía trên hoặc là có đặc thù quan sát năng lực nếu không căn bản nhìn không ra long biến chi cảm xác thực cấp bậc chỉ có thể thông qua lực lượng cảm giác thụ đi phân biệt chỉ ít ở đây bên trong có rất ít người có thể xem thấu sở phong long biến chi cảm chính là đệ nhị trọng chương 4400, bại không oan. Khi phát hiện sở phong lực lượng, lại không kém gì triệu huyền hà thời điểm, phi hoa trai trưởng giáo cũng là chân mày hơi nhíu lại, có chút luống cuống. Nếu như mới đầu cảm thấy, sở phong là một người điên. Như vậy khi kiến thức đến sở phong lực lượng về sau, mọi người vậy đều ý thức được, người trẻ tuổi này, nhưng thật ra là có bản lĩnh thật sự. Nhưng rất nhanh, phi hoa trai trưởng giáo cái kia đã treo lên tâm, liền rơi xuống hắn chính là một vị giới linh đại sư, lĩnh ngộ long biến chi cảm đệ lục trọng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn coi như nhìn không thấu sở phong long biến chi cảm, nhưng cũng có thể nhìn ra sở phong trận pháp mạnh yếu. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều người đều có thể nhìn ra. Sở phong kết giới chi thuật lực lượng, mặc dù cùng triệu huyền hà tại cùng một cấp bậc, nhưng sở phong bố trí trận pháp cường độ, nhưng lại chẳng ra sao cả, hắn đã không có liếu thượng võ đối với trận pháp tinh diệu khống chế. Cũng không có triệu huyền hà trí bảo hơn nữa, thậm chí chỉ là đối kết giới chi thuật lực khống chế, cùng bố trí trận pháp mạnh yếu phía trên, vậy là không bằng triệu huyền hà. Mọi người xem ra, coi như sở phong cũng lĩnh ngộ long biến chi cảm đệ tam trọng, vậy tuyệt không có khả năng là sở phong đối thủ. Dù là triệu huyền hà không cần trí bảo lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái này sở phong. Ba ba bá, thời gian một nén nhang đã đến triệu huyền hà không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp phát động thế công hắn lần này bố trí công sát đại trận cùng lúc trước đối liễu thượng võ là một dạng hàn mang thắp sáng hư không đầy trời mưa kiếm đã thẳng đến sở phong mà đi liễu thượng võ xuất thủ mặc dù không có thôi động chí bảo lực lượng nhưng lại cũng không có hạ thủ lưu tình chi ý hắn không muốn trì hoãn thời gian cũng không muốn tiến hành ván thứ hai dù sao là cược mệnh chỉ phải thua người liền phải chết một lần thế là hắn là dự định tại cái này hiệp một, liền trực tiếp giết chết sở phong. Ba 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 ba, đầy trời mưa kiếm, rất nhanh liền rơi vào sở phong bố trí trận pháp bảo vệ phía trên. Cái kia lưỡi đao mạnh, lại trực tiếp phá vỡ trận pháp, nhào nhào đâm vào trong trận pháp. Mặc dù chỉ là đâm vào một bộ điểm, cũng không có thật xuyên thủng trận pháp bảo vệ, nhưng vô số đạo vết rách đã là che kín trận pháp bảo vệ phía trên. Quả nhiên, trận pháp này không chịu nổi một kích, phi hoa trai trưởng giáo trên mặt, dương lên một vòng dáng tươi cười hắn ngày thường đóng vai nhân vật chính là một cái quang minh lỗi lạc đối xử mọi người hiền lành người tốt hắn rất ít lộ ra loại này nụ cười đắc ý nhưng rất nhanh hắn thu hồi mình dáng tươi cười nguyên lai là hắn phát hiện có một tên nam tử đang tại hướng hắn tới gần tên nam tử kia mặc mộc mạc khuôn mặt bình thường nhìn qua chính là cực không đáng chú ý nhân vật thế nhưng là hắn chính là huệ trí đại sư người hầu người cũng như tên hắn liền gọi bình phàm đừng nhìn cái này bình phàm ngày bình thường đóng vai chính là huệ trí đại sư người hầu nhân vật. Nhưng hắn thực lực thế nhưng là không yếu, liền phi hoa trai trưởng giáo cũng là không dám khinh thị. Từ trưởng giáo, bên ngoài có người xưng, là người phi hoa trai trưởng lão, có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Bình phàm nhỏ giọng nói ra, bởi vì cái này lâu đài cổ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Cho nên cho dù là phi hoa trai người, vậy muốn ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng là như có việc gấp, ngược lại là có người có thể tiến hành thông báo. Ờ, có thể để bọn hắn chờ một chút. Phi hoa trai trưởng giáo không muốn ngay tại lúc này rời đi, hắn muốn tận mắt nhìn xem Triệu Huyền Hà đánh bại Sở Phong, muốn tận mắt nhìn xem Sở Phong chết trong tay Triệu Huyền Hà. Bọn hắn nói, núi bên trong có biến, về phần từ trưởng giáo người có gặp hay không, mình quyết định đi. Bình phàm này nói cho hết lời, liền quay người rời đi. Thế nhưng là phi hoa trai trưởng giáo sắc mặt, coi như trở nên khó coi. Núi bên trong có biến, chỉ là bốn chữ này, liền để phi hoa trai trưởng giáo biết sự tình không ổn, thế là hắn đổi vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Giang giác, giang giác, liền tại phi hoa trai trưởng giáo, vừa mới đứng dậy về sau, cái kia triệu huyền hà đã đâm vào trận pháp bảo vệ kiếm, lại tiến một bước xâm nhập. Vết rách, đã trải rộng sở phong trận pháp bảo vệ, sau một khắc liền muốn phá vỡ đi ra. Còn tại đắng đắng trèo trống, triệu huyền hà thần thái khinh miệt, phát ra châm biếm thanh âm. Ta khuyên người vẫn là không cần đánh tan ta trận pháp này, cho chính ngươi lưu một đầu sinh lộ. Nhưng Sở Phong không chỉ có không khí, ngược lại phát ra phản phúng. Làm sao, ngươi là sợ hãi? Bất quá bây giờ hối hận đã chậm, Triệu Huyền Hà châm biếm cười nói, mà lúc này Sở Phong cũng cười, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Sở Phong nói ra, ra hỏa này, tuổi còn trẻ làm sao như thế không biết xấu hổ a. À? Chính là, rõ ràng mình không địch lại Triệu Huyền Hà, liền phải thua. Nếu là sợ chết, liền dứt khoát trực tiếp nhận thua cầu xin tha thứ lấy triệu huyền hà làm người cũng không hội không buông tha làm khó hắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác dạng này khiêu khích cái kia chính là chết chưa hết tội ai loại người này thật là chết chưa hết tội cho dù có thiên phú cũng vô dụng dạng này người quá mức tự phụ không biết trời cao đất rộng coi như trưởng thành đối tu võ giới mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt không ít người bắt đầu châm biếm lên sở phong bọn hắn đều bị triệu huyền hà trước đó ngụy trang hình tượng che đậy bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Liễu Thượng Võ tại Vu Hám Triệu Huyền Hà. Sở Phong lại cùng Liễu Thượng Võ đứng tại một đầu chiến tuyến, bọn hắn liền cảm giác Sở Phong cùng Liễu Thượng Võ chính là cá mẹ một lứa, tự nhiên mà vậy, đối Sở Phong ấn tượng cũng liền cực kém. Ông, trên lôi đài, kết giới phun trào, quang mang bốn phía. Cái kia vô số thanh kết giới trường kiếm, đều là tản mát ra càng cường quang hơn mang. Triệu Huyền Hà không muốn kéo dài thời gian, hắn bắt đầu thôi động chí bảo lực lượng. Trí bảo lực lượng thôi động về sau, cái kia trận lực lượng hoàn toàn biến thành một cái khác cấp bậc. Sở phong trận pháp bảo vệ, căn bản là không có cách trèo trống, mắt thấy lấy liền muốn phá. Nhưng sở phong, nhưng như cũng không chút hoang mang, ngược lại hỏi, triệu huyền hà, người thật vội vã chịu chết sao? Mắt thấy đại nạn lâm đầu, sở phong nhưng như cũng bình tĩnh như vậy, đồng thời giống như muốn chết không phải sở phong, mà là hắn triệu huyền hà bình thường. Cái này khiến triệu huyền hà, cũng là trong lòng tức giận, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Còn dám mạnh miệng, Người chết cho ta, lời này vừa nói dạo anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Triệu huyền hà kiếm trận, đã là phá hủy sở phong trận pháp bảo vệ. Bành, thế nhưng là ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Sau đó lệnh người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Lấy sở phong vị trí chỗ ở làm trung tâm, nhắc lên cực kỳ khủng bố lực lượng, lực lượng kia quá mạnh, không chỉ có trong nháy mắt đem đầy trời trận pháp trường kiếm, toàn bộ thúc. Lực lượng kia càng là lấy cực nhanh tốc độ, quét sạch bốn phương tám hướng, bất quá trong nháy mắt, liền đem chọn cái lôi đài thôn phệ. Nếu không phải tỉ thí trước khi bắt đầu, Huệ Trí đại sư liền dùng phong tỏa lôi đài. Lực lượng kia hoàn toàn có thể xông ra lôi đài, tác động đến toàn bộ lâu đài cổ. Đó là kết giới chi lực, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ như thế kết giới chi lực. Nhìn thấy cái kia tàn phá bừa bãi khắp cả lôi đài kết giới chi lực, dù là đạo hải bắt kiếm tiên cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ các nàng đều nhìn ra cái kia chính là kết giới chi lực là cực kỳ khủng bố kết giới chi lực cái kia kết giới chi lực kinh khủng đến dù là triệu huyền hà thôi đồng chí bảo lực lượng công sát trận pháp cũng có thể tùy tiện phá hủy nhưng vì sao đột nhiên hội xuất hiện khủng bố như thế kết giới chi lực mọi người đều là cảm thấy không hiểu rất nhanh cái kia tàn phá bừa bãi kết giới chi lực bắt đầu tiêu tán mọi người kinh ngạc phát hiện sở phong lại bình yên vô sự đứng tại chỗ ngược lại là triệu huyền hà nằm tại nơi hẻo lánh quần áo tận tổn hại nhục thân không được đầy đủ lúc này triệu huyền hà liền đứng lên khí lực đều không có đã là thân bị thương nặng ta khuyên qua ngươi nhưng ngươi nhất định phải tự tìm đường chết sở phong trên mặt cười mỉm nhìn xem triệu huyền hà trong ánh mắt đều là châm biếm hèn hạ người hèn hạ dùng trí bảo lực lượng chính là làm trái quy tắc hành vi huệ trí đại sư ngài phải làm chủ cho ta a à. triệu huyền hà dùng còn sót lại khí lực gào thét ra hắn không phục hắn cảm thấy sở phong không có khả năng thắng qua hắn, tất nhiên là trí bảo lực lượng trợ giúp sở phong. Có thể sử dụng trí bảo, chính là làm trái quy tắc hành vi, cho nên hắn mới hướng huệ trí đại sư xin giúp đỡ. Vị tiểu hữu này trận pháp, phi thường tinh diệu, nói là trận pháp bảo vệ, kỳ thực là cả công lẫn thủ. Trong trận pháp ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, như trận pháp không phá, lực lượng kia sẽ không bộc phát, nhưng nếu trận pháp bị phá, lực lượng kia liền hội tuôn ra. Đây cũng là vì sao vị tiểu hữu này một mực khuyên ngươi không cần đánh tan nó trận pháp nguyên nhân, chỉ cần trận pháp bị kích phá, nó trận pháp chân chính lực lượng liền hội phóng thích mà ra, đối ngươi phát động phản công. Cho nên, hắn đánh bại ngươi, chính là hắn bố trí trận pháp, mà cũng không phải là trí bảo. Tuy nói hai người các ngươi lực lượng gần, nhưng kết giới chi thuật chiến lực tranh lệch quá nhiều, lại đối kết giới chi lực khống chế vậy tranh lệch cực điểm. Triệu Huyền Hà, người bại không oan, Huệ Trí Đại Sư nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, nguyên bản không hiểu đám người, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong thời điểm, ánh mắt kia đã là không có lúc trước khinh miệt, ngược lại bắt đầu lau mắt mà nhìn, tán thưởng liên tục. Sứt bỏ nhân phẩm không nói, chỉ luận giới linh chi thuật thực lực, không thể nghi ngờ. Sở Phong đã để đám người tin phục, chương 4401, hắn liền là người kia. Phi hoa trai trưởng giáo cũng không có gặp Sở Phong cùng Triệu Huyền Hà đến tiếp sau quyết đấu. Bởi vì lo lắng cái kia thiên địa kỳ vật xuất hiện biến cố, hắn đã đi theo bình phàm đi tới lâu đài cổ bên ngoài lại gặp được phi hoa trai các vị trưởng lão cùng đệ tử chỉ là gặp đến bọn hắn về sau phi hoa trai trưởng giáo lại là trao mày mặc dù đã dự cảm đến xảy ra sự tình nhưng nhìn đến phi hoa trai chúng người bộ dáng về sau hắn biết sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn dưới mắt phi hoa trai tất cả trưởng lão cùng đệ tử mặc dù cũng còn mặc phi hoa trai phục thị thế nhưng là bọn hắn làn ra thật giống như con cóc ra một dạng từng cái đều như là yêu quái bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó trách hắn nhóm biết cái này lâu đài cổ bị cử tuyệt ở ngoài cửa, cái dạng này, chỗ nào còn giống như là phi hoa trai trưởng lão cùng đệ tử. Chớ nói bọn hắn thân phận không đủ, coi như thân phận đủ, đoán chừng cũng sẽ không để cho bọn hắn đi vào. Bọn hắn cái dạng này, căn bản cũng không giống như là phi hoa trai người. Nhưng phi hoa trai trưởng giáo, lại có thể thông qua thần thái phân biệt ra những người này thân phận. Các người đây là thế nào? làm sao có thể biến thành cái bộ dáng này phi hoa trai trưởng giáo vội vàng hỏi đường hắn đã ý thức được cái này chút phi hoa trai người tao ngộ vấn đề lớn nếu là các trưởng lão khác cùng đệ tử thì cũng thôi đi ngay cả thái thượng trưởng lão vậy biến thành cái bộ dáng này vấn đề này liền tuyệt đối không đơn giản trưởng giáo đại nhân chúng ta có lỗi với ngài tín nhiệm vị kia thái thượng trưởng lão nhìn thấy phi hoa trai trưởng giáo về sau lại khóc lên đây chính là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão sống hơn một vạn năm nhân vật A. À. Ngày bình thường, gặp được sự tình, hắn đều là gặp nguy không loạn. Là tao ngộ cái dạng gì ủy khuất, mới có thể để cho hắn khóc lên. Trên thực tế, không chỉ có hắn khóc, lúc này phi hoa trai tất cả trưởng giáo cùng đệ tử, vậy đều khóc lên, đồng thời khóc còn phi thường thê thảm. Khóc cái gì khóc, đến tột cùng phát sinh cái gì, mau nói. Cho ta nói ngắn gọn, phi hoa trai trưởng giáo rất là sốt ruột, hắn sốt ruột đến từ hai cái phương diện, cái thứ nhất phương diện, Hắn lo lắng thiên địa kỳ vật, cái thứ hai phương diện, hắn càng muốn tận mắt thấy Triệu Huyền Hà đánh bại Sở Phong. Hiện tại, hắn cơ hồ đã xác định thiên địa kỳ vật đã ra khỏi vấn đề. Cho nên hắn hy vọng mau chóng biết sự tình trải qua, sau đó trở về lâu đài cổ bên trong, tiếp tục xem Triệu Huyền Hà cùng Sở Phong so đấu. Thấy thế, Phi Hoa trai thái thượng trưởng lão, vậy không dám thất lễ, lấy nói ngắn gọn phương thức, đem sự tình trải qua nói cho Phi Hoa trai trưởng giáo. Nhưng ngoại trừ tại cái kia bên trong dãy núi, Sở Phong giết Phi Hoa Trai một chút để tử, tranh đoạt thiên địa kỳ vật bên ngoài, suýt nữa đem khách khanh trưởng lão luyện hóa trí tử bên ngoài, bọn hắn còn đã trải qua một chuyện khác. Tại Sở Phong tranh đoạt thiên địa kỳ vật về sau, bọn hắn trước tiên liền đuổi hướng nơi này, muốn đem thiên địa kỳ vật sự tình bẩm báo cho Phi Hoa Trai trưởng giáo. Có ai nghĩ được, tại bọn hắn lúc đến trên đường, lâm vào một tòa trận pháp bên trong. Cái kia trận pháp thập phần kinh khủng, tại trận pháp bên trong, bọn hắn không chỉ có tiếp nhận khó mà chịu đựng đau đớn, càng là gặp khảo vấn linh hồn nhục nhã. Đây cũng là vì sao, bọn hắn lại tới đây lại so với sở phong chậm. Đây cũng là vì sao, liền thái thượng trưởng lão đều hội khóc lên nguyên nhân chỗ. Bởi vì tại cái kia trong trận pháp, hắn đã trải qua từ lúc chào đời tới nay, chưa hề có qua giày vò. Dù là lúc này, cũng vô pháp quên, thậm chí cái này sẽ thành hắn cả đời bóng mờ. Các người có biết là người phương nào gây nên? Phi hoa trai trưởng giáo hỏi, nếu chỉ là một tên tiểu bối, cái kia còn dễ làm, cùng lắm thì trả thù liền là. Nhưng liền thái thượng trưởng lão, đều bị ám toán, khốn vào trong trận pháp. Hắn liền cảm giác, bọn hắn chân chính đối thủ, rất có thể không phải một tên tiểu bối đơn giản như vậy. Một tên tiểu bối, làm sao có thể chiến thắng vị này thái thượng trưởng lão? Chúng ta cũng không biết, căn bản không nhìn thấy bảy trận người. Cái kia trận pháp quá cường đại, chúng ta từ đó vậy không cảm giác được bất luận kẻ nào khí tức. Nhưng theo lý mà nói, cái kia trận pháp hoàn toàn có thể đem chúng ta gạt bỏ, hắn không có giết chúng ta, chỉ là tra tấn chúng ta, nhục nhã chúng ta chúng ta. Lời nói ở đây, Thái Thượng trưởng lão cùng phi hoa trai đám người, khóc càng thêm thương tâm. Các ngươi nhưng thật là, phi hoa trai trưởng giáo lúc này phi thường phẫn nộ, chỉ là ngại ở sau lưng, còn có huệ trí đại sư người hầu bình phàm tại, hắn không có thể chân chính bộc phát, cho nên đang cực lực khống chế nếu như không có bình phàm hoặc là ngoại nhân đang nói hắn cũng không quản ai đối nói sai đã sớm xuất thủ giáo huấn phi hoa trai tất cả trưởng lão cùng đệ tử hắn thấy chỉ cần hắn giao cho những nhiệm vụ này những người này không có hoàn thành như vậy những người này liền là tội lớn khụ khụ bỗng nhiên một trận ho nhẹ truyền đến là cái kia bình phàm từ trưởng giáo người đệ tử bại ta khuyên người có chuyện gì tốt nhất trước thả một chút vẫn là trước quay về lâu đài cổ bên trong nếu không nếu nói cái kia hậu bối, thật giết người đệ tử, vậy coi như không ổn. Bình phàm nói ra, người nói là, huyền hà hắn bại. Nghe nói lời này, phi hoa trai trưởng giáo cảm giác khó có thể tin. Ân, bình phàm nhẹ gật đầu. Gặp bình phàm chắc chắn như thế, phi hoa trai trưởng giáo trên mặt chấn kinh càng đậm. Làm sao có thể chứ? Đệ tử của hắn làm sao có thể hội bại? Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng hắn vẫn là trực tiếp hướng lâu đài cổ bên trong đi vào. Phi hoa trai trưởng giáo sau khi rời đi. Chỉ còn lại có phi hoa trai tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Các người vậy đi vào đi, bỗng nhiên, bình phàm nói ra. Đa tạ đại nhân, nghe nói lời này, phi hoa trai tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng không chậm chế, vội vàng đi vào. Dù sao, bọn hắn cũng muốn biết, trong pháo đài cổ đến tột cùng phát sinh cái gì. Dưới mắt lâu đài cổ bên trong, ngoại trừ vị kia huệ trí đại sư bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều là đầy mắt kinh ngạc nhìn chăm chú trên lôi đài. Dù là sở phong đánh bại triệu huyền hà, đã có một hồi, nhưng bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngay cả đạo hải bát kiếm tiên cũng không ngoại lệ, thậm chí đã mù liếu thượng võ, lúc này cũng là kinh ngạc há to miệng. Hắn cho dù đã sớm biết, sở phong giới linh chi thuật tinh xảo, thực lực ở trên hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới, sở phong có thể bố trí ra, tinh diệu đến tình trạng như thế. Chỉ ít tại cái kia trận pháp bảo vệ, bộc phát ra chân chính lực lượng trước đó, hắn cũng bị sở phong chỗ lừa gạt, thật sự cho rằng sở phong trận pháp bảo vệ yếu ớt không chịu nổi đâu. Nhưng dưới mắt kinh ngạc nhất, không phải là đạo hải bát kiếm tiên, cũng không phải liếu thượng võ, cũng không phải thế lực khác người. Mà là triệu huyền hà sư tôn, phi hoa trai trưởng giáo. Lúc đầu nghe được bình phàm lời nói, hắn còn không tin, thế nhưng là khi hắn trở lại trong pháo đài cổ, nhìn thấy triệu huyền hà nằm tại bên bờ lôi đài, thân bị thương nặng, mà Sở Phong lại lông tóc không tổn hao gì sau. Hắn cũng là không không tiếp thụ, Triệu Huyền Hà bại bởi Sở Phong sự thật. Chỉ là, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Rõ ràng hắn rời đi thời điểm, Triệu Huyền Hà vẫn là ưu thế tuyệt đối. Làm sao hắn rời đi ngắn như vậy công phu, Triệu Huyền Hà liền bại đâu? Trưởng giáo đại nhân, nhưng vào lúc này, trận trận kinh hô từ sau người nổ vang. Chính là phi hoa trai tất cả trưởng lão cùng các đệ tử ngay cả vị kia thái thượng trưởng lão cũng là như thế phi hoa trai đám người kinh hô đưa tới toàn trường chú ý nhất là khi mọi người phát hiện phi hoa trai đám người bộ dáng lúc này như thế xấu xí về sau càng là chỉ trỏ nghị luận ầm ý hô to gọi nhỏ còn thể thống gì phi hoa trai trưởng giáo đối phi hoa trai đám người giận dữ hết hắn vốn là tâm tình cực kém mà những trưởng lão này đệ tử hô to gây nên toàn trường chú ý càng làm cho hắn cảm thấy bị mất mặt hắn cảm xúc đã bắt đầu mất khống chế trưởng giáo đại nhân hắn 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 phi hoa trai khách khanh trưởng lão chỉ vào sở phong toàn thân run rẩy ngay cả lời đều nói không hết cả hắn cái gì có chuyện mau nói phi hoa trai trưởng giáo không kiên nhẫn nói ra trưởng giáo đại nhân hắn liền là cái kia giết ta phi hoa trai chúng đệ tử suýt nữa đem khách khanh trưởng lão luyện hóa trí tử tranh đoạt ta phi hoa trai trí bảo người phi hoa trai thái thượng trưởng lão cũng là chỉ vào sở phong nói ra chương 4402, mạng ngươi, thuộc về ta. Cái gì, nghe được lời nói này, phi hoa trai trưởng giáo, cũng là giật nảy cả mình, không biết làm sao biểu lộ, rơi vào hắn trên mặt dày. Chuyện này dù là đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, khó mà tiếp nhận. Trưởng giáo đại nhân, là hắn, chúng ta nói người kia, liền là hắn A. Phi hoa trai đám người lại lần nữa nói ra, bạn đang nghe chuyện trên o, -book -O com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi xác định, Phi Hoa trai trưởng giáo vẫn cảm giác khó có thể tin. Trưởng giáo đại nhân, Thiên chân vạn xác liền là hắn, hắn gọi Sở Phong, hết thảy đều là hắn làm. Khách Khanh trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, cùng Phi Hoa trai những người khác rất là xác định nói ra. Người xúc sinh này, bỗng nhiên, Phi Hoa trai trưởng giáo nhìn về phía Sở Phong, lại lần nữa nhìn thấy Sở Phong thời điểm, càng là nhịn không được giận mắng ra. Từ trước đến nay trầm ổn hắn, lúc này lại bị khí sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi ngay cả gân xanh đều phát nổ đi ra chỉ cần nghĩ đến một cái vừa mới đối với hắn phi hoa trai làm ra loại sự tình này người bây giờ lại còn dám tới nơi này khiêu chiến hắn đóng cửa đại đệ tử triệu huyền hà thậm chí còn dám cực mệnh hắn lửa giận trong lòng đơn giản không cách nào tự điều khiển cái này là bực nào coi trời bằng vung cái này là bực nào không đem hắn phi hoa trai để ở trong mắt từ trưởng giáo xảy ra chuyện gì gặp phi hoa trai trưởng giáo đột nhiên tức giận như thế, đám người cảm thấy không hiểu. Thế là rất nhiều không hiểu người, nhao nhao mở miệng hỏi thăm về đến. Bọn hắn không chi huyện tình trải qua, đều muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Tên súc sinh này, cướp đoạt ta phi hoa trai trí bảo, giết ta phi hoa trai đệ tử. Vị này khách khanh trưởng lão, càng là suýt nữa bị hắn tươi sống luyện hóa trí tử. Những đệ tử này, cái này không chọn vẹn bộ dáng, đều là bái hắn ban tặng. Phi hoa trai trưởng giáo một bên gầm thét, một bên chỉ hướng khách khanh trưởng lão cùng lý duệ cùng mã thành anh các đệ tử để chứng minh hắn nói tới ngôn luận đều là thật cái này mà nghe nói phi hoa trai trưởng giáo một phen về sau ở đây những người khác cũng là cảm giác thập phần ngoài ý muốn vị tiểu hữu này người coi thật làm xuống những chuyện này lúc này càng là có người hỏi hướng sở phong bọn hắn cảm giác quá bất hợp lý ngay cả bọn hắn vậy cảm giác không thể tin một tên tiểu bối khi thật có thể làm ra loại chuyện này coi như một tên tiểu bối có thể làm đến cái này chút nhưng làm sao có thể tại làm ra loại sự tình này về sau lại lại tới đây khiêu chiến phi hoa trai đệ tử đồng thời còn cùng phi hoa trai đệ tử lấy cái chết vì cược cái kia đem là bực nào đảm lượng a à. bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng ai gặp tình hình này sở phong vậy là có chút bất đắc dĩ hắn đã sớm biết một màn này sẽ phát sinh nhưng không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy đây cũng quá đúng dịp những người này sớm không tới muộn không tới vừa lúc là tại cái này xương trước mắt đợi tới. Cái này gọi hắn như thế nào cho phải, cầm tới bảo vật, bảo đảm ngươi an bình, nhưng vào lúc này, một đạo bí mật truyền âm ánh vào sở phong tai màn. Nghe được thanh âm này, sở phong nội tâm trở nên mừng thầm, ngay cả trên mặt cũng không khỏi dơ lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Thanh âm kia, chính là là trước kia ở bên hồ nhìn thấy cao thủ thần bí lưu lại. Sở phong cũng chính là nghe theo hắn chỉ thị, mới tới chỗ này, khiêu chiến triệu huyền hà, cướp đoạt huệ trí đại sư chuẩn bị bảo vật. Có vị này cho mình chỗ dựa, sở phong đem hoàn toàn không sợ phi hoa trai trưởng giáo. Thật là ta làm, sở phong thừa nhận, mà hắn cái này một thừa nhận, toàn trường đều xô trào. Chớ nói người bên ngoài, ngay cả cái kia liếu thượng võ đều cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, sở phong trước đó, liền đã làm ra việc như thế. Xúc sinh, người xúc sinh này, vô duyên vô cớ, đoạt ta tông bảo vật, giết ta tông đệ tử, lão phu muốn người nợ máu trả bằng máu. Phi hoa trai trưởng giáo gầm thét ra, cùng lúc đó, hắn một trưởng oanh ra, bàng bạc võ lực thẳng đến sở phong ép tới. Lực lượng này thực sự quá mạnh, trong khi một trưởng oanh ra thời điểm, bởi vì thực lực sai biệt thực sự quá lớn, sở phong cảm giác không thấy cụ thể lực lượng, chỉ có thể cảm giác được tử vong giáng lâm. Oanh, vang lên ầm ầm, sở phong cảm giác quanh mình kịch liệt run lên. Nhưng là mình lại lông tóc không tổn hao gì, bị cản lại, lực lượng kia tại lôi đài bên ngoài, liền bị cản lại là đúng quyết bắt đầu về sau cái kia phong tỏa lôi đài lực lượng ngăn lại phi hoa trai trưởng giáo thế công đại sư ngài phi hoa trai trưởng giáo nhìn về phía huệ trí đại sư hắn biết là huệ trí đại sư lực lượng ngăn lại hắn thế công quyết đấu còn chưa kết thúc ai cho phép người tại nơi đây xuất thủ huệ trí đại sư nhìn về phía phi hoa trai trưởng giáo vẫn còn có một chút tức giận đại sư kẻ này làm ác đa dạng chẳng lẽ ta không nên giết hắn phi hoa trai trưởng giáo rất là ủy khuất hỏi các ngươi ân oán chính các ngươi giải quyết tại nơi đây lão phu chỉ quan tâm cuộc tỷ thí này huệ trí đại sư nói ra cái này nghe nói lời này tất cả mọi người đều sững sờ kỳ thật đối với tình huống tương tự bọn hắn trước đó vậy đều gặp được qua huệ trí đại sư xác thực không cho phép quyết đấu thời điểm bất luận kẻ nào nhúng tay nhưng hôm nay tình huống cùng lúc trước so sánh cũng là đặc thù một chút dù sao sở phong đều chính miệng thừa nhận mình việc ác. Dạng này ác nhân, ngay cả người vây xem, đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem sở phong giết chết. Lúc này, Huệ Trí Đại Sư còn tuân theo hắn cái kia một bộ, thật có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, mọi người coi như cảm thấy Huệ Trí Đại Sư không đúng, cũng không có người sẽ nói đi ra, bọn hắn cũng không dám đắc tội vị đại nhân vật này. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng nhảy vọt lên trời, là Triệu Huyền Hà triệu huyền hà mắt thấy tình huống không ổn muốn phải thoát đi lôi đài thoát khỏi sở phong trở lại hắn sư tôn bên người ô oa à, chỉ là hắn vừa mới nhảy vọt lên trời liền có một đạo bóng dáng ngăn ở nó trước người trực tiếp đem oanh xuống dưới là sở phong triệu huyền hà người muốn đi đầu a à? sở phong không có hảo ý nhìn xem triệu huyền hà huệ trí đại sư ta nhận thua ta nhận thua triệu huyền hà điên cuồng quát to lên nhưng huệ trí đại sư lại không có trả lời đại sư huyền hà đã nhận thua nhanh giải khai phong tỏa kết giới thấy thế phi hoa trai trưởng giáo cũng là đuổi vội mở miệng nhưng huệ trí đại sư lại vẫn không có trả lời cái này nhưng đem phi hoa trai đám người cho lo lắng bọn hắn đều có thể dự đoán đến sở phong tiếp xuống sẽ làm cái gì dù sao trước đó triệu huyền hà liền đã cùng sở phong cược mệnh triệu huyền hà xem ra ngươi là nhận thua đã nhận thua ngươi cũng liền muốn thực hiện lời hứa mạng ngươi thuộc về ta Sở phong này nói cho hết lời, một tay nắm tay, một thanh kết giới trường kiếm xuất hiện ở tại trong tay. Chỉ gặp cánh tay kia vung lên, kiếm tiện tay động. Thổi phù một tiếng, cái kia triệu huyền hà đã là đầu một nơi thân một nẻo, không có khí tức. Không, gặp tình hình này, phi hoa trai trưởng giáo phát ra thao thiên nộ giống. Trong tiếng gầm giống tức giận tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đây chính là hắn yêu mến nhất đệ tử, bây giờ ngay tại chết tại trước mặt hắn. Đây là hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới sự tình, nhưng bây giờ lại vẫn cứ phát sinh. Không quản chưa vị tin hay không, nhưng cái này Phi Hoa Trai người, xác thực chuyện ác làm tận. Ta Sở Phong làm ra, chính là thay trời hành đạo. Sở Phong giết Triệu Huyền Hà về sau, nói với mọi người đường. Ngươi đang nói cái gì? Phi Hoa Trai chính là danh môn chính phái, sao hội chuyện ác làm tận? Chuyện ác làm đều là ngươi mới đúng chứ? Ngươi đoạt nhân bảo vật, giết người đệ tử, bây giờ còn dám vô hãm tại người ta, tuổi còn nhỏ tâm tư sao sẽ như thế ác độc. Nhưng mà, đám người căn bản không tin sở phong, ngược lại các loại trách cứ thanh âm, rơi vào sở phong trên đầu. Ngay cả đạo hải bát kiếm tiên, vậy tại trách cứ sở phong. Thật là ngu xuẩn, gặp tình hình này, sở phong cũng không nổi giận, chẳng qua là cảm thấy những người này quá mức ngu muội Ta muốn ngươi chết, đột nhiên, lại có gầm lên giận dữ vang lên, ngay sau đó bảng bạc sát ý cùng võ lực, liền hướng sở phong quét sạch mà đi. Là phi hoa trai trưởng giáo, hắn lại một lần xuất thủ. Oanh, lần này xuất thủ, liền lúc trước còn muốn hung ác. Chỉ là kết quả lại cùng lúc trước một dạng, hắn một kích này, lại lần nữa bị ngăn tại lôi đài bên ngoài. chương 4403, nguyên lai là phụ tử. Phi hoa trai trưởng giáo thế công, lại lần nữa bị ngăn lại. Không thể nghi ngờ, vẫn là huệ trí đại sư thủ bút, huệ trí đại sư kết giới bình chướng vẫn còn, là cái kia bình chướng lại một lần ngăn lại phi hoa trai trưởng giáo thế công. Thế nhưng là cuộc tỷ thí này, rõ ràng đã kết thúc a huệ trí đại sư ngài vì sao muốn như thế giúp hắn kẻ này tội ác đa dạng rõ ràng chết chưa hết tội bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ ngài cái này là vì sao a à? thao thiên nộ giống chấn động ra đến là phi hoa trai trưởng giáo hắn khi thật là cực kỳ giận dữ vậy mà đối huệ trí đại sư phát ra gầm thét triệu huyền hà đối với hắn mà nói quá là quan trọng ngày hôm nay nếu không phải huệ trí đại sư bảo đảm cái kia sở phong. Hắn lúc trước liền đã đem sở phong giết chết, triệu huyền hà vậy sẽ không phải chết. Cho nên hắn thấy, triệu huyền hà chết, huệ trí đại sư cũng là tội không thể tha thứ. Nhưng trở ngại huệ trí đại sư thực lực quá mạnh, hắn không phải huệ trí đại sư đối thủ, hắn cũng là không dám khiêu chiến huệ trí đại sư, đành phải lấy gầm thét đến phát tiết cảm xúc. Nhưng dù là tức giận, cũng không dám nói quá mức lời khó nghe ngữ. Cái này, liền là thực lực sai biệt tại huệ trí đại sư thực lực tuyệt đối trước mặt phi hoa trai trưởng giáo cái này tiểu nhân hèn hạ tàn nhẫn hạng người cũng là không dám lỗ máng huệ trí đại sư ngài vì sao muốn bảo đảm hắn ngay sau đó lại có người phát sinh chính là đạo hải bát kiếm tiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài những người khác mặc dù không có đến hỏi nhưng lại vậy đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem huệ trí đại sư lấy bọn hắn đối huệ trí đại sư hiểu rõ huệ trí đại sư ngoại trừ tại giới linh chi thuật so đấu thời điểm biết dùng kết giới chi thuật phong tỏa ngoài lôi đài, so đấu về sau ân oán cá nhân, hắn là sẽ không quản. Thế nhưng là hôm nay, lại cực kỳ khác thường, hắn vì sao muốn dạng này bảo đảm cái này sở phong. Cái này không phù hợp huệ trí đại sư phong cách hành sự A. Người chi đệ tử, đáp ứng vị này hậu bối đổ ước, coi như thực hiện hứa hẹn. Cái này chẳng lẽ không phải nam nhi nên làm sự tình. Huệ trí đại sư nhìn về phía phi hoa trai trưởng giáo, cấp ra hắn đáp lại. Ngài, đối với lời này, Phi hoa trai trưởng giáo không phản bác được, chỉ luận việc này, triệu huyền hà xác thực đối lý. Thế là hắn không nói việc này, mà là nói ra. Huệ trí đại sư, bây giờ huyền hà đã đánh đổi mạng sống đại giới, hai người bọn họ sự tình đã chấm dứt, ngài vì sao còn muốn bảo đảm cái này sở phong? Chẳng lẽ, kẻ này giết ta phi hoa trai đệ tử, cướp ta phi hoa trai bảo vật chướng, ta cũng không thể tính toán không thành. Phi hoa trai trưởng giáo hỏi, người có thể coi là sổ sách đương nhiên có thể, nhưng không nên tại lão phu địa bàn tính. Hắn bởi vì lão phu tổ chức luận bàn mà đến, lão phu vậy có quyền bảo vệ hắn an bình, chỉ ít tại lão phu địa bàn, ta không thể để cho ngươi động đến hắn. Các ngươi ra ngoài đi, Huệ trí đại sư này nói cho hết lời, liền phất ống tay áo một cái. Ông, kỳ dị lực lượng chiếu nghiêng xuống, bao trùm đám người. Tại lực lượng kia ảnh hưởng dưới, cái này toàn bộ lâu đài cổ bên trong, đều tại run nhẹ nhẹ. Tại trong pháo đài cổ phần lớn người, còn chưa kịp phản ứng thời điểm lại đều đã rời đi lâu đài cổ đi tới lâu đài cổ bên ngoài là truyền thống lực lượng là huệ trí đại sư đem bọn hắn từ lâu đài cổ bên trong truyền đưa đến lâu đài cổ bên ngoài phi hoa trai đám người đạo hải bắt kiếm tiên liễu thượng võ cùng ở đây những người khác ngay cả phản huệ trí đại sư người hầu bình phàm vậy đều xuất hiện ở lâu đài cổ bên ngoài tính toán nhân số tựa hồ ngoại trừ sở phong cùng huệ trí đại sư lúc trước trong pháo đài cổ tất cả mọi người đều đã bị truyền tống đi ra đối với một màn này đám người biểu lộ phức tạp thậm chí có người còn lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía phi hoa trai trưởng giáo bởi vì chuyện cho tới bây giờ huệ trí đại sư muốn bảo đảm sở phong quyết tâm đã là phi thường rõ ràng mà huệ trí đại sư muốn bảo đảm sở phong phi hoa trai trưởng giáo đem vô kế khả thi bình phàm tiền bối chẳng lẽ huệ trí đại sư nhận ra cái kia sở phong bỗng nhiên có người mở miệng cái kia mở miệng người đúng là đạo hải bát kiếm tiên một trong các nàng thực sự quá hiếu kỳ trên thực tế không chỉ có là các nàng hiếu kỳ tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy huệ trí đại sư như thế quang minh chính đại bảo hộ một người cái này khiến bọn hắn ý thức được cái này gọi là sở phong người trẻ tuổi rất có thể là cùng huệ trí đại sư quan hệ không giống nhau ngược lại là chưa hề gặp qua cái này sở phong bình phàm nói ra chưa hề gặp qua vì sao muốn như thế bảo vệ hắn phi hoa trai trưởng giáo phát ra gầm thét ngày bình thường hắn là không dám đối bình phàm như thế bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân huống chi bình phàm chính là huệ trí đại sư nhiều năm người hầu thực lực bản thân cũng là cực mạnh nhưng bây giờ phi hoa trai trưởng giáo coi là thật phẫn nộ đến cực điểm hắn nghiến răng nghiến lợi nổi gân xanh ngay cả hai mắt đều trở nên huyết hồng cái kia tư thế đơn giản liền hay là giết người dạng này phi hoa trai trưởng giáo mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn đều có thể cảm nhận được phi hoa trai trưởng giáo lúc này phẫn nộ. Nhưng bọn hắn vậy có thể hiểu được, Triệu Huyền Hà, đây chính là hắn thương yêu nhất đệ tử A. Mà vừa mới, Triệu Huyền Hà ngay tại hắn không coi vào đâu bị người giết chết, hắn có thể nào không giận. Từ trưởng giáo, ta biết đó là người ái tử, nhưng người đối người ái tử, cũng là quản giáo không được tốt. Hắn thương hại liếu thượng võ thời điểm, người đều không quản, cùng cái kia sở phong lấy tính mệnh vì cực thời điểm ngươi vậy không quản, Vậy ngươi liền phải làm cho tốt hắn sau khi thất bại, mất đi tính mạng dự định. Từ chuyện này đến xem, ngươi thật trách không được đại sư, chính là ngươi chi ái tử, mình tìm đường chết. Bình Phàm vậy thay đổi lúc trước hiền lành, hiển nhiên là phi hoa trai trưởng giáo thái độ, đưa tới hắn bất mãn. Cái gì, ái tử? Mà Bình Phàm lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là ái tử hai chữ, liền nói rõ phi hoa trai trưởng giáo cùng Triệu Huyền Hà không giống bình thường quan hệ. Trên thực tế sớm lúc trước liền có liên quan tới việc này nghe đồn nói phi hoa trai trưởng giáo sở dĩ như thế yêu thương triệu huyền hà chính là triệu huyền hà trên thực tế là con trai của hắn bất quá phi hoa trai trưởng giáo chưa hề thừa nhận cho nên tin tức này vậy thủy chung là tin đồn nhưng bình phàm là nhân vật nào mặc dù chỉ là huệ trí đại sư người hầu nhưng trên thực tế hắn thực lực bản thân cũng là bất phàm dứt bỏ huệ trí đại sư không nói hắn cũng coi là nhân vật số một đồng thời chủ yếu nhất là hắn xưa nay không hội nói láo đã hắn nói, cái kia hơn phân nửa liền là có căn có theo, hơn phân nửa là thật. Huyền Hà, là ta có lỗi với ngươi, không thể bảo hộ ngươi. Bỗng nhiên ở giữa, phi hoa trai trưởng giáo lại nghẹn ngào đau nhức khóc. Hắn khóc phi thường thương tâm, hút đưa tới nội thành không ít người. Mà liên quan tới bình phàm nói tới, hắn cũng không có cấp cho phủ nhận, đây cũng là gián tiếp thừa nhận hắn cùng Triệu Huyền Hà chính là phụ tử quan hệ tính chân thực. Lúc này rất nhiều người đều có thể hiểu được vì sao Phi Hoa trai trưởng giáo như thế thống khổ? Nguyên lai chết, không chỉ có là âu yếm đệ tử, càng là duy nhất con trai. Như Đạo Hải Bát kiếm tiên bọn người, càng là tiến lên an ủi. Dù sao Đạo Hải tiên cô cùng Phi Hoa trai trưởng giáo cũng là có một chút giao tình. Đạo Hải cùng Phi Hoa trai quan hệ, chính là là không tệ. Chương 4404, ngoài ý muốn biến hóa. Về phần Sở Phong, hắn thủy chung đợi tại cái này lâu đài cổ bên trong. Khi mọi người rời đi về sau, cái kia lâu đài cổ bên trong liền chỉ còn lại có, sở phong cùng huệ trí đại sư hai người. Đám người sau khi rời đi, lơ lửng giữa không trung hộp liền mở ra. Mở ra về sau, lần này so đấu bảo vật, vậy rơi xuống sở phong trong tay. Đó là một cái la bàn, cái này la bàn rất nhỏ, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng cái này la bàn phi thường tinh xảo, sở phong liếc mắt liền nhìn ra cái này la bàn chỗ bất phàm đây không phải bình thường la bàn vô luận là vật liệu chế tác vẫn là ẩn chứa trong đó lực lượng đều là cực kỳ hiếm thấy cái này thật là một kiện trí bảo bảo vật này có thể truy tung kỳ vật khóa chặt di tích nhất đáng nhắc tới là kiện bảo bối này còn không cần kết giới chi thuật đến thôi động nói cách khác cái nào sợ không phải giới linh sư tu võ giả cũng có thể sử dụng món bảo vật này bất quá cái này món bảo vật này tựa hồ đối với có được thiên nhãn sở phong mà nói tác dụng không là rất lớn đại sư vãn bối có chút không hiểu sở phong tay cầm trí bảo nhìn về phía huệ trí đại sư có gì không hiểu huệ trí đại sư hỏi bảo vật này bản thân liền là ngài ngài vì sao muốn để vãn bối tới bắt nó sở phong hỏi nhưng sở phong lời này vừa nói ra huệ trí đại sư ánh mắt vậy là hơi chậm lại rồi mới lên tiếng tiểu hữu người đang nói cái gì a à, chỉ là nghe nói huệ trí đại sư lời này Sở Phong lại cũng là sướng sờ. Lúc đầu Sở Phong đã suy đoán, Huệ Trí Đại Sư hẳn là cái kia, trước đó ở bên hồ nhìn thấy cái kia cao thủ thần bí, nếu không, hắn vì sao muốn dạng này bảo đảm mình. Dù sao hắn lúc trước, nghe những người khác nghị luận đã biết được, Huệ Trí Đại Sư hôm nay bảo đảm hắn rất là khác thường, đổi lại ngày thường, là căn bản sẽ không như vậy bảo đảm một người. Lại thêm, tại Sở Phong giết Triệu Huyền Hà trước đó, cái kia thần bí cao nhân vừa mới bí mật truyền âm qua Sở Phong, nói hội bảo đảm hắn mà cái thanh âm kia vừa dứt dưới, Huệ Trí Đại Sư liền bảo vệ Sở Phong. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới có dạng này suy đoán. Chỉ bất quá, nhìn Huệ Trí Đại Sư lúc này phản ứng, Sở Phong lại có chút trần chờ. Chẳng lẽ mình đoán sai, tiền bối, chẳng lẽ không phải ngài. Sở Phong lại lần nữa thăm dò tính hỏi, xem ra tiểu hữu tới đây là bị người sai xử. Huệ Trí Đại Sư tựa hồ minh bạch cái gì, hắn cười cười, rồi mới lên tiếng, người nhận lầm người, thực sự thật có lỗi, là vãn bối mạo muội sở phong có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mình vậy mà đoán sai. Bất quá cũng may, Huệ Trí Đại Sư thật không có truy hỏi quá nhiều đồ vật, không phải sở phong cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao liên quan tới vị kia thần bí cao nhân, sở phong thực sự hiểu rõ có hạn. Chủ yếu nhất là, sở phong cảm thấy, vị kia thần bí cao nhân, hơn phân nửa là không muốn bại lộ thân phận. Nhưng mình vừa mới lắm miệng, cũng đã để nó bại lộ, cái này khiến sở phong có chút hoảng dù sao cái kia thần bí cao nhân thế nhưng là biết thiên địa kỳ vật tung tích nếu là hắn bởi vì chuyện này mà không nói với chính mình thiên địa kỳ vật tung tích cái kia sở phong nhưng sẽ thua lỗ lớn bảo vật lấy được người vậy nên rời đi huệ trí đại sư nói ra a à, sở phong còn không có phản ứng kịp cái kia huệ trí đại sư đã là phất ống tay áo một cái trong chốc lát sở phong cảm giác được quanh mình một trận biến hóa ngay sau đó sở phong đã là xuất hiện ở lâu đài cổ bên ngoài lâu đài cổ bên ngoài trên trời dưới đất khắp nơi đều là bóng người mà tại rất nhiều người ảnh bên trong sở phong liếc mắt liền thấy phi hoa trai trưởng giáo bọn người ngay tại mình cách đó không xa sở phong sở phong xuất hiện lập tức đưa tới mọi người chú ý chỉ là nhìn thấy sở phong về sau mọi người lại là khuôn mặt kinh ngạc sở phong không phải là bị huệ trí đại sư bảo vệ à vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây mà sở phong càng là nội tâm siết chặt bởi vì hắn đã thấy phi hoa trai trưởng giáo tình huống như thế nào a à? cái kia huệ trí đại sư là có ý gì lúc trước còn tại bảo vệ mình làm sao hiện tại liền thanh mình đưa đến phi hoa trai trưởng giáo trước mặt đây không phải dê vào miệng cọp sao Súc sinh người chết cho ta bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên ngay sau đó bằng bạc võ lực lấy sát ý liền hướng sở phong cuốn tới sở phong cảm giác không thấy cụ thể lực lượng nhưng hắn cảm thấy sát ý hắn biết nếu là lực lượng kia tới gần hắn chắc chắn phải chết tiền bối cứu mạng a à? sở phong nhịn không được hô to một tiếng hắn là tại hướng người thần bí cao nhân xin giúp đỡ có ai nghĩ được hắn lời này nói ra lại thật có một đạo bóng dáng xuất hiện ở tại trước mặt ngăn lại công kích kia chỉ là nhìn kỹ cái kia ngăn lại công kích cũng không phải là thần bí cao nhân mà là huệ trí đại sư người hầu bình phàm bình phàm người vậy muốn đối địch với ta phi hoa trai trưởng giáo hai mắt huyết hồng cái kia tư thế hắn nhưng không có tính toán đến đây dừng tay huệ trí đại sư ý tứ để cho ta hộ tống sở phong rời đi tòa thành trì này, chỉ ít trong thành này ngươi không thể động đến hắn. Bình phàm nói ra, tiền bối, chỉ là hộ tống rời đi tòa thành trì này, ngươi không thể hộ tống xa một chút sao? Sở phong hỏi, ngạch, đại sư ý tứ, chỉ là gọi ta đưa ngươi ra khỏi thành. Bình phàm nói ra, cái kia có ý nghĩa gì a? À? Sở phong thật là dở khóc dở cười. Hiện tại hắn, tại phi hoa trai trưởng giáo bọn người trước mặt, liền là một cái, một bàn tay liền có thể chụp chết tiểu nhân vật thậm chí phi hoa trai trưởng giáo muốn giết thời điểm, hắn chỉ có thể cảm giác được sát ý, căn bản không nhìn thấy cụ thể thế công. Lâu đài cổ bên trong là có hệ trí đại sư bố trí kết giới bình chướng. Lâu đài cổ bên ngoài là có bình phàm vừa mới xuất thủ tương trợ. Nếu không, sở phong khả năng ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Hiện tại loại tình hình này, sở phong nói không hoảng hốt đó là giả, hiện tại tình hình vậy quá nguy hiểm. Nhất làm cho sở phong bất đắc dĩ là, lúc trước nói qua muốn bảo vệ mình cái kia thần bí cao nhân, lúc này không có bất luận cái gì tin tức. Mà sở phong hô gọi trong cơ thể mình thần hưu, vậy đồng dạng không có trả lời. Cái này khiến sở phong trở thành chân chính sạn trên bảng thịt cá. Chỉ muốn rời khỏi tòa thành trì này, cái kia phi hoa trai trưởng giáo, liền hội đem hắn đổ đao, đối với mình vung chặt xuống. Tiểu hữu ngươi nên rời đi, bình phàm nói với sở phong, tiền bối, ta tạm thời còn không muốn rời đi, sở phong nói ra hắn đương nhiên không muốn rời đi cái kia phi hoa trai trưởng giáo coi như nhìn chằm chằm nhìn xem mình rời đi tòa thành trì này chẳng khác nào đi chịu chết làm sao tiểu xúc sinh ngươi sợ ngươi cho rằng ngươi ý ở chỗ này liền có thể trốn qua một kiếp ta cho ngươi biết coi như huệ trí đại sư vì ngươi chỗ dựa nhưng bảo đảm ngươi nhất thời vậy không bảo vệ được ngươi một thế mắt thấy sở phong lại nghĩ rằng không đi phi hoa trai trưởng lão cùng các đệ tử bắt đầu nhục nhã sở phong vị tiểu hữu này người mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng nhân phẩm thực sự quá kém. Người cướp đoạt phi hoa trai trí bảo vốn cũng không đúng, nhưng ngươi lại còn giết phi hoa chai đệ tử, dù là lúc trước ngươi cùng triệu huyền hà, cũng không cái gì qua, hoàn toàn không cần thiết lấy nó tính mệnh. Người có hôm nay hạ tràng, cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống, cũng khó trách huệ trí đại sư, không muốn một mực bảo đảm ngươi. Ngay cả đạo hải bát kiếm tiên, vậy tại trách cứ sở phong. Từ đầu đến cuối, các nàng đều đứng ở phi hoa chai phía bên kia uổng các người vậy tuổi đã cao thế mà như thế không phải là không điểm, nhìn không ra ai tốt ai xấu lại nói chút trợ trụ vi ngược lời nói cái này phi hoa trai người đến cùng đều là dạng gì người các người đi về hỏi hỏi vương ngọc nhàn các nàng a sở phong rất là khinh thường nhìn thoáng qua đạo hải bát kiếm tiên sở phong mới đầu đối với các nàng ấn tượng không tệ nhưng tại lâu đài cổ bên trong sở phong phát hiện cái này đạo hải bát kiếm tiên cùng phi hoa trai quan hệ không giống bình thường nhiễm nhiên chính là một đám cái này khiến Sở Phong đối với các nàng ấn tượng càng ngày càng không tốt. Vị tiểu hữu này, người biết nhà ta tiểu sư muội. Nhưng mà, lệnh Sở Phong có chút ngoài ý muốn là, nâng lên vương ngọc nhàn về sau, đạo hải bắt kiếm tiên bên trong một người, thần sắc lại là có biến hóa. Chương 4405, thử một lần, đâu chỉ nhận biết, ngày đó ta từng cùng vương ngọc nhàn bọn người, cùng nhau viếng thăm qua phi hoa trai. Lúc đầu lúc ấy, đạo hải đệ tử, là gặp nan đề, muốn cho phi hoa trai hỗ trợ Kết quả, sau đó, Sở Phong liền đem bọn hắn ngày đó tiến về phi hoa trai, lại tại phi hoa trai tao ngộ trước mặt mọi người nói ra. Sở Phong sở dĩ nói chuyện này, liền là muốn cho mọi người biết phi hoa trai việc ác. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là Sở Phong nói ra về sau, lại hiệu quả cực kém, những người kia căn bản không tin tưởng Sở Phong nói. Ngay cả đạo hải bát kiếm tiền vậy không tin, thật là không có thuốc chữa, người nói xấu phi hoa trai đã làm cho người khó nhịn thế mà còn muốn đem ta tiểu sư muội kéo xuống nước ta tiểu sư muội làm sao có thể nhận biết loại người như ngươi không có thuốc chữa thật là không có thuốc chữa lãng phí một cách vô ích dạng này thiên phú đạo hải bát kiếm tiền trách cứ ngôn ngữ càng phát ra lăng lệ các nàng căn bản không tin tưởng sở phong nhận biết vương ngọc nhàn tự nhiên vậy cũng không tin sở phong nói tới đây chính là một cái tiểu nhân hèn hạ hắn không chỉ có nói xấu phi hoa trai lại còn đem vương cô nương bọn người kéo xuống nước tuổi còn trẻ làm sao như thế hèn hạ thật là không nghĩ ra huệ trí đại sư vì sao muốn bảo đảm dạng này một người về phần không rõ chân tướng những người khác nói tới ngữ điệu nói càng phi thường ác độc đối mặt loại tình huống này sở phong vậy không sinh khí hắn không chỉ là nói ra sự thật cũng là nghĩ kéo dài thời gian dù sao nếu là rời đi cái này thành trì lời nói hắn sẽ phải đối mặt phi hoa trai trưởng giáo gạt bỏ cho nên sở phong không quản những người này tin hay không hắn chỉ là muốn tận lực nhiều đợi một hồi sau đó lại nghĩ biện pháp tiểu hữu ngươi nhất định phải muốn rời đi đại sư ý tứ không phải để cho ta một mực bảo hộ ngươi mà là ta muốn ta đưa ngươi ra khỏi thành bình phàm tựa hồ xem thấu sở phong ý đồ thế là lại lần nữa nói với sở phong tiền bối ta tại trong thành còn có việc xử lý xong một số việc ta lại rời đi sở phong nói ra ta phụ trách đưa ngươi ra khỏi thành người nếu có sự tình mình trở lại bình phàm này nói cho hết lời liền một phát bắt được sở phong sau đó liền cưỡng ép mang theo sở phong đi ra ngoài thành tiền bối khạc a à, làm gì như thế phiền phức đâu ta trực tiếp xử lý xong sửa tình ngài lại cho ta ra ngoài cũng là không muộn a à. ta rất nhanh liền có thể xử lý xong sở phong còn muốn ý đồ vãn hồi một cái cục diện thế nhưng là mặc cho hắn nói cái gì bình phàm đều không rảnh mà để ý hội hắn đang tại cưỡng ép mang theo sở phong rời đi thành trì. Đối mặt loại cục diện này, sở phong vậy thật là khóc không ra nước mắt. Đến cùng là tình huống như thế nào, lúc này tiến hắn ra khỏi thành, liền hay là hắn đi chết a? À. Mà tại bình phàm cưỡng ép mang theo sở phong ra khỏi thành thời điểm, không chỉ có phi hoa trai đám người nhìn chầm chầm đi theo sở phong, cơ hồ biết chuyện này tất cả mọi người đều đi theo sở phong. Bọn hắn cái này nhưng thật là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, đều muốn tận mắt nhìn xem, khi sở phong rời đi tòa thành trì này về sau, hội rơi vào như thế nào hạ tràng. Hiện ở thời điểm này, sở phong nội tâm thật là không có ngọn nguồn. Huệ trí đại sư ý tứ, hiển nhiên là không có ý định bảo đảm hắn. Tiến hắn ra khỏi thành, cũng chỉ là ý tứ một cái mà thôi. Mà cái kia thần bí cao nhân, cũng không biết đến tột cùng hội sẽ không hiện thân. Về phần mình trong cơ thể thần hưu, cũng là vẫn không có đáp lại. Tiếp tục như vậy, chờ đợi sở phong chỉ có một con đường, cái kia chính là tử lộ. Không được, không thể cứ như vậy nhận thua. Sở phong một phen suy tư về sau, trọng yếu nhất hồng đem ánh mắt nhìn về phía đạo hải bát kiếm tiên. Không có biện pháp, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một lần. Nghĩ tới đây, sở phong bỗng nhiên chuyển đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói với đạo hải bát kiếm tiên. Các tiền bối, các người không là không tin, ta biết vương ngọc nhàn các nàng. Vậy ngài nhìn xem, đây là cái gì? Sở phong nói với đạo hải bát kiếm tiên xong lời này, liền lấy ra một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài chính là ngày đó cùng Vương Ngọc Nhàn chờ Đạo Hải Tiên cô đệ tử cáo biệt lúc, Tống Phỉ Phỉ tặng cho Sở Phong. Đây là Đạo Hải lệnh bài. Sở Phong lúc đầu cảm thấy lệnh bài này không có tác dụng gì, bởi vì hắn căn bản không có đi Đạo Hải dự định, sở dĩ nhận lấy chỉ là muốn để Tống Phỉ Phỉ trong lòng khá hơn một chút mà thôi. Dù sao lúc ấy, Tống Phỉ Phỉ cảm thấy thua thiệt Sở Phong. Kỳ thật cho dù là hiện tại, Sở Phong cũng cảm thấy đem lệnh bài này lấy ra, tác dụng không lớn. Nhưng sở phong thực tại không có cách nào, hắn chỉ có thể liều mạng, cho dù là một tia hy vọng, cũng muốn thử một lần. Vạn nhất, cái này đạo hải bát kiếm tiên, xem ở lệnh bài này trên mặt mũi, nguyện ý bảo đảm mình đâu. Đạo hải lệnh bài, ra hỏa này điên rồi đi, thế mà giả tạo đạo hải lệnh bài. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, chứ nói lệnh bài này là giả, liền xem như thật, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào đạo hải bát kiếm tiên giúp hắn. Thật là ngu xuẩn, hắn khả năng căn bản vốn không biết được, đạo hải cùng phi hoa trai quan hệ. Phi hoa trai, thế nhưng là số lượng không nhiều, cùng đạo hải có tốt hơn quan hệ thế lực. Hắn đối phi hoa trai làm loại sự tình này, hiện tại thế mà còn trông cậy vào đạo hải bắt kiếm tiên giúp hắn, đơn giản liền là không dài đầu óc. Quả nhiên, sở phong lộ ra cái này tấm lệnh bài về sau, đổi lấy lại là mọi người càng thêm châm biếm trào phúng. Tiểu Hữu người đây là từ đâu mà đến? Thế nhưng, lệnh người bất ngờ một màn phát sinh. Khi sở phong lộ ra lệnh bài này về sau, đạo hải bát kiếm tiên đều biểu hiện ra cực điểm biến hóa, các nàng rất là chấn kinh nhìn xem sở phong trong tay lệnh bài. Người bên ngoài nhận không ra, nhưng là các nàng nhận ra được, sở phong trong tay cái này tấm lệnh bài chính là thật. Cái này tấm lệnh bài, chính là ngày đó tại phi hoa trai cáo biệt thời điểm, các người sư muội tống phỉ phỉ đưa ta. Nếu không tin, các người có thể đi hỏi tống phỉ phỉ. Đồng lý, những việc mà ta nói vậy đều là là thật, các người không tin, nhìn thấy tống phỉ phỉ cùng vương ngọc nhàn bọn người, đáp án vậy từ hội công bố. Sở phong mắt thấy có hy vọng, vội vàng nói tiếp bắt đầu. Mà đối mặt sở phong lời nói này, đạo hải bắt kiếm tiên thì là rơi vào trầm tư. Tám vị tiên tử, các ngươi nhưng không nên tin người này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn làm sao có thể nhận được các ngươi đạo hải người. Hắn cái này tấm lệnh bài, nói không chừng là từ đâu địa trộm được, làm không tốt, hắn đã đối với các ngươi đạo hải người hạ độc tay cũng không phải là không thể được. Đúng, người này tâm ngoan thủ lạt, cái gì tháng tận thiên lương sự tình đều làm được coi như đối người đạo hải người dọa độc thủ loại chuyện này vậy rất có thể làm được thấy thế phi hoa trai các vị các trưởng lão thì là đuổi vội mở miệng lúc trước sở phong giảng thuật phi hoa trai trải qua qua thời điểm bọn hắn vậy đều ở đây sở phong giảng thuật lời nói người khác còn đều không tin thế nhưng là thân là phi hoa trai người bọn hắn đều phi thường rõ ràng sở phong nói tới chính là sự thật bởi vậy bọn hắn nội tâm vậy là có chút luống cuống bọn hắn rất sợ đạo hải bắt kiếm tiên tin tưởng sở phong. chương 4406, vì sở phong mà chiến. Từ trưởng giáo, này lệnh bài thật là ta đạo hải lệnh bài. Tuy nói kẻ này nói, chúng ta cũng không tin, nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ cái này tấm lệnh bài lai lịch. Như vậy đi từ trưởng giáo, người theo chúng ta cùng nhau về một chuyến đạo hải, chỉ cần trở lại đạo hải về sau, chân tướng liền hội rõ ràng. Nếu là kẻ này lệnh bài lai lịch không thích đáng, chúng ta tất nhiên hội đem hắn giao cho ngươi xử trí. Đạo Hải Bát Kiếm Tiên nói ra, mà các nàng lời này vừa nói ra, chứa nói phi hoa trai chúng người bất ngờ, ngay cả những người khác vậy thật bất ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình huống gì, rõ ràng vừa mới Đạo Hải Bát Kiếm Tiên còn đứng ở phi hoa trai bên kia, cùng một chỗ trách cứ Sở Phong, nhiễm nhiên chính là cùng phi hoa trai là trên một cái thuyền người. Làm sao chỉ vì cái này Sở Phong lấy ra một tấm lệnh bài, liền cải biến lập trường. Đứng ở sở phong bên kia đi. Mặc dù các nàng giọng nói vẫn là hướng về Phi Hoa Trai. Nhưng người nào đều nhìn ra, các nàng hiện tại hay là bảo đảm cái này sở phong a, chỉ ít đang lộng trong sạch tướng trước đó, các nàng là sẽ không cho phép Phi Hoa Trai động cái này sở phong. Nghĩ không ra, ta từ mỗ người cùng đạo hải vãng lai nhiều năm, thế mà không chiếm được đạo hải tín nhiệm. Thôi thôi, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta liền tùy các ngươi đi một chuyến. Làm cho người càng thêm không nghĩ tới là phi hoa trai trưởng giáo vậy mà thỏa hiệp. Mà trong nháy mắt, sở phong đám người đã là đi tới thành trì bên ngoài. Vị tiểu hữu này, Huệ Trí đại sư ý tứ, gọi là ta hộ tống ngươi ra khỏi thành. Hiện tại ngươi đã xuất thành, tiếp xuống vô luận ngươi hay là trở lại trong thành làm việc, vẫn là muốn rời khỏi nơi đây, ngươi đều có thể đi làm, chỉ là ngươi an nguy, coi như không liên quan gì đến ta." Bình Phàm nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu, cho đến lúc này huệ trí đại sư cái này ô dù, đã từ sở phong đỉnh đầu rời. Ông, bỗng nhiên ở giữa, một cố cường đại uy áp, như vô hình sóng lớn, hướng sở phong ép tới. Là phi hoa trai trưởng giáo, hắn không có ý định cho sở phong bất luận cái gì cơ hội, mong muốn hiện tại liền kết thúc sở phong. Kiếm trận, nhưng mà, cái kiểu uy áp vừa mới tới gần sở phong, liền bị tia sáng chói mắt ngăn lại. Nhìn kỹ, tất cả mọi người đều là thần sắc biến hóa. Tia sáng chói mắt, đúng là lấy sở phong làm trung tâm lan ra, đó là tám đạo to lớn kiếm khí, tám đạo kiếm khí sông thẳng tới chân trời, hóa thành kiếm trận, đem sở phong thủ ở trong đó. mà đạo hải bát kiếm tiên thì như tám cái hộ pháp, phân biệt đứng tại sở phong chung quanh. cái kia chính là đạo hải tiên cô truyền thụ cho đạo hải bát kiếm tiên mạnh nhất kiếm trận, thiên tiên kiếm trận. đạo hải bát kiếm tiên tu vi vậy đều tại võ tôn cảnh, chỉ hơn hết bọn hắn lại so phi hoa trai trưởng giáo yếu đi nhất phẩm. Nhưng bộ kiếm trận này uy lực cực mạnh, chỉ cần thi triển ra, liền có thể đạt được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Đây chính là vì gì, các nàng có thể ngăn lại Phi Hoa trai trưởng giáo uy áp nguyên nhân. Tám vị tiên tử, coi là thật muốn cùng ta giao thủ sao? Ta Phi Hoa trai kết bạn với đạo hải nhiều năm, các ngươi lại muốn vì dạng này một ngoại nhân, đến cùng lão phu giao thủ. Hắn, thế nhưng là giết ta con trai a. Phi Hoa trai trưởng giáo phát ra gầm thét, hắn rốt cục trước mặt mọi người thừa nhận Triệu Huyền Hà liền là con trai của hắn. Đối mặt dạng này phi hoa trai trưởng giáo, đạo hải bát kiếm tiên vậy là có chút băn khoăn. Thế nhưng là các nàng lập trường, nhưng như cũ kiên định. Từ trưởng giáo, ngài tâm tình chúng ta có thể lý giải. Cũng không phải đã nói xong, ngài trước theo chúng ta trở lại đạo hải sao. Đợi sự tình biết rõ ràng, cái này sở phong chúng ta tất sẽ giao cho ngài xử trí. Đạo hải bát kiếm tiên bên trong cầm đầu vị kia nói ra. Còn muốn biết rõ ràng cái gì, kẻ này sát hại ta con trai, các ngươi chính là tận mắt nhìn thấy. Hắn cướp ta phi hoa trai trí bảo, sát hại ta phi hoa trai đệ tử, cũng là chính miệng thừa nhận. Các ngươi còn muốn biết rõ ràng cái gì? Chẳng lẽ các ngươi khi thực sự tin tưởng kẻ này lời nói, cho là ta phi hoa trai, là loại kia hội cầm hài tử tính mệnh, đến luyện chế dược liệu bàng môn tà đạo không thành. Phi hoa trai trưởng giáo tức giận hỏi, trong lời nói, tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, đau lòng, ủy khuất vân vân tự mà hết lần này tới lần khác lúc này rất nhiều người vậy đều cảm thấy phi hoa trai trưởng giáo nói phi thường có lý hắn phi hoa trai nhiều năm như vậy thanh danh đều rất không tệ đạo hải có thể nguyện ý kết bạn với phi hoa trai đã nói rõ phi hoa trai nhân phẩm mà sở phong đối phi hoa trai làm ra đủ loại việc ác vậy xác thực thừa nhận lúc này đạo hải bắt kiếm tiền lại chỉ vì một tấm lệnh bài liền muốn bảo đảm cái này sở phong xác thực không có đạo lý nếu không có muốn giải thích chính là các nàng cảm thấy sở phong nói, có thể là thật, là đang hoài nghi phi hoa trai. Nhưng chỉ vì một đạo lệnh bài, liền hoài nghi phi hoa trai, mọi người vậy đều cảm thấy, rất là không hợp thói thường. Từ trưởng giáo, sự tình như thế nào, đến đạo hải, nhìn thấy ta các sư muội đáp án từ hội công bố, ngài làm gì nóng lòng nhất thời. Đạo hải bát kiếm tiên vẫn không có ý định lui bước. Kẻ này giết con ta, ta không thể để cho hắn sống lâu nhất thời. Ta hiện tại liền muốn giết hắn đã tám vị tiên tử nhất định phải bảo đảm hắn vậy lão phu cũng chỉ có thể đắc tội phi hoa trai trưởng giáo này nói cho hết lời liền lập tức xuất thủ mà đạo hải bát kiếm tiên cũng không cam chịu yếu thế trận pháp quang mang phun trào rõ ràng là tương giao không sai hai cái thế lực cao thủ lúc này lại chiến tại một chỗ đạo hải bát kiếm tiên tu vi đều là tại nhị phẩm võ tôn cảnh chính là đạo hải bên trong ngoại trừ đạo hải tiên cô mạnh nhất tám người mà trong lúc các nàng thi triển kiếm trận về sau chiến lực càng là có thể so với tam phẩm võ tôn. Về phần phi hoa trai trưởng giáo, hắn bản thân liền là tam phẩm võ tôn. Cho nên bọn hắn 9 người giao thủ, uy áp tàn phá bừa bãi, ở đây vây xem người, cũng là không thể không lui lại. Nếu không phải bình phàm vẫn còn vận dụng hắn lực lượng, ngăn lại uy áp, chỉ là dư ba vậy có thể tổn thương không ít người. Nhưng bọn hắn 9 người quyết đấu, cũng không tiếp tục quá lâu, bất quá ngắn ngủi nửa nén hương công phu liền ngừng lại. Đạo Hải bắt kiếm tiên kiếm trận biến mất đây là cái kia trận tai hại kiếm trận uy lực tuy mạnh lại không thể thời gian dài sử dụng nửa nén hương đã là cực hạn tại kiếm trận biến mất về sau đạo hải bát kiếm tiên liền không cách nào lại cùng phi hoa trai trưởng giáo chống lại mà phi hoa trai trưởng giáo ngược lại cũng không có thật tổn thương đạo hải bát kiếm tiên mà là kịp thời thu tay lại hắn không phải là không muốn tổn thương đạo hải bát kiếm tiên chủ yếu là không dám dù sao cái này tám vị thế nhưng là đạo hải tiên cô đệ tử a nếu là nơi đây không người Hắn đã sớm thống hạ sát thủ. Dám bảo đảm hắn giết con cừu nhân, hắn thấy cái này Đạo Hải Bát Kiếm Tiên cũng là đáng chết. Sở dĩ hắn không có động thủ, chính là bởi vì dưới mắt nhiều người như vậy tại, hắn không dám. Nếu không việc này truyền vào Đạo Hải Tiên cô trong tai, hắn cũng đừng hòng mạng sống. Mặc dù kiếm trận đã biến mất, nhưng Đạo Hải Bát Kiếm Tiên nhưng lại chưa rời đi. Ngược lại là tám người, khoảng cách Sở Phong thêm gần, chăm chú đem Sở Phong bảo hộ ở ở giữa. Các nàng vẫn muốn bảo đảm sở phong. chương 4407, Tiên Cô Đăng Tràng. Từ trưởng giáo, người hôm nay nếu không có muốn động hắn, liền từ trên người chúng ta dẫm không qua được A. À. Đạo Hải Bát Kiếm Tiên nhao nhao nói ra, dạng này quyết tâm, khiến mọi người càng phát ra ngoài ý muốn. Một người xa lạ, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao Đạo Hải Bát Kiếm Tiên muốn làm đến loại tình trạng này. Đây là liền sở phong vậy không nghĩ tới. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thậm chí cùng những người khác một dạng, vậy đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Cái kia đạo hải lệnh bài, cầm tới phi hoa chai đi, một chút tác dụng đều không có. Nhưng để ở đạo hải bát kiếm tiên trước mặt, lại có thể làm cho các nàng như thế thủ hộ mình, không tiếc cùng quen biết nhiều năm người làm địch, cái này là vượt xa sở phong tưởng tượng. Chẳng lẽ, đây chính là đạo hải quy củ cùng tín ngưỡng? Ta không cần thiết từ trên người các người dẫm lên, nhưng cái này sở phong mệnh ta chắc chắn phải có được đắc tội, nói xong, phi hoa trai trưởng giáo uy áp, lại lần nữa phóng thích mà ra. Vô hình uy áp, hóa thành tám con cửa thủ, là dự định cưỡng ép đem đạo hải bát kiếm tiên từ sở phong bên người rời. Hiện tại đạo hải bát kiếm tiên, không có kiếm trận lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn không cần tổn thương các nàng, cũng có thể làm cho các nàng từ sở phong bên người rời đi. Ông, chỉ là, khi hắn uy áp, tới gần đạo hải bát kiếm tiên về sau, quỷ dị một màn phát sinh. Cái kia uy áp, Vậy mà trống rỗng biến mất, cái này khiến Phi Hoa Trai trưởng giáo cùng ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ, ngay cả đạo hải bát kiếm tiên vậy là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đều cảm nhận được Phi Hoa Trai trưởng giáo uy áp, vậy đều minh bạch Phi Hoa Trai trưởng giáo ý đồ, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, cái kia uy áp vì sao hội bỗng nhiên biến mất. "Từ trưởng giáo, người nhưng thật là thật lớn mật a, lại dám đối ta chi đệ tử động thủ." Mọi người ở đây không hiểu thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm từ hư không bên trên nổ vang ra đến. Thuận âm thanh quan sát, tại cái kia hư không bên trên, tầng mây chi đỉnh, xuất hiện một đạo bóng dáng. Cái kia bóng dáng tại minh mông trong mây, lộ ra thập phần nhỏ bé. Nhưng thấy được nàng về sau, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đó là một tên nữ tử, trung niên dung mạo, nhưng tướng mạo cũng rất là phù phù. Tuy đều là trung niên bề ngoài, nhưng nếu chỉ so với bề ngoài, nàng cùng đạo Hải Bát kiếm tiên so sánh, nói là khó coi, cũng không vì qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có bất kỳ người nào dám khinh thị tại tên này trung niên nữ tử bởi vì nàng liền là đại danh đỉnh đỉnh đạo hải tiên cô bái kiến sư tôn khi đạo hải tiên cô sau khi xuất hiện đạo hải bắt kiếm tiên vội vàng làm đại lễ bái kiến tiên cô đại nhân dùng cái này đồng thời ở đây tất cả mọi người vậy đều vội vàng làm thi lễ chớ nói những người khác ngay cả phi hoa trai trưởng giáo thậm chí huệ trí đại sư người hầu bình phàm cũng đều là làm thi lễ đạo hải tiên cô không người nào dám bất kính chỉ ít bọn hắn không dám bất kính. Lúc này chàng cảnh, đơn giản như là phàm nhân nhìn thấy thần linh. Vẻ kính sợ, tràn ngập ra, đây cũng là đạo hải tiên cô, quả nhiên thật không đơn giản. Sở phong vậy một mực nhìn chăm chú đạo hải tiên cô, mặc dù đạo hải tiên cô khuôn mặt thường thường, nhưng sở phong nhìn ra, nàng sắc thực sâu không lường được. Không chỉ là thực lực, mà là người này, liền cho người ta một loại thần bí cảm giác. Cái này, mới thật sự là tu võ cao thủ. Tiên cô đại nhân, ta cũng không có đắc tội chi mà là kẻ này thực sự đáng giận hắn phi hoa trai trưởng giáo làm thi lễ về sau liền đuổi vội mở miệng hắn sợ hãi đạo hải tiên cô hiểu lầm cho nên mong muốn giải thích rõ ràng hắn vì sao nhất định phải ra tay với sở phong lúc này ở trên mặt hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bối rối hắn sợ khi thấy đạo hải tiên cô một khắc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra hắn sợ hãi mặc dù bọn hắn phi hoa trai xem như cùng đạo hải kết giao không sai thế lực việc này mọi người đều biết. Nhưng chỉ có hắn biết, đạo hải tiên cô Thủy Trung cao cao tại thượng cùng nói là thế lực giao hảo, càng không bằng nói hắn là đạo hải tiên cô một cái người hầu, đủ khả năng đi làm nịnh nọt đạo hải tiên cô sự tình. Hắn cùng đạo hải bát kiếm tiên, trước mặt còn coi là bằng hiếu, nhưng cùng đạo hải tiên cô căn bản chưa nói tới bằng hiếu, loại kia khoảng cách cảm giác cùng cảm giác nguy cơ, từ đầu đến cuối đều tồn tại. Người không cần nói nữa, phát sinh cái gì, ta đều biết. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi cái thuyết pháp." Đạo Hải Tiên cô đang khi nói chuyện, liền bay thấp xuống. Mặc dù hắn khuôn mặt phổ thông, thậm chí nhìn qua không có một chút khí chất có thể nói, nhưng nàng khí chàng lại cực kỳ cường đại. "Tiểu quỷ, ngươi lá gan đủ lớn, dám đối địch với phi hoa trai." Bay thấp xuống về sau, Đạo Hải Tiên cô liền nhìn về phía Sở Phong. Gặp tình hình này, lại suy nghĩ một chút Đạo Hải Tiên cô nói chuyện. Nguyên bản khẩn trương phi hoa trai đám người, đều là thở dài một hơi thậm chí có người khóe miệng lộ ra ý cười mà ở đây những người khác vậy đều cảm thấy sở phong muốn đại nạn lâm đầu đạo hải tiên cô thực lực sâu không lường được phi hoa trai trưởng giáo cùng nàng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nếu là nàng muốn đối phó sở phong liền xem như huệ trí đại sư cũng chưa chắc không gánh nổi phốc nhưng bỗng nhiên ở giữa một đạo máu tươi tóe lên sau một khắc tất cả mọi người đều là khuôn mặt đại biến đạo hải tiên cô xuất thủ cánh tay nàng mở ra một đạo mắt trần có thể thấy võ lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm xuyên thủng đan điền chỉ là cái kia xuyên thủng lại cũng không là sở phong mà là phi hoa trai trưởng giáo cái này một màn này để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt không biết làm sao tiên cô đại nhân ngài ngài vì sao phi hoa trai trưởng giáo mở to hai mắt nhìn dù là mình đan điền bị xuyên thủng hắn cũng là không dám nổi giận ngược lại rất là ủy khuất nhìn xem đạo hải tiên cô bá nhưng vào lúc này Đạo Hải Tiên cô phất ống tay áo một cái, từ nó trong tay áo liền bay ra một vật. Vật này mới đầu rất nhỏ, nhưng lên không về sau cực tốc mở rộng. Cuối cùng cái kia lại hóa thành một đạo che đầy hư không chi vật. Vật này vốn không chỗ đặc thù, nhưng vật này phía trên lại treo vô số cái đầu sọ. Cái kia toàn bộ là phi hoa trai người đầu lâu, trưởng lão cùng đệ tử đầu lâu đều ở đây chỗ. Ta thiên cái nào nhìn thấy cái này kinh dị một màn, ngay cả ở đây rất nhiều tu võ giả đều là bị dọa sắc mặt trắng bệch như thế số lượng đã nói một sự kiện phi hoa trai tất cả mọi người cơ hồ đều bị giết chết thế nhưng là đạo hải tiên cô vì sao muốn làm chuyện này chỉ có một cái khả năng cái kia chính là sở phong nói tới chính là thật phi hoa trai mặt ngoài danh môn chính phái trên thực tế chuyện ác làm tận chính là một cái tả môn ma đạo cho nên đạo hải tiên cô mới san bằng phi hoa trai từ trưởng giáo người thật không nên cô phụ ta đối với người tín nhiệm đạo hải tiên cô đối phi hoa trai trưởng giáo lên tiếng lần nữa mà nàng một câu nói kia càng là nghiệm chứng đám người suy đoán nguyên lai phi hoa trai khi thật là tà ác như thế thế lực cái kia sở phong cùng liếu thượng võ vậy mà không có nói sai tiên cô đại nhân người ngươi ngươi nghe ta giải thích nghe ta giải thích phi hoa trai trưởng giáo biết mình sở tác sở vi đã bại lộ dọa liền nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy bành nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền có trận trận trầm đục đồng thời truyền đến nương theo lấy cái kia trầm đục truyền đến còn có máu tươi văng ra không chỉ có phi hoa trai trưởng giáo bạo thể mà chết phi hoa trai ở đây tất cả mọi người toàn bộ bạo thể mà chết ngay cả treo ở không trung vô số viên phi hoa trai người đầu người vậy nổ tung lên trong nháy mắt phi hoa trai tất cả mọi người đều tại cái này giữa thiên địa vỡ nát đương nhiên người mặc dù chết rồi nhưng trên người bọn họ bảo vật lại đều đã rơi vào đạo hải tiên cô trong tay lúc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám nói câu nào. Bọn hắn không dám hoài nghi đạo hải tiên cô, dù là đạo hải tiên cô, căn bản không có lấy ra phi hoa trai làm ác chứng cứ. Nhưng chỉ vì đạo hải tiên cô mở sát giới, bọn hắn liền nguyện ý tin tưởng, phi hoa trai chính là tội không thể tha thứ tả môn ma đạo. Đồng thời, coi như phi hoa trai những người kia, bị đạo hải tiên cô toàn bộ gạt bỏ, mọi người vậy sẽ không cảm thấy đạo hải tiên cô tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy phi hoa trai người, chính là chết chưa hết tội. Cái này chính là cường giả lực lượng, nàng không chỉ có có thể uy hiếp đám người, càng là có thể ảnh hưởng mọi người cái nhìn, không chút nghi ngờ cảm thấy nàng là chính xác. chương 4408, sâu không lường được trí bảo. Bỗng nhiên, một trận gió mát Phật qua, mọi người đầu tiên là thần sắc động lại, sau đó đều là thở dài một hơi. Cái kia căng cứng cảm xúc, tại lúc này đạt được làm dịu. Nguyên lai like là đạo hải tiên cô, cùng đạo hải bát kiếm tiên đều không thấy. Các nàng rời đi, không có bất kỳ cái gì quá nhiều lời nói, càng không có trước bất kỳ ai chào hỏi, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bất quá mọi người cũng không có cảm giác cho các nàng loại hành vi này có gì không ổn, đây chính là đạo hải tiên cô phong cách hành sự. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng vốn là ẩn sĩ cao nhân, từ trước tới giờ không hội tận lực định nọt bất luận kẻ nào, ngược lại là bó lớn bó lớn người, muốn muốn lấy lòng nàng. Phi hoa trai liền là thứ nhất, lại phi hoa chai cũng là số lượng không nhiều đạt được đạo hải tiên cô tín nhiệm thế lực bất quá cái này cũng liền đã chú định bọn hắn hôm nay kết quả đạo hải tiên cô loại người này tự nhiên sẽ không cho phép lừa gạt nàng người sống tại trên thế giới kỳ thật trên cái thế giới này tà môn ma đạo có rất nhiều nhưng đạo hải tiên cô sẽ không toàn bộ diệt trừ nàng không phải một cái lấy trừ ma vệ đạo vì bản thân mặc người nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người bên cạnh là tà môn ma đạo càng sẽ không cho phép một cái tà môn ma đạo ngụy trang thành danh môn chính phái đến lừa gạt nàng đây chính là phi hoa trai bị diệt nguyên nhân sở phong tiểu hiếu người cũng thật là lợi hại thế mà liền phi hoa trai đều bị ngươi đùa nghịch xoay quanh một tên tiểu bối giới linh chi thuật có thể đạt tới tình trạng như thế đúng là hiếm thấy sở phong tiểu hiếu xác thực tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a không biết gia sư là ai đạo hải tiên cô sau khi đi lúc trước còn trách cứ sở phong người lại cũng thay đổi một bộ sắc mặt. Rất nhiều người bắt đầu tán dương sở phong, đương nhiên, nhiều người hơn, là muốn biết sở phong đến cùng đến từ môn phái nào. Nhưng là đối với cái này chút cỏ đầu tường, sở phong tự nhiên sẽ không để ý tới. Sở phong trước hướng bình phàm nói lời cảm tạ, sau đó lại cùng liếu thượng võ cáo biệt, ngay sau đó liền làm bộ rời đi nơi đây, kỳ thực lại vụng trộm quay trở về tới thành trì bên trong. Sở phong thẳng đến, cái kia thần bí cao nhân lúc trước chỗ hồ nước mà đi. Sở phong đã cầm tới hắn cần muốn bảo vật, nhưng vị kia lại chậm chạp không có liên hệ sở phong. Tuy nói vị kia đã nói qua, hắn hội chủ động đi tìm sở phong, nhưng sở phong vẫn là quyết định chủ động đi tìm hắn. Vị kia trở lên, sở phong lại đợi không được, mà lệnh sở phong mừng rỡ là, cái kia thần bí cao nhân thế mà thật sự ở bên hồ. Lúc đầu sở phong đã làm tốt, hội tìm không thấy cái kia thần bí cao nhân chuẩn bị. Cho nên khi tìm tới thần bí cao nhân về sau, sở phong cũng là mừng rỡ. Tiên bối, ngài muốn đồ vật vãn bối đã lấy được sở phong bay thấp xuống về sau liền vội vàng đem món kia từ huệ trí đại sư nơi đó đạt được bảo vật đưa cho vị này thần bí cao nhân thần bí cao nhân đưa tay đem vật này tiếp qua sau đó đưa cho sở phong một cái quyển trục ngươi muốn tìm bây giờ liền nghỉ lại ở chỗ này bất quá ta khuyên ngươi đừng đi bởi vì ngươi không phải nó đối thủ thần bí cao nhân nói với sở phong sở phong mở ra quyển trục phát hiện là một cái bản đồ nguyên lai like, tại cái này thành trì sâu trong lòng đất có một cái ẩn tàng thế giới cái kia thiên địa kỳ vật bây giờ liền trốn ở cái kia ẩn tàng thế giới bên trong khó trách cái kia truy tung la bàn hội một mực khóa chặt tòa thành trì này lúc đầu sở phong còn muốn hỏi chút cái gì thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện cái kia thần bí cao nhân đã rời đi cái này đi vậy quá nhanh đi tiền bối ngài thật đi rồi sao lúc trước ngài thế nhưng là nói xong hội bảo đảm vãn bối làm sao một mực không hiện thân a vãn bối nhưng suýt nữa bị cái kia phi hoa trai lão tặc giết chết ha sở phong liên tục đặt câu hỏi nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại nhưng sở phong kỳ thật cũng là theo miệng hỏi một chút việc này nếu như đã đi qua mà hắn lại bình yên vô sự hắn đã không phải đặc biệt để ý hắn sở dĩ nói cái này chút là muốn thăm dò tính nhìn xem thần bí cao nhân có thể không thể giúp hắn một chút cái này thần bí cao nhân thực lực mạnh như thế hắn như nguyện ý giúp mình thu phục thiên địa kỳ vật tất nhiên dễ như trở bàn tay Đương nhiên, hắn chỉ là thăm dò tính thử một chút, cơ hồ không có ôm lấy cái gì hy vọng. Cho nên dù là đối phương không có trả lời, sở phong vậy không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bá, sở phong đem thiên sư phất trần xuất ra giữ trong tay. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Sở phong nói với thiên sư phất trần, nếu là bằng vào mình lực lượng, mười ngàn cái hắn vậy không đủ cái kia thiên địa kỳ vật giết. Sở phong chỉ có thể ỉ vào thiên sư phất trần lực lượng, đi đối kháng cái kia thiên địa kỳ vật nhưng cái này thiên sư phất trần lực lượng lúc hiện thời không hiện cái này khiến sở phong rất là bất đắc dĩ thiên sư phất trần tuy mạnh nhưng lại cùng cái kia thần hưu rất giống sở phong hoàn toàn không thể khống chế có giúp hay không mình chính là nhìn đối phương tâm tình ông nhưng mà lệnh sở phong mừng rỡ là khi sở phong thôi động thiên sư phất trần về sau thiên sư phất trần lập tức có phản ứng cái kia quen thuộc lực lượng lại lần nữa tuôn ra lại còn có một loại dục dịch cảm giác kỳ quái vì sao lúc này liền nguyện ý giúp ta chẳng lẽ nói ngươi cũng rất muốn bắt cái kia thiên địa kỳ vật sở phong vậy là có chút không hiểu nhưng hắn vẫn là lập tức hành động lên dấu ở cái này thành trì sâu trong lòng đất thế giới nhưng không phải dễ tìm như thế nhưng cũng may cái kia thần bí cao nhân cho sở phong bản đồ có có thể tiến vào cái kia ẩn tàng thế giới phương thức mà tiến vào ẩn tàng thế giới thông đạo đang ở trước mắt hồ nước bên trong sở phong nhảy vào hồ nước dưới đường đi lặn rất nhanh liền tìm được ẩn tàng thế giới cửa vào. Tiến vào bên trong, phát hiện cái thế giới này không là rất lớn, hư không bên trên chìm vào hôn mê, chính là một cái hoang vu thế giới. Muốn ở loại địa phương này, tìm kiếm thiên địa kỳ vật, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng cũng may, thiên sư phất trần lực lượng, không chỉ có lại lần nữa có thể sử dụng, lại truy tung la bàn cũng là lại lần nữa phát huy ra. Sở phong một bên dùng cửu long thánh bào, cùng thiên sư phất trần song trọng lực lượng, che giấu mình bóng dáng một bên vận dụng truy tung la bàn truy tung mà đi suốt cục sở phong lại lần nữa thấy được thiên địa kỳ vật chỉ là lúc này thiên địa kỳ vật chỗ phóng thích màu đen khí diếm sau trước đó nhìn thấy hắn còn muốn bàng bạc bàng bạc khí diếm bên trên nhập trong mây hạ nhập mặt đất đơn giản liền là một cái thôn vệ thế giới cự thú sở phong ở tại trước mặt cảm giác mình nhỏ bé không chịu nổi cái kia thiên địa kỳ vật lúc này không nhúc nhích tựa hồ lại tại làm lấy cái gì trung thực giảng đối mặt dạng này thiên địa kỳ vật sở phong cũng không biết ở đây bố trí thiên sư phất trần truyền thụ cho hắn trận pháp còn có thể có phải có hiệu chỉ là sở phong lại không có lựa chọn nào khác sở phong nói làm liền làm vẫn như cũng là cùng lúc trước một dạng lấy thiên sư phất trần là trận nhãn mượn dùng nó lực lượng bắt đầu bố trí trận pháp nhưng làm trận pháp bắt đầu bố trí về sau nguyên bản trong lòng không chắc sở phong càng là bố trí cái kia treo lấy tâm nhưng cũng là bắt đầu tung tích hắn phát hiện thiên sư phất trần lực lượng giống như tăng cường bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn dưới mắt bố trí trận pháp, sau so trước đó bố trí muốn càng mạnh. Thế nhưng là hắn giới linh chi thuật rõ ràng không có tăng lên, bố trí trận pháp thủ đoạn vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Loại tình huống này, trận pháp lực lượng lại mạnh lên, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là thiên sư phất trần lực lượng mạnh lên. Chẳng lẽ nói, trước đó ngươi cũng không có đem hết toàn lực. Nhìn xem phóng thích ra huyết hồng sắc khí diễm thiên sư phất trần, Sở Phong nội tâm rung động hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai trí bảo lực lượng, vậy đồng dạng có thể sâu không lường được. chương 4409, tái chiến ma vật. Trận pháp bố trí xong, lần này trận pháp, đạt được toàn diện tăng lên. Cho dù dưới mắt trận pháp là ẩn tàng trạng thái, nhưng chỉ cần mở ra, trận pháp này lực lượng, tất nhiên kinh động thiên địa. Bây giờ tòa trận pháp này lực lượng, căn bản không cần tái dẫn dụ thiên địa kỳ vật tới gần, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể phát huy ra tòa trận pháp này toàn bộ huy lực. Mà vừa vặn, cái kia thiên địa kỳ vật chỗ địa phương, chính là sở phong trận pháp công kích địa phương phạm vi bên trong. Hô hô hô, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết hồng sắc khí diễm, trống rỗng mà hiện, cái này vừa xuất hiện, liền che khuất bầu trời, như thôn vệ hết thảy ma vật, lấy kinh thiên động địa chi tư, hướng cái kia thiên địa kỳ vật công tới. Đây chính là sở phong bố trí trận pháp lực lượng, lại là ngươi, nguy hiểm tới gần, thiên địa kỳ vật lập tức thức tỉnh, khi hắn nhìn thấy cái kia trận pháp thời điểm liền đã biết là ai ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này thiên địa kỳ vật phát ra nghi vấn ngươi đây đừng hỏi nữa hôm nay ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sở phong không cùng cái này thiên địa kỳ vật qua nói nhảm nhiều mà là thúc giục trận pháp lực lượng đối thiên địa kỳ vật công tới sở phong từ vừa mới bắt đầu liền dùng hết toàn lực hắn không hy vọng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chỉ muốn mau sớm đem cái này thiên địa kỳ vật bắt thành công xem thường bản tôn ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể bắt được bản tôn bản tôn chính nổi giận trong bụng không có địa phương vung hôm nay liền dùng ngươi tiểu quỷ này đến cho hả giận bỗng nhiên kinh khủng sát ý cuốn tới là cái kia thiên địa kỳ vật lúc này thiên địa kỳ vật biến đến mức dị thường táo bạo cái kia vốn là bao trùm một phương thiên địa màu đen khí diếm cũng là hướng sở phong phản công mà đến trong chớp mắt màu đen khí diếm cùng huyết hồng khí diếm hai cỗ bàng bạc khí thể liền chiến đấu ở cùng nhau chỉ là lần giao thủ này, Sở Phong liền phát hiện không thích hợp. Lần này, Sở Phong bố trí trận pháp mặc dù không biến hóa, thế nhưng là Thiên Sư Phất Trần lực lượng mạnh lên. Trận pháp chỉ là chất dẫn, là có thể phát huy ra Thiên Sư Phất Trần lực lượng một cái chất dẫn mà thôi. Cho nên trận pháp mạnh yếu, quyết định bởi tại Thiên Sư Phất Trần mạnh yếu. Sở Phong vốn cho rằng Thiên Sư Phất Trần lực lượng tăng cường, có thể chiến thắng Thiên Địa Kỳ Vật, nhưng lại phát hiện Thiên Địa Kỳ Vật lực lượng vậy tăng lên. Trong lúc nhất thời, Đúng là thắng bại khó điểm, cái kia hai cỗ lực lượng giao phong, chỗ tạo thành phá hư, khi thật là hủy thiên diệt địa. Theo Sở Phong, uy thế cỡ này, không kém chút nào lúc trước, Phi Hoa trai trưởng giáo cùng đạo hải bát kiếm tiên giao chiến. Nói cách khác, lúc này cả hai chiến lực đều đã đạt đến tam phẩm võ tôn tình trạng. Quả nhiên, thiên địa kỳ vật lực lượng lại tăng cường. Tuy nói Sở Phong là trận pháp trưởng khống giả, nhưng Sở Phong biết, cái này căn bản không phải mình lực lượng, đó là thiên sư phất trần lực lượng hắn là bằng vào thiên sư phất trần lực lượng tại cùng cái này thiên địa kỳ vật đối kháng còn tốt có thiên sư phất trần nếu không sở phong mình muốn thế nào đối kháng như thế ma vật ngao ô thiên địa kỳ vật gầm thét trở nên càng thêm kinh khủng nó tựa hồ càng tức giận hơn ở tại gầm thét biến hóa đồng thời sở phong phát hiện cái kia thiên địa kỳ vật bản thể vậy sản sinh biến hóa cái kia màu đen khí diễm lóe lên quỷ dị quang mang tại loại biến hóa này dọa thiên địa kỳ vật lực lượng lại so lúc trước càng mạnh nguyên bản thế cân bằng cục diện vào lúc này phát sinh chuyển biến màu đen khí diễm không ngừng thôn vệ huyết hồng khí diễm lại đang tại hướng sở phong đại trận thôn vệ mà đến nguy rồi mắt thấy không ổn sở phong bắt đầu đem hết toàn lực thôi động trận pháp nhưng là không dùng bất kỳ chỗ dùng nào đều không có hắn tuy là trận pháp bố trí người nhưng trên thực tế trận pháp lực lượng là cường lại yếu không có quan hệ gì với hắn hắn coi như lại cố gắng cũng vô pháp tăng lên trận pháp lực lượng tiếp tục như vậy sở phong chỉ có chờ chết phần ngao ô nhưng lại tại sở phong cảm thấy mình chắc chắn phải chết lúc cái kia thiên địa kỳ vật vậy mà phát ra trận trận kêu rên thanh âm kia phi thường quỷ dị cùng lúc trước thao thiên nộ giống hoàn toàn khác biệt thanh âm kia càng giống là sợ hãi cho dù thanh âm kia vẫn như cũ chói tai vẫn như cũ kinh khủng nhưng xác thực càng giống là sợ hãi thanh âm lại ở tại phát ra này quỷ dị thanh âm đồng thời hung mãnh mà đến lực lượng vậy mà bắt đầu lùi bước không giống như là kỳ chủ động thu hồi càng giống là gặp càng mạnh lực lượng đưa nó lực lượng cho đẻ ép xuống vì sao muốn như thế đối đãi ta ta cùng ngươi không oán không cừu cái kia thiên địa kỳ vật lại phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng gào thét nghe nói thanh âm này sở phong ý thức được không đúng câu nói này tựa hồ không phải nói với hắn thế là sở phong đuổi vội vàng xoay người lúc này mới phát hiện ở sau lưng hắn xuất hiện một đạo bóng dáng cái kia đạo bóng dáng chính là thần bí cao nhân chẳng lẽ nói nhìn thấy thần bí cao nhân một khắc này tại liên tưởng đến thiên địa kỳ vật nói tới sở phong bỗng nhiên ý thức được một sự kiện cái này thiên địa kỳ vật rất có thể không phải mình chạy đến nơi đây đến mà là bị người cưỡng ép bắt tới nơi này mà đem bắt tới đây người tới liền là vì kia thần bí cao nhân bản tôn vốn nên bay lượn chân trời vì sao muốn đem ta khốn tại nơi đây chẳng lẽ thiên địa kỳ vật mệnh cũng không phải là mệnh sao liền muốn tùy ý các ngươi cái này chút thu võ giả xâm lược thiên địa kỳ vật lại lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét. Mà nó một câu nói kia, thì là nghiệm chứng sở phong suy đoán. Quả nhiên, thiên địa kỳ vật, là bị vị này thần bí cao người bắt tới đây đến. Người chi thiên tính, chính là giết chóc, như thả ngươi rời đi, đây chẳng phải là muốn đại khai sát giới, họa loạn thương sinh. Thần bí cao nhân nói ra, ta chi thiên tính, ta có thể đổi, người thả ta đi, ta cam đoan không lạm sát kẻ vô tội. Cái kia thiên địa kỳ vật nói ra, nhưng mà, thần bí cao nhân nhưng lại chưa lại nói tiếp, chỉ gặp nàng vươn tay ra, cách hư không, lòng bàn tay có chút nắm chặt. Ngao, cái kia thiên địa kỳ vật phát ra kêu thê lương thảm thiết, bằng bạc khí diễm càng là cấp tốc co vào. Trong chớp mắt, bao trùm một phương thiên địa thiên địa kỳ vật, hóa thành chỉ có nắm đấm lớn nhỏ hắc sắc quang mang thể, từ phương xa bay tới, đã rơi vào thần bí cao trong tay người. Người cái kia phất trần, ngược lại là một kiện bảo vật. Thu thiên địa kỳ vật về sau, thần bí cao nhân nhìn về phía trung tâm trận pháp thiên sư phất trần. thấy thế, sở phong vội vàng xua tan trận pháp, đem thiên sư phất trần cất vào đến. Yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật, thần bí cao nhân, phát ra một tiếng nhẹ cười. Tiền bối chưa có hiểu lầm, vãn bối chẳng qua là cảm thấy, này ma vật đã bị tiền bối thu phục, trận pháp này vậy không có tất yếu tồn tại. Bất quá, tiền bối, ngài, lúc này sở phong trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vị này muốn cho sở phong hỗ trợ, sở phong có thể lý giải, thế nhưng là nàng vì sao muốn cố ý đem thiên địa kỳ vật quan tại nơi đây, chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì nàng cần sở phong hỗ trợ không thành. Cho nên mới cố ý dùng thiên địa kỳ vật, tới làm dẫn dụ. Bá, mà liền tại sở phong không hiểu thời khắc, cái kia thần bí cao nhân thì là lấy xuống mình mũ rộng vành. Mũ rộng vành lấy xuống, thần bí cao nhân chân thực khuôn mặt cũng là nổi lên. chương 4410, đại giới cũng không nhỏ. Tiền bối, là ngài, nhìn thấy vị này khuôn mặt, sở phong lập tức con người co rụt lại. Đứng ở trước mắt, chính là một tên khí chất tuyệt hảo trung niên nữ tử. Mà nữ tử này sở phong nhận biết, ngày đó hắn cùng vương ngọc nhàn bọn người, bị vây ở phi hoa trai. Chính là nữ tử này, cứu được sở phong cùng vương ngọc nhàn bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng chính là đạo hải tiên cô hảo hiếu, nhìn nhìn lại, nữ tử kia có chút một cười, sau đó nó khuôn mặt càng lại độ biến hóa, không chỉ có khuôn mặt biến hóa ngay cả quần áo cũng là bắt đầu biến hóa nhìn thấy nữ tử biến hóa sở phong trong mắt ngoài ý muốn càng đậm bởi vì dưới mắt nữ tử này đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng nhưng nữ tử này biến hóa sau khi sở phong nhưng như cũng nhận ra cái này chính là đạo hải tiên cô tiên bối chẳng lẽ nói ngài ngay từ đầu liền là ngài sở phong bừng tỉnh đại ngộ hắn đã hiểu hết thảy nguyên lai like ngày đó tại phi hoa trai cứu hắn cùng vương ngọc nhàn bọn người cũng là đạo hải tiên cô cái này cũng liền khó trách đạo hải tiên cô vì sao sẽ biết phi hoa trai đủ loại việc ác cái này cũng liền khó trách bắt đầu từ lúc đó sở phong truy tung la bàn liền không bình thường hẳn là vào lúc đó lên thiên địa kỳ vật liền đã bị đạo hải tiên cô bắt sở phong một đường truy tung mà đến đều là đạo hải tiên cô cố ý dẫn tới xác thực nói hẳn là sở phong nhìn thấy vương ngọc nhàn bọn người lần đầu tiên thời điểm đạo hải tiên cô liền đã tại. Chỉ bất quá, lúc kia đạo hải tiên cô ẩn vào chỗ tối, tất cả mọi người cũng không biết nàng tại thôi. Ân, đạo hải tiên cô khẽ gật đầu, biểu thị sở phong suy nghĩ đều là chính xác. Tiên bối, vậy ngài, tại phi hoa trai thời điểm, vì sao muốn giấu giếm thân phận, không cho người đệ tử, biết là ngài đâu. Sở phong không biết rõ, đạo hải tiên cô nếu là lừa hắn, hắn còn có thể lý giải, nhưng vì sao muốn lừa gạt mình đệ tử. Ta làm cho các nàng bên ngoài lịch luyện, không muốn để cho các nàng biết có người bảo hộ các nàng. Nhưng Trung Quy là đệ tử ta, ta lại há có thể yên tâm. Đạo Hải Tiên cô nói ra, mà nàng những lời này, sở phong liền đã hiểu. Vương Ngọc Nhàn bọn người, bên ngoài bắt ma vật, hẳn là Đạo Hải Tiên cô nói tới lịch luyện. Nhưng Đạo Hải Tiên cô mặt ngoài không bảo vệ các nàng, kỳ thực căn bản vốn không yên tâm, cho nên trong bóng tối bảo hộ các nàng. Nhưng trong bóng tối bảo hộ sự tình, lại không thể để Vương Ngọc Nhàn bọn người biết. Nếu không các nàng biết, sau lưng có sư tồn tại, vậy liền nguy hiểm gì đều sẽ không sợ sợ, lịch luyện vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là đạo hải tiên cô, giải cứu các nàng thời điểm, cũng muốn ngụy trang thành những người khác nguyên nhân. Liền là không muốn vương ngọc nhàn bọn người, trong lòng có ỷ vào. Tiên bối, vậy ngài cố ý đem vãn bối dẫn đến tận đây địa, liền chỉ là muốn để vãn bối, giúp ngài cầm tới huệ trí đại sư món kia bảo vật sao. Sở phong luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy đạo hải tiên cô loại nhân vật này cũng không sẽ vì một kiện bảo vật phí như thế chắc trở cuống chi theo sở phong món kia bảo vật giá trị hẳn là cũng không phải đặc biệt cao vật này đối thật vui vẻ nha đầu kia hữu dụng đạo hải tiên cô nói ra thật vui vẻ cũng là ngài đệ tử sao sở phong hỏi là vương ngọc nhàn cái nha đầu kia nàng nhũ danh là làm thật vui vẻ đạo hải tiên cô nói ra nguyên lai là dạng này sở phong tựa hồ có thể hiểu vương ngọc nhàn thiên phú xuất chúng mà nghe người bên ngoài nói chuyện với nhau, sở phong cũng có thể nghe được. Vương Ngọc Nhàn, hẳn là đạo cô tiên cô thương yêu nhất, cũng là coi trọng nhất đệ tử. Nàng nguyện ý vì Vương Ngọc Nhàn nhọc lòng, là hoàn toàn có thể lý giải. Sở phong, người một lòng muốn bắt cái này thiên địa kỳ vật, là hữu dụng đồ A. Đạo hải tiên cô nhìn trong tay thiên địa kỳ vật, đối sở phong hỏi. Không dối gạt tiền bối, vãn bối xác thực có tác dụng lớn. Sở phong không có phủ nhận, hắn biết, từ vừa mới bắt đầu, hắn nhọc lòng bắt cái này thiên địa kỳ vật đạo hải tiên cô liền đều thấy được hắn như phủ nhận vậy không có ý nghĩa còn không bằng thẳng thắn tướng đợi ngươi để làm gì đồ ta bất quá hỏi ta thậm chí có thể giúp ngươi xóa đi cái này thiên địa kỳ vật tính nguy hiểm để ngươi có thể an toàn sử dụng nó bất quá ngươi muốn giúp ta một chuyện chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này cái này thiên địa kỳ vật liền về ngươi đạo hải tiên cô nói ra tiền bối gấp cái gì ngài nói chính là sở phong trực tiếp hỏi đường đây chính là có chút nguy hiểm đồng thời hội tổn thương linh hồn cái này đại giới chưa nói tới mất đi tính mạng nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ ngươi coi thật nguyện ý không đạo hải tiên cô hỏi vãn bối nguyện ý thử một lần sở phong nói ra thiên địa kỳ vật có thể cứu lỗ mũi châu lão đạo mệnh đây cũng là vì sao sở phong lần lượt lấy mệnh làm tiền đặt cuộc cũng muốn bắt thiên địa kỳ vật nguyên nhân chỉ cần có thể đạt được thiên địa kỳ vật sở phong liền nguy hiểm đến tính mạng đều có thể bỏ đi không thèm để ý, huống chi là một chút nguy hiểm. Vậy ngươi liền theo ta về Đạo Hải một chuyến a." Đạo Hải Tiên cô nói xong lời này, liền trực tiếp mang theo Sở Phong rời đi nơi đây. Tiến về Đạo Hải trên đường, không có nhìn thấy Đạo Hải Bát Kiếm Tiên, mà là Sở Phong cùng Đạo Hải Tiên cô hai người đồng hành. Ở trên đường, Sở Phong cũng là biết được, Đạo Hải Tiên cô mong muốn nàng hỗ trợ là có chuyện gì. Đạo Hải Tiên cô, vì để cho Vương Ngọc Nhàn tăng tiến huyết mạch, đặc biệt vì nàng tìm một cái lịch luyện chi địa, này lịch luyện chi địa có thể tăng cường vương ngọc nhàn huyết mạch chi lực từ trên căn bản tăng lên vương ngọc nhàn thực lực nhưng tòa này lịch luyện chi địa nguồn gốc từ tại thời kỳ viễn cổ chính là viễn cổ cao thủ chỗ bố trí mặc dù bây giờ đã bị đạo hải tiên cô chiếm thành của mình nhưng tòa này lịch luyện chi địa đạo hải tiên cô cũng không thể khống chế mong muốn thành công đột phá chỉ có dựa vào vương ngọc nhàn tự thân bản sự vương ngọc nhàn thiên tư thông minh tu luyện chi địa trùng điệp nan quan đối nàng mà nói đều không là nan đề mà Vương Ngọc Nhàn huyết mạch chi lực cũng là bởi vì này không ngừng tăng cường, cái này mới có bây giờ tên này trấn cửu hồn thiên hà danh thiên tài. Bây giờ, cái kia lịch luyện chi địa cũng chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Chỉ cần Vương Ngọc Nhàn đột phá cửa ải cuối cùng, nó huyết mạch chi lực liền hội triệt để thối biến. Thế nhưng là tu luyện chi địa cửa ải cuối cùng, nhưng cũng là làm khó Vương Ngọc Nhàn. Vương Ngọc Nhàn đã khiêu chiến cái kia lịch luyện chi địa nhiều lần, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Sở dĩ làm khó Vương Ngọc Nhàn chính là là bởi vì cửa ải cuối cùng này cần kết giới chi thuật. Nhưng Vương Ngọc Nhàn thân thể đặc thù, nàng là một loại chỉ có thể tu võ thể chất, không cách nào tu luyện kết giới chi thuật. Nếu là Vương Ngọc Nhàn Thủy Trung không thể nắm giữ kết giới chi thuật, như vậy Vương Ngọc Nhàn đem Thủy Trung không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng này. Đây chính là vì gì đạo hải tiên cô muốn cho sở phong hỗ trợ nguyên nhân. Sở phong cùng Vương Ngọc Nhàn một dạng, đều là tiểu bối, lại am hiểu kết giới chi thuật. Đạo hải tiên cô, là muốn cho Sở Phong trợ giúp Vương Ngọc Nhàn phá vỡ cái kia cửa ải cuối cùng. Chỉ là, cái chỗ kia đã cùng Vương Ngọc Nhàn huyết mạch tương liên, ngoại trừ Vương Ngọc Nhàn bên ngoài, người bên ngoài kỳ thật không cách nào tiến vào. Dù là Sở Phong cũng là tiểu bối, vậy là không được. Bởi vậy, Sở Phong như muốn tiến vào, cần kinh nghiệm một chút đặc thù biến hóa, để hắn cùng Vương Ngọc Nhàn có cộng đồng chỗ, bị lịch luyện chi địa tán thành, mới có thể tiến nhập trong đó. Nhưng cái này cải biến sẽ để cho Sở Phong linh hồn bị hao tổn chương 4411, đi vào đạo hải. Kỳ thật hao tổn, không phải là sở phong tiền đồ, vậy không phải là sở phong huyết mạch. Hao tổn, chính là sở phong hình dáng tướng mạo. Hao tổn về sau, sở phong bề ngoài đem vĩnh viễn không cách nào cải biến, sẽ thành một cái cực kỳ xấu xí người. Đây chính là sở phong, muốn trả giá đắt. Sở phong, ta nhưng bảo đảm tính mệnh của ngươi an nguy, nhưng từ này ngươi dung mạo, liền cũng không còn cách nào khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên o, -book -O com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là gặp được mạnh hơn giới linh sư, vậy không có khả năng giúp người khôi phục, bất luận cái gì ngụy trang thủ đoạn, vậy đều đem vô hiệu, trừ phi người nguyện ý một mực mang theo mặt nạ gặp người. Động lòng người chi dung mạo, liên quan đến cả đời, ta khuyên người nghĩ rõ ràng. Ta tuyệt không hội ép buộc, người nếu là không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Đạo Hải Tiên cô nói với Sở Phong, tiền bối, bề ngoài mà thôi, đối nữ hài tử mà nói có lẽ rất trọng yếu, nhưng đối nam nhân mà nói có gì trọng yếu có thể nói. Sở Phong cười cười, cái nụ cười này đã là biểu đạt hắn quyết định. Hắn cũng không phải là thật không có chút nào quan tâm mình bề ngoài. Thế nhưng là nếu là có thể dùng dung mạo của mình, đổi lấy một cái cứu lỗ mũi trâu lão đạo tính mệnh cơ hội. Sở Phong phi thường nguyện ý, cũng đúng, dù sao ngươi ngay cả tính mạng đều có thể không cần, huống chi dung mạo. Đối với Sở Phong câu trả lời này, Đạo Hải Tiên cô cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sau đó, Hai người tiếp tục tiến lên, trải qua một phen đi đường về sau, Sở Phong cùng Đạo Hải Tiên cô xuyên qua minh mông dãy núi, vô tận sa mạc, minh mông thảo nguyên. Dưới mắt, hai người tới một mảnh minh mông trên biển lớn. Mảnh này xanh thẳm hải dương, không có thao thiên cự lãng, nhìn qua tương đối bình tĩnh. Trong hải dương cũng không có to lớn yêu thú cùng hung thú, ngược lại là mảng lớn loài cá tại trong biển lao nhanh, chợt có hải âu từ mặt biển cướp qua. Lại phối hợp cái kia cùng hải dương gần bầu trời chi lam cùng tung bay ở không trung từng mảnh mây trắng. Nơi đây biển cả, cùng sở phong trong trí nhớ, cửu châu đại lục mặt biển rất giống. Thường thấy kỳ chân dị bảo, thường thấy thiên địa kỳ vật, thường thấy các loại lộng lẫy không bình thường thực vật, vậy thường thấy hung thú yêu vật sở phong. Lại nhìn thấy dạng này tương đối bình thường cảnh tượng, ngược lại có chút hoài niệm. Đối với sở phong mà nói, hắn du lịch các nơi, ngạc nhiên cảnh sát sớm đã nhìn quen không quen. Nhưng loại này nhất chất phác, nguyên thủy nhất cảnh sắc phản mà đối với hắn mà nói càng có lực hấp dẫn. Mà ở trong đó, liền là đạo hải, mà đạo hải đám người nghỉ lại địa phương, cũng không phải loại kia phù không đảo tự, mà là một chỗ ngồi tại trong biển hòn đảo. Hòn đảo mặc dù rất lớn, nhưng trên đảo lại cũng không có loại kia đại thụ che trời. Nơi này hoa cỏ cây cối, chim hót hoa nở, hết thảy hết thảy đều cùng sở phong tuổi thơ lúc bản thân nhìn thấy cảnh tượng càng thêm gần sát. Đạo hải tiên công nguyên bản tốc độ phi hành cực nhanh, lại là ẩn tàng trạng thái. Có thể đến gần tòa hòn đảo này về sau, không chỉ có tốc độ chậm lại, lại hiện ra chân thân. Nàng cái này vừa hiện thân, lập tức có mấy đạo bóng dáng từ trong đảo bay lượn mà lên. Đây đều là quen thuộc bóng dáng, Vương Ngọc Nhàn, Tống Phỉ Phỉ đều là ở trong đó, chính là ngày đó cùng Sở Phong cùng nhau bị khốn phi hoa trai những đạo hải tiên cô đó các đệ tử. Bái kiến sư tôn, Vương Ngọc Nhàn bọn người, đầu tiên là đối đạo hải tiên cô cung kính làm thi lễ. Thế nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía sở phong nhìn thấy sở phong lại cùng các nàng sư tôn đồng thời trở về cái này làm cho các nàng rất là ngạc nhiên không rõ vì sao sở phong hội cùng các nàng sư tôn xuất hiện cùng một chỗ các ngươi tao ngộ vi sư bằng hữu đều đã cùng ta đã nói rồi nếu không phải vị này sở phong tiểu hữu ngày đó tương trợ các ngươi liền bị cái kia ma vật giết chết trùng hợp ta cùng sở phong tiểu hữu ngẫu nhiên gặp liền đem hắn mời về ta đạo hải các ngươi dạng này ánh mắt, sẽ không phải là không chào đón các ngươi vị này ân nhân cứu mạng a." Đạo Hải Tiên cô nói ra, "Hoan nghênh, làm sao có thể không chào đón đâu." Sở Phong công tử đến lời nói, "Chúng ta tự nhiên hoan nghênh." "Đúng vậy a sư tôn, ngài là không biết, ta ngày đó còn đem ta lệnh bài cho Sở Phong công tử, liền là hy vọng hắn có thể tới ta đạo hải làm khách." Cái này chút đẹp như tiên tử bình thường trên mặt cô gái, đều nở rộ lên ngọt ngào dáng tươi cười, có mấy người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt còn có khác hương vị, tống phỉ phỉ liền ở trong đó. Nhưng đáng nhắc tới là, vương ngọc nhàn cái nhà đầu kia, lại không có quá nhiều gợn sóng. Mặc dù nàng trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia lại rất nhạt, đó là một loại khách khí dáng tươi cười, là một loại lễ nghi dáng tươi cười, nhưng cũng không phải là xuất phát từ nội tâm cao hứng dáng tươi cười. Cái nhà đầu này, vốn là như vậy không tầm thường, không giống bình thường. Khi lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người đều xem thường sở phong thời điểm, chỉ có Vương Ngọc Nhàn không có xem thường Sở Phong, lấy lễ đối đãi. Khi Sở Phong nói có thể cứu các nàng, làm cho các nàng đến bên cạnh mình thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Phong là lừa đảo, chỉ có Vương Ngọc Nhàn lựa chọn tin tưởng. Mà khi Sở Phong cứu qua các nàng tính mệnh, những người này đối Sở Phong lau mắt mà nhìn. Lại lần nữa nhìn thấy Sở Phong, đều trở nên nhiệt tình thân thiết thời điểm. Lại có chỉ có Vương Ngọc Nhàn, như ban đầu quen biết bình thường, cũng không có bởi vì Sở Phong ân cứu mạng, mà lại quá nhiều tăng tiến. Tuy nói, nàng cũng không có đối Sở Phong có phản cảm chi ý, nhưng tương tự, vậy không có quá nhiều nhiệt tình. Cái dạng kia nàng khách khí với Sở Phong là theo lễ phép, nhưng tuyệt đối không có quá nhiều tình cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này Vương Ngọc Nhàn lại để cho Sở Phong cảm thấy không giống bình thường. Các ngươi tốt tốt chiêu đãi một chút vị này ân nhân cứu mạng, hắn tại chúng ta nơi này dừng lại thời gian sẽ không quá lâu. Đạo Hải Tiên cô nói xong lời này, vừa nhìn về phía Vương Ngọc Nhàn, thật vui vẻ người cùng vi sư đến một chuyến. Sau đó, đạo hải tiên cô liền cùng Vương Ngọc Nhàn rời đi nơi đây. Khi đạo hải tiên cô rời đi về sau, tống phỉ phỉ bọn người liền cùng nhau tiến lên, đem sở phong bao bọc vây quanh. Các nàng, trở nên so lúc trước càng thêm nhiệt tình. Lúc trước bởi vì các nàng xưa tồn tại, các nàng còn có chút khắc chế tâm tình mình. Nhưng bây giờ, các nàng rốt cục không cần khắc chế. Cho nên bọn họ lúc này nụ cười trên mặt không thể là giả, các nàng là thật xuất phát từ nội tâm cao hứng một màn này nếu là bị nam nhân khác nhìn thấy tất nhiên hội hâm mộ chết đây chính là đạo hải tiên cô đệ tử mỗi cái đều là mỹ nữ cấp bậc tiên tử a sở phong công tử người là thế nào gặp được sư tôn ta a sở phong công tử người thật không đơn giản ờ ta từ nhỏ đã tại sư tôn bên người lớn lên còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn chủ động mời người đến chúng ta đạo hải làm khách đúng 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 ta vậy là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhưng thật là lần thứ nhất sở phong công tử chẳng lẽ ngài sư tôn, cùng sư tôn ta là bằng hữu sao? Trong lúc nhất thời, vô số vấn đề hướng sở phong trào lên mà đến. Cái này chút đạo hải tiên cô đệ tử, thay đổi thường ngày lạnh nhạt, tựa như chim chóc bình thường, tại sở phong bên tai líu díu hỏi không ngừng. Mà sở phong, cũng là cùng các nàng nói chuyện với nhau. Đồng thời, càng là giảng thuật lên, cùng các nàng phân biệt về sau gặp được sự tình. Trường 4412, bất đắc dĩ xin giúp đỡ. Tỷ như, về sau sở phong nhân duyên tế sau đó gặp phi hoa trai người sở phong tranh đoạt phi hoa trai bảo vật chém giết phi hoa trai đệ tử về sau lại tại trong thành trí kia cùng phi hoa trai trưởng giáo ngẫu nhiên gặp cùng đánh bại triệu huyền hà chờ sự tình tự nhiên vậy giảng thuật các nàng sư tỷ đạo hải bát kiếm tiên từ mới đầu trách cứ sở phong càng về sau bởi vì một tấm lệnh bài bảo hộ sở phong biến hóa trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là nguy nan thời khắc đạo hải tiên cô như thiên thần bình thường giáng lâm đem phi hoa trai toàn bộ diệt trừ tràng diện. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà những chuyện này, cơ hồ mỗi một kiệt, đều vượt qua cái này chút đạo hải đệ tử đoán trước. Nghe được những nhà đầu này, từng cái con mắt đều không nháy mắt một cái, cực kỳ nhập thần. Nếu là những người khác giảng thuật những chuyện này, các nàng định hội hoài nghi là giả, hoài nghi là đang nói phép. Người bình thường, nào dám tại không có ỷ vào tình huống dưới, tại đắc tội phi hoa trai người về sau, lại trước mặt mọi người chém giết phi hoa trai đệ tử thế nhưng là sở phong làm ra chuyện này các nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao sở phong là cùng sư tôn cùng nhau trở về với lại lại lấy được nó sư tôn tán thành từ một điểm này tới nói sở phong hẳn là liền sẽ không nói dối mới đúng đúng kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ vì sao các ngươi cái kia tám vị sư tỷ nhìn thấy tấm lệnh bài kia đối ta thái độ liền sẽ có lớn như thế tương phản sở phong hỏi cho đến lúc này còn muốn lên đạo hải bát kiếm tiên biến hóa, sở phong vẫn cảm giác rất là ngạc nhiên. Đó là bởi vì sư tôn dạy bảo, không thể tùy tiện tướng lệnh bài tặng cho người khác. Nếu là có người cầm ta đạo hải lệnh bài, hẳn là có ân với ta đạo hải đệ tử người, đạo hải đệ tử cũng làm lấy ân nhân tướng đợi. Bỗng nhiên, một đạo êm tai thanh âm vang lên, từ hư không truyền đến, lại là vương ngọc nhàn. Tiểu sư muội tiểu sư muội người mau tới, để sở phong công tử vì ngươi giảng thuật một cái hắn kinh lịch thật là quá khó mà tin nổi nếu không phải hắn nói ta đơn giản cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này đúng vậy a à, tiểu sư muội người vậy tới nghe một chút sở phong công tử kinh lịch nhưng đơn giản quá đặc sắc nhìn thấy vương ngọc nhàn đạo hải chúng đệ tử đều là cực kỳ hưng phấn nói ra các nàng đều là không thể chờ đợi được mong muốn đem sở phong kinh lịch cũng phân hưởng cho vị tiểu sư muội này sư tỷ chuyện này chờ một chút đang nói cũng không muộn vương ngọc nhàn cười nói xong lời này vừa nhìn về phía sở phong sở phong công tử sư tôn ta gọi ngươi đi qua tốt sở phong đang khi nói chuyện liền ngự không mà lên đi theo vương ngọc nhàn đi tới đạo hải tiên cô trụ sở đó là một cái ở vào đảo nhỏ chỗ sâu cỡ nhỏ cung điện cung điện mặc dù tinh xảo nhưng không có vàng son lộng lẫy cảm giác đi vào nơi đây vương ngọc nhàn liền ở trước cửa ngừng lại ra hiệu để sở phong mình đi vào sư tôn sư tôn nhưng nhưng vào lúc này nhưng lại trận trận kinh hô vang lên Nguyên lai like là tống phỉ phỉ bọn người đuổi đi theo, chỉ là cùng các nàng đồng hành, còn có một một bộ mặt lạ hoắc, đó cũng là đạo hải tiên cô đệ tử, chỉ là Sở Phong chưa từng gặp qua. Nữ tử này tu vi, lúc này cũng không ẩn tàng, Sở Phong có thể cảm giác được nàng rất mạnh. Lại cùng đạo hải bát kiếm tiên một dạng, chính là một vị nhị phẩm võ tôn cảnh cao thủ. Nhưng cùng các nàng đồng thời xuất hiện, không chỉ có là nữ tử này, còn có một người khác. Người này, lúc này bị cường đại trận pháp trói buộc lại toàn thân không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, hiện đang bị cái kia trận pháp giày vò lấy. Mà hắn cũng không phải là đạo hải người, không chỉ có không phải đạo hải người, hắn quần áo sở phong còn nhận biết. Cái kia chính là vân không tiên tông người. Sư tôn, có người từ tiện xông vào ta đạo hải lãnh địa, còn bày trận thi pháp, đánh cắp đạo hải nội lực lượng, vừa vặn phát động ngài trận pháp, bị trận pháp bắt được. Sư tôn, người này khi xử trí như thế nào? Hay là hiện tại liền giết sao? Tên kia võ tôn cảnh nữ tử, đứng ở trước cửa hỏi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm A, ta thật không biết, nơi này là có chủ chi địa. Lão Phu chỉ là muốn mở ra một vật, trùng hợp vật này chỉ có thể ở đây địa mở ra, cho nên Lão Phu mới đi đến nơi đây. Lão Phu thật không biết, nơi này là có chủ nhân, nếu là biết lời nói, tất nhiên hội cùng các ngươi chào hỏi. Vị lão giả kia nhịn đau đắng, rất là ủy khuất nói ra. Thanh âm này, mà hắn cái này mới mở miệng, sở phong lại là thần sắc khẽ động. Thanh âm này, không phải liền là ngày đó vân không tiên tông đám người, tiến về hồng y thánh địa mang đi ân trang hồng lúc, vị kia thủy chung chưa từng lộ diện lão giả sao. Mặc dù ngày đó, vị lão giả này chưa từng lộ diện, nhưng lại nhiều lần mở miệng, ngăn lại vân không tiên tông đám người. Nếu không phải hắn mở miệng ngăn cản, ngày đó vân không tiên tông người, tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Cho nên sở phong đối vị lão giả này ấn tượng, ngược lại cũng không tệ lắm. Tiên bối, là ngài, sở phong vội vàng hỏi đường. Sở phong cái này mới mở miệng, Vương Ngọc Nhàn cùng Tống Phỉ Phỉ bọn người, đều là khuôn mặt biến hóa. Kiển nhiên, các nàng đều không có dự đoán đến, sở phong thế mà hội nhận biết vị này người xông vào. Ngạch, vị tiểu hữu này, người nhận ra lão phu, ngay cả vị này vân không tiên tông công tôn trưởng lão vậy thật bất ngờ, bởi vì hắn không nhận ra sở phong. Mặc dù, hắn đã từ liêm tập ba nhân khẩu bên trong, biết được liêm tập ba người bị ngày đó hồng y thánh địa, cái kia gọi là tu la người trẻ tuổi cứu nhưng liêm tập ba người nhưng lại không nói cái kia tu la cải biến khuôn mặt bởi vậy công tôn trưởng lão cũng không biết người trẻ tuổi trước mắt này liền là tại trước đó không lâu cứu được liêm tập ba người tu la tiền bối là ta à ngài còn nhớ rõ hồng y thánh địa sao sau đó sở phong liền biểu lộ thân phận của mình tu la tiểu hiếu lại là người a à. người tại sao lại tới nơi này a à? đoạn thời gian trước người không phải còn vừa mới đã cứu ta vân không tiên tông ba vị đệ tử sao làm sao trong nháy mắt người vậy đi tới nơi này biết được sở phong thân phận vị này công tôn trưởng lão vậy rất là ngoài ý muốn hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sở phong kỳ thật hắn nói láo hắn biết nơi này là địa phương nào càng là nghe nói qua đạo hải tiên cô uy danh chỉ là không có cách bọn hắn vân không tiên tông đi vào nơi đây vì liền là món bảo vật này dù là biết nơi này rất nguy hiểm hắn vậy nhất định phải đến đây cũng là vì sao Hắn để Vân Không Tiên Tông những người khác rời đi, hắn một thân một mình tới đây nguyên nhân. Khi bị phát hiện một khắc này, hắn cũng biết, hắn chính là giữ nhiều lành ít. Nhưng chưa từng nghĩ, tại nơi đây gặp được Tu La. Đồng thời nhìn cái dạng này, cái này gọi là Tu La người trẻ tuổi, tựa hồ cùng Đạo Hải những người này quan hệ cũng không tệ lắm. "Tiên bối, kỳ thật ta gọi Sở Phong, Tu La chính là ta trước đó che giấu tung tích danh tự." Sở Phong nói ra, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là Sở Phong tiểu hữu a sở phong tiểu hữu người nhận ra nơi đây tiên tử nhóm sao nếu là nhận biết có thể hay không vì lão phu năn nỉ một chút lão phu thật không phải cố ý lão phu cũng không phải người xấu công tôn trưởng lão rất là ủy khuất nói với sở phong kỳ thật hắn cũng cảm thấy hướng sở phong xin giúp đỡ rất là buồn cười hắn đã sớm biết đạo hải đáng sợ ở chỗ này như gặp được phiền phức cơ hồ không có người có thể cứu hắn nhưng hắn không có cách nào chỉ có thể thử một lần dù là chỉ có một chút hy vọng thế nhưng muốn thử một chút, cũng không thể không công chờ chết a. Chương 4413, còn thật là có chút xấu. Thật là buồn cười, ta đạo hải người, vì sao muốn nghe ngoại nhân lời nói? Đừng nói là hắn, coi như cửu hồn thánh tộc người thay ngươi cầu tình đều là không dùng. Hôm nay, ai đều cứu không được ngươi, tên kia võ tôn cảnh đệ tử đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Nghe nói lời này, Sở Phong cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là hắn hôm nay tới đây, cũng coi như có việc muốn nhờ tại đạo hải, cùng đạo hải tiên cô cũng không có quá thâm giao tình, huống chi hắn cùng vị này vân không tiên tông trưởng lão, vậy không có giao tình gì. Loại tình huống này, hiển nhiên đạo hải người, cũng sẽ không cho hắn sở phong mặt mũi này. Về phần cái kia công tôn trưởng lão, càng là mặt xám như cho. Hắn thấy, tên kia võ tôn cảnh đệ tử lời nói, đã là đạo hải trả lời. Sở phong tiểu hữu ngài nhận ra người này nhưng vào lúc này trong phòng truyền đến đạo hải tiên cô thanh âm về tiền bối vãn bối xác thực cùng vị tiền bối này quen biết sở phong chi tiết trả lời ông sở phong này vừa mới nói xong làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh cái kia nguyên bản trói buộc công tôn trưởng lão trận pháp vậy mà tiêu tán ra ngay sau đó càng làm cho người ta trấn kinh một màn cũng theo đó phát sinh để hắn đi thôi trong phòng đạo hải tiên cô nói ra cái này một màn này để chỗ có người cảm giác khó có thể tin. Đừng nói là cái kia công tôn trưởng lão cùng sở phong, ngay cả đạo hải tiên cô các đệ tử vậy rất là ngoài ý muốn. Cái này cũng không giống như là các nàng sư tôn phong cách hành sự a. Sư tôn, ngài chớ tin người này nói chuyện. Hắn làm sao có thể không biết nơi này là chúng ta lãnh địa? Với lại hắn đi vào nơi đây là mượn giúp bọn ta đạo hải nội lực lượng luyện hóa bảo vật. Như thế hành vi đơn giản hoàn toàn không đem ta đạo hải để ở trong mắt. Không thể khinh suất tha thứ tên kia võ tôn cảnh nữ tử nói ra, ta nói thả hắn đi, đạo hải tiên cô thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này, đạo hải tiên cô thanh âm không còn như thế bình thản, có chút không kiên nhẫn. Lời này vừa nói ra, đạo hải tiên cô các đệ tử, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngay cả vị kia võ tôn cảnh đệ tử cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn bình thường cười hì hì, nhưng nhìn ra, các nàng kỳ thật cực kỳ e ngại mình vị sư tôn này. Đệ tử biết, vị kia võ tôn cảnh đệ tử vội vàng làm thi lễ, sau đó đối công tôn trưởng lão nói ra, "Sư tôn ta lời nói, ngươi đã nghe chưa?" "Nghe được nghe được, cảm ơn tiên cô đại nhân, cảm ơn chư vị tiên tử." Công tôn trưởng lão mừng rỡ, liên tục thi lễ, vừa mới còn cảm thấy mình chết chắc rồi, nhưng bây giờ thế mà liền được cứu. Hắn thật là cảm giác sống nằm mơ một dạng, "Để ngươi đi, ngươi liền đi nhanh lên." Nhưng mà, hắn thi lễ, cũng không có để tên kia võ tôn đệ tử thái độ đổi mới, ngược lại trên mặt tức giận càng tăng lên. Lão phu lúc này đi lúc này đi, Công Tôn trưởng lão lúc này mồ hôi lạnh liên tục, cái này muốn ngự không mà lên. Chỉ là trước khi chuẩn bị đi, nhưng lại bỗng nhiên ngừng chân, sau đó quay người trở lại, lại đối Sở Phong làm đại lễ. "Tu, không đúng, là Sở Phong tiểu hữu. Sở Phong tiểu hữu, hôm nay ân huệ, lão phu ghi ở trong lòng, ngày sau tất hội báo đáp. Ngày sau ngươi như có thời gian, làm ơn tất đến ta Vân Không Tiên Tông một lần." Công Tôn trưởng lão lời nói này chính là xuất phát từ nội tâm Lúc đầu nghe nói, sở phong cứu được liêm tập ba người, hắn liền đã phi thường ngoài ý muốn. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay ngay cả hắn, cũng là bị sở phong cứu. Đồng thời, hay là tại đạo hải loại địa phương này. Như có cơ hội, tất đi viếng thăm, sở phong lời này cũng là thật, dù sao ân trang hồng bây giờ ngay tại vân không tiên tông. Tốt, người nhưng nhất định phải tới. Sở phong tiểu hiếu, lại hội, nói xong, vậy không cần sở phong nói chuyện, cái kia công tôn trưởng lão liền ngự không mà lên rời đi nơi đây công tôn trưởng lão rời đi rất nhanh trong chớp mắt liền biến mất không thấy nhưng sở phong vẫn là chú ý tới hắn lúc rời đi tư thái có chút chật vật trong lúc nhất thời sở phong nội tâm ngũ vị tạp trần hắn còn nhớ rõ ngày đó tại hồng y thánh địa thời điểm vị trưởng lão này là cỡ nào cao cao tại thượng ngày đó hắn liền là thần chúa tể ngày đó ở đây tất cả mọi người sinh tử nhưng hôm nay đổi một chỗ đến nơi này hắn càng như thế hèn mọn một ngày này hắn biến thành phàm nhân hơn nữa là hèn mọn phàm nhân vì sao sẽ như thế chính là là bởi vì hắn đã không phải nơi đây người mạnh nhất đây chính là tu võ thế giới bất cứ lúc nào chỗ nào đều hội nổi bật bốn chữ thực lực phi tôn thực lực phi tôn chính là tu võ thế giới vĩnh hằng bất biến phương pháp thì nhưng sở phong nội tâm lại cũng có được một chút mừng thầm hắn không nghĩ tới đạo hải tiên cô sẽ như thế cho hắn mặt mũi Ngày đó, vị lão giả này từng vì chính mình nói hộ, để liêm tập hạ thủ lưu tình. Hôm nay, đạo hải tiên cô lại bởi vì chính mình mặt mũi, thả vị lão giả này một ngựa. Sở phong ngày đó phần ân tình này cũng coi như trả. Tụ tại nơi đây làm gì, còn không nhanh đi tu luyện. Đạo hải tiên cô thanh âm lại lần nữa vang lên. Sở phong công tử, gặp lại sau. Tống phỉ phỉ các đệ tử, hoạt bát đối sở phong chừng mắt nhìn, sau đó liền nhau nhau rời đi nơi đây. Nơi đây, lại lần nữa chỉ còn lại có Vương Ngọc Nhàn cùng Sở Phong hai người. Vương Ngọc Nhàn chủ động đẩy cửa phòng ra, nhưng lại cũng không tiến vào, mà là nói với Sở Phong, "Công tử, mời." Sở Phong cười mỉm gật đầu, liền đi vào. Đừng nhìn lấy phòng bên ngoài nhà nhìn xem rất nhỏ, nhưng kỳ thực nội bộ có khác càn khôn. Phòng cửa mở ra về sau, hiện lên ở trước mắt chính là một đạo thật dài hành lang. Sở Phong thuận hành lang đi về phía trước một thời gian thật dài, mới tiến vào một tòa đại điện bên trong. Trong đại điện trưng bày một cái to lớn đan lô, đan lô đang bị trận pháp quanh quẩn. Mà đạo hải tiên cô, liền đứng tại trước lò luyện đan. Sở phong tiểu hiếu, ta đã chuẩn bị kỹ càng, người đây. Thời khắc chuẩn bị, sở phong đang khi nói chuyện, liền đi hướng cái kia đan lô. Hắn biết, cái lò luyện đan này là đạo hải tiên cô vì hắn chuẩn bị. Chỉ cần đi vào đan lô, hắn liền sẽ cải biến, ở trong cơ thể hắn, sẽ có cùng vương ngọc nhàn cộng đồng đồ vật, hắn đem bị cái kia lịch luyện chi địa tán thành. Nhưng, Sở Phong vậy đem trả giá đắt, tiến vào đan lô, Sở Phong liền cảm giác bàng bạc khí diễm tràn vào trong cơ thể mình. Lực lượng kia đang thay đổi lấy mình linh hồn tính chất đặc biệt. Nhưng đáng nhắc tới là, Sở Phong cũng không cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Đây cũng là đạo hải tiên cô thủ đoạn, nàng vận dụng mình thường đại lực lượng để Sở Phong tránh khỏi một chút đau đớn, nhưng Sở Phong bề ngoài lại xác thực đang thay đổi. Loại này, từ sâu trong linh hồn cải biến bề ngoài, Sở Phong đem không cách nào chữa trị nhưng, không quan trọng, chỉ cần có thể cứu lỗ mũi châu lão đạo mệnh, đôi này sở phong mà nói, chính là là việc rất nhỏ. Rất nhanh, lực lượng kia triệt để dung nhập sở phong trong cơ thể. Hết thảy kết thúc về sau, sở phong cũng là nhịn không được quan sát một cái mình bộ dáng. Hắn cực kỳ muốn biết, mình đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng. Còn thật là có chút xấu xí si a à. sở phong nhìn xem mình lúc này bộ dáng, không khỏi cười cười. Bởi vì xác thực rất xấu, lúc này sở phong Tựa như là bị đốt cháy một dạng, toàn thân trên dưới da thịt đều hầu như không tồn tại. Cái này nào chỉ là xấu, quả thực là kinh khủng, thậm chí làm cho người buồn nôn. Sở Phong vẫn là nếm thử tính, bố trí kết giới trận pháp, vận dụng kết giới trận pháp lực lượng, khôi phục một chút dung mạo của mình. Nhưng là không dùng, căn bản là không có cách khôi phục. Sau đó, Sở Phong lại dùng ẩn tàng trận pháp bao trùm mình, muốn dùng ẩn tàng trận pháp lực lượng, ngụy trang ra bản thân nguyên bản khuôn mặt. Nhưng vậy mà Vậy là không dùng, bây giờ mình linh hồn, thật giống như sinh ra biến dị. Bất luận cái gì trận pháp lực lượng đều không thể che đậy, chỉ cần là muốn ngụy trang khuôn mặt, trong cơ thể đều sẽ có kỳ dị lực lượng, đem Sở Phong hiện tại chân thực lại xấu xí dung mạo hiện ra mà ra. Chương 4414, lịch luyện chi địa. Tựa như trước đó đạo Hải Tiên cô nói một dạng, nếu muốn lấy che đậy mình lúc này dung mạo, ngoại trừ mang lên mặt nạ, còn thật là không còn cách nào khác. Sở Phong cũng không phải là đặc biệt để ý khuôn mặt mà là sợ hãi lỗ mũi châu lão đạo bọn người nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng thay mình lo lắng dù sao tại không lâu tương lai sở phong nhưng là muốn đi gặp tử linh nếu là bị tử linh nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng chắc hẳn tử linh trong lòng vậy hội rất khó qua ha sở phong tiểu hiếu cái này đối người tổn thương là vĩnh cửu bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ nhưng người có thể đi vào lịch luyện chi địa thời gian lại là có hạn nếu là qua cái kia cái thời gian người coi như không đi vào người lúc này thời đại giá cũng liền trắng thanh toán đan lô bên ngoài truyền đến đạo hải tiên cô thanh âm nàng hẳn là biết sở phong đã cùng lực lượng kia dung hợp hoàn tất cho nên mới thúc giục sở phong nghe nói lời này sở phong vội vàng từ trong lò đan đi ra lúc này đạo hải tiên cô không chỉ có đứng tại đan lô bên ngoài chờ lấy sở phong tại trong tay nàng còn một kiện quần áo cùng một cái mặt nạ đây không phải là bình thường quần áo cũng không phải bình thường mặt nạ chỉ phải mặc lên cái này quần áo mang lên này mặt nạ coi như giới linh đại sư vậy nhìn không thấu sở phong chân thực khuôn mặt thay đổi đi đừng cho thật vui vẻ biết người tao ngộ không phải ta sợ trong nội tâm nàng có sẽ có hổ thẹn ảnh hưởng nàng lịch luyện đạo hải tiên cô nói ra nguyên lai nàng cố ý chuẩn bị cái này chút chỉ là không muốn để cho vương ngọc nhàn nhìn thấy sở phong cái này xấu xí một mặt Vãn bối minh bạch, sở phong mặc vào quần áo cùng mặt nạ về sau, liền cùng đạo hải tiên cô, cùng nhau đi ra. Vương Ngọc Nhàn, một mực tại nơi đây chờ lấy bọn hắn. Nàng cũng đã biết, sở phong giúp hắn cùng nhau xông cái kia lịch luyện chi địa cửa ải cuối cùng sự tình. Chính là thụ đạo hải tiên cô phân phó, mới tại nơi đây chờ. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy sở phong về sau, nhưng cũng là có chút ngoài ý muốn. Sư tôn, ngài, làm sao còn để hắn mang lên mặt nạ đâu? Vương Ngọc Nhàn hỏi cái này lời nói thời điểm, trên mặt lại lộ ra hoạt bát dáng tươi cười. Cái nụ cười này, cực kỳ đẹp đẽ, cái này khiến Sở Phong thần sắc biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngọc Nhàn trên mặt lộ ra dạng này bộ dáng, thậm chí ngay cả Vương Ngọc Nhàn nói chuyện với Đạo Hải Tiên cô ngữ khí, cũng biến thành không quá một dạng. Muốn so bình thường, nhiều một chút thân mật, cái kia lịch luyện chi địa, bình thường tới nói, chỉ có ngươi có thể đi vào, Sở Phong tiểu hữu muốn tiến vào tự nhiên muốn trải qua một chút đặc thù xử lý. Đạo Hải Tiên cô giải thích nói, nguyên lai là dạng này, đệ tử biết, Vương Ngọc Nhàn trên mặt, vẫn như cũ treo ngọt ngào dáng tươi cười. Cái dạng này, để sở phong xác định một sự kiện. Cái nhà đầu này, hẳn là cũng có một mặt khác, lúc này nàng tựa hồ mới thật sự là nàng. Bất quá tựa hồ chỉ có người thân nhất người, mới có thể để cho nàng lộ ra cái này một mặt. Chỉ ít, tại nàng những sư tỷ kia trước mặt, nàng cũng không có dạng này. Sau đó, Đạo Hải Tiên Cô liền dẫn Sở Phong cùng Vương Ngọc Nhàn rời đi tòa đảo này. Các nàng tiến nhập đạo hải bên trong, dưới đường đi lặn, thẳng đến đưa tay không thấy được năm ngón chỗ sâu nhất mới ngừng lại được. Nguyên bản đây là một cái thường thường không có gì lạ chi địa, thế nhưng là chỉ gặp Đạo Hải Tiên Cô phất ống tay áo một cái, nơi này hết thảy đều biến ảo bộ dáng. Nguyên lai, là có ẩn tàng trận pháp, ẩn giấu đi này thực là chân thật diện mạo. Ẩn tàng trận pháp tiêu tán, một tòa phong cách cổ xưa cửa đá hiện lên ở đáy biển chỗ sâu cửa đá rộng 3 mét, cao 5 mét, nếu là hình thể lớn một chút người, căn bản là không có cách tiến vào. Lại cửa đá rất là kỳ dị, rõ ràng nơi đây đều là nước biển, nhưng nước lại không thể xâm nhập trong cửa đá. Thật giống như nước biển, bị lực lượng vô hình ngăn cách bình thường. Sở phong bước vào cửa đá một khắc này, hiện lên ở trước mắt, chính là một cái đá tảng xây thành hành lang. Tại hành lang bên trong, sở phong liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm viễn cổ khí thức. Nơi đây, hẳn là ẩn chứa cực kỳ ghê gớm lực lượng. Khó trách Đạo Hải Tiên cô sẽ nói, cái này lịch luyện chi địa, liền nàng cũng vô pháp khống chế. Sở Phong lại một lần nữa cảm nhận được, viễn cổ cường giả lợi hại. Bọn hắn lưu lại thủ bút, đại bộ phận đều là đương đại tu võ giả, không cách nào với tới. Một đường xâm nhập, gặp rất nhiều trận pháp, nhưng cái kia trận pháp đều sẽ bị Đạo Hải Tiên cô tùy tiện hóa giải. Đồng thời Sở Phong chú ý tới, những trận pháp này mặc dù rất mạnh, cơ hồ mỗi một cái đều là mình không có khả năng phá vỡ trận pháp nhưng hết lần này tới lần khác những trận pháp này cùng này khí thức có khác biệt cho nên sở phong suy đoán cái kia trận pháp hẳn là đạo hải tiên cô chỗ bố trí vì liền là phòng ngừa những người khác tiến vào nơi đây dù sao chuyện này đối với nàng mà nói cũng là trọng yếu nhất suốt cục sở phong ba người đi tới nơi đây chỗ sâu đây là một cái không là rất lớn không gian so với trước đó hành lang chỉ là mở rộng một điểm mà thôi nhưng nơi này đã là nơi đây cuối cùng lại ở chỗ này sở phong có thể cảm nhận được, càng thêm nồng đậm lực lượng thần bí. Bên trong không gian này, trưng bày bảy đạo cửa đá, cửa đá bộ dáng cùng lúc trước đáy biển nhìn thấy cửa vào có chút giống nhau. Khác biệt là, nơi đây cửa đá, mỗi một đạo cửa đá biên giới, đều khác lấy phức tạp phù chú cùng đường vân. Đáng nhắc tới là, cuối cùng một đạo cửa đá biên giới phù chú cùng đường vân, lóe ra lam sắc quang hoa, trước mặt sáu đạo thì không có. Sở phong cảm thấy, phía trước sáu đạo cửa đá, hẳn là Vương Ngọc Nhàn đã xông qua địa phương. Cuối cùng này một đạo, liền là Vương Ngọc Nhàn Thủy chung không thể xông qua lịch luyện chi địa. Sở phong, ta cần sớm nói cho ngươi, tiến vào cánh cửa đá này, đem hội kinh lịch 3 tháng lịch luyện kỳ. Vô luận thành công hay không, chỉ có 3 tháng về sau, mới có thể từ bên trong đi ra. Đạo Hải Tiên Cô nói ra, 3 tháng, lâu như vậy, sở phong chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không biết, lỗ mũi châu lão đạo tình huống bây giờ. Tuy nói lỗ mũi châu lão đạo chính mình nói, trong thời gian ngắn hắn không có việc gì, nhưng sở phong vẫn là muốn mau sớm đem cái kia thiên địa kỳ vật, mang về. Cuống hồ, sở phong hiện tại có, khiêu chiến truyền tống trận ngọa long võ tông tư cách. Hắn cực kỳ muốn mau sớm tiến vào ngọa long võ tông, đem tử linh giải cứu ra. Ba tháng, đối với sở phong mà nói, có chút lâu. Sở phong công tử, cái này lịch luyện chi địa, có mình thời gian. Tiến vào lịch luyện chi địa ba tháng, trên thực tế chân chính thời gian, chỉ là quá khứ một ngày mà thôi." Vương Ngọc Nhàn giải thích nói, "Nguyên lai là thế này phải không?" Nghe Vương Ngọc Nhàn vừa nói như vậy, Sở Phong ngược lại là an tâm. "Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền đi vào đi. Nếu là trì hoãn quá lâu, Sở Phong tiểu hữu coi như không đi vào." Đạo Hải Tiên cô thúc dục nói, "Biết tiền bối, vậy vãn bối đi vào trước." Sở Phong ôm quyền thi lễ, sau đó liền bước vào trong cửa đá. Ông bước vào cửa đá, hiện lên ở trước mắt chính là một cái chim hót hoa nở thế giới. Mà hắn, thì là đứng tại một đỉnh núi phía trên. Dạng này trang diện, nhưng cùng sở phong tưởng tượng lịch luyện chi địa, cũng không quá một dạng. Bởi vì ở chỗ này, sở phong không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Thật bất ngờ sao, một thanh âm vang lên, chính là Vương Ngọc Nhàn. Mà khi Vương Ngọc Nhàn tiến đến về sau, sở phong chú ý tới sau lưng cửa đá đóng lại. mười 4415, 3 tháng về sau. Thật muốn ở chỗ này 3 tháng, mới có thể ra đi. Sở phong hỏi, ân, sở phong công tử, ta tiến đến rất nhiều lần, mỗi lần đều muốn 3 tháng. Vương Ngọc Nhàn nói ra, cái kia lịch luyện địa phương, ở nơi nào? Sở phong hỏi, mặc dù ở chỗ này có 3 tháng thời gian, nhưng sở phong cũng không muốn chỉ hoãn quá lâu, muốn mau sớm giúp Vương Ngọc Nhàn thông qua nơi đây lịch luyện. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lịch luyện chi địa ở nơi nào, cái này phải có cực khổ Sở Phong công tử giúp ta tìm. Cái kia lịch luyện chi địa, ta thủy chung đều không thể tìm tới, cho nên mới phỏng đoán, cần kết giới chi thuật mới được. Ta từng mang qua rất nhiều bảo vật tiến vào nơi đây, nhưng đều không có hiệu quả. Bất quá cái này cũng bình thường, lịch luyện chi địa, dựa vào bản thân liền là tự thân lực lượng, bảo vật tại nơi đây, phần lớn đều hội mất đi hiệu lực. Vương Ngọc Nhàn nói ra, thì ra là thế, cái kia ta đã biết, Sở Phong này nói cho hết lời, liền lập tức ngự không mà lên cùng lúc đó vận dụng thiên nhãn dò xét chung quanh. Tìm được, một phen dò xét về sau, sở phong nhìn chằm chằm phương bắc nói ra. Nhanh như vậy, nghe sở phong nói như vậy, vương ngọc nhàn cũng làm mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Nàng tiến vào nơi này nhiều lần như vậy, phí hết tâm tư cũng không tìm tới cái kia lịch luyện chi địa, sở phong khi thật như vậy nhanh liền có thể tìm tới. Nếu là thật sự, cái kia sở phong cử động lần này đơn giản liền đưa nàng so sánh trở thành phế vật bình thường. Vương cô nương, đi theo ta chính là, Sở Phong này nói cho hết lời, liền thẳng đến chỉ phương hướng bay vút đi. Mà Vương Ngọc Nhàn cũng là theo sát phía sau. Sở Phong chỉ chi địa, chính là một tòa hồ nước phía trên. Sở Phong lập tại hư không bên trên, vậy không nói nhảm, trong cơ thể kết giới chi lực phóng thích mà ra, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp tung tích, cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, lập tức trở nên không còn bình tĩnh nữa. Ầm ầm, thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, uy lực cực mạnh đây không phải là bình thường sóng nước lực lượng ẩn chứa kinh khủng hơn lực lượng tại lực lượng này trùng kích vào sở phong lại khó mà đứng vững bị đánh lui mấy ngàn mét m nhưng sở phong không lo được nhiều như vậy mà là tiếp tục thôi động trận pháp lực lượng rất nhanh hồ nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy vòng xoáy cực tốc mở rộng rất nhanh bao trùm toàn bộ mặt hồ mà vòng xoáy trung tâm trùng hợp liền là một đạo kết giới môn thật xuất hiện nguyên lai like ngay ở chỗ này sao sở phong công tử người thật mạnh vương ngọc nhàn đi vào sở phong phụ cận nguyên vốn là mong muốn cảm tạ sở phong thế nhưng là khi nàng nhìn thấy sở phong về sau chợt ngây ngẩn cả người sở phong công tử ngươi nguyên lai vừa mới sóng nước vọt lên tại sở phong không có chút nào phòng bị tình huống dưới trên mặt có đủ sóng lớn quyển rơi mất dưới mắt sở phong nổi lên chính là cái kia đã bị hủy qua khuôn mặt thế nhưng là sở phong trước đó còn tốt tốt làm sao có thể đột nhiên biến thành cái bộ dáng này nguyên lai sở phong mang theo mặt nạ không phải là vì lừa gạt lịch luyện chi địa, mà là lừa gạt nàng. Vì, liền là che đậy mình lúc này dung nhan, không muốn để cho nàng nhìn thấy. Trước khác quản cái này chút, ta cần một mực thôi động trận pháp, thẳng đến người an toàn đi ra, nếu không ngươi đem bị giam ở trong đó. Nhanh, hiện tại liền đi vào, như không cách nào phá vỡ bên trong cửa khẩu, liền từ bên trong đi ra. Sở phong nói ra, thế nhưng là, Vương Ngọc Nhàn có chút do so dự, ở trong mắt nàng hiện ra vẻ xấu hổ, Nàng rất là thông minh, trước tiên liền minh bạch, sở phong khuôn mặt bị hủy cùng nàng có quan hệ. Nhưng là nàng cũng không trần chờ quá lâu, mà là quay người tiến nhập cái kia kết giới môn bên trong. Đại khái ba canh giờ về sau, sở phong cảm thấy trận pháp biến hóa. Mặt hồ vậy bình tĩnh lại, nhưng cái kia kết giới môn còn tại. Sở phong biết, kết thúc, vương ngọc nhàn, tất nhiên là thành công. Nàng thiên phú quả nhiên rất mạnh, mặc dù không am hiểu kết giới chi thuật, nhưng nàng tu võ phương diện, đã là đăng phong tạo cực. Quả nhiên, tại cái kia kết giới môn bên trong, Vương Ngọc Nhàn bóng dáng rất nhanh liền nổi lên. Cái nhà đầu này lại lần nữa lại hiện ra thời điểm, mặc dù nàng cũng không có triển lộ ra tu vi, nhưng sở phong cảm giác được, cái nhà đầu này đã có biến hóa. Nếu không có đoán sai, cái nhà đầu này tu vi lại tăng tiến. Nhưng tu vi tăng tiến, lại không phải nàng thu hoạch đến tốt đẹp nhất chỗ. Nàng thu hoạch đến tốt đẹp nhất chỗ, chính là huyết mạch chi lực tăng lên. Chỉ có ba canh giờ liền thành công không hổ là vương cô nương sở phong hỏi công tử nói đùa vương ngọc nhàn nguyên bản rất là cao hứng nhưng làm nàng nhìn thấy sở phong sắc mặt lại lại lần nữa ngưng trọng lên đã thành công vì sao còn giàu dĩ không vui sở phong cười hỏi sở phong công tử ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật là không phải là vì giúp ta mới biến thành cái dạng này vương ngọc nhàn hỏi quả nhiên nàng cực kỳ để ý sở phong khuôn mặt biến hóa là bất quá đây là ta cam tâm tình nguyện bởi vì chỉ cần giúp ngươi, ngươi sư tôn vậy sẽ giúp ta một đại ân, cho nên vương cô nương không cần lòng có hổ thẹn. Bởi vì, đây là ta Sở Phong tự nguyện làm ra lựa chọn." Sở Phong nói ra, Vương Ngọc Nhàn không tiếp tục nhiều lời cái gì, thế nhưng là nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, lại là như có điều suy nghĩ bắt đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khi Sở Phong tiến vào nơi đây lúc, đã qua 3 tháng thời gian. Dưới mắt, Sở Phong xếp bằng ở một đỉnh núi chi đỉnh, chính đang nhắm mắt tu luyện. Sở Phong bỗng nhiên một đạo êm tai thanh âm vang lên sau đó một đạo lưu quang liền từ chân trời hướng sở phong bay lượn mà đến sở phong dương tay vồ một cái đúng là một viên trái cây mà nhìn phía hư không vương ngọc nhàn liền lập tại hư không bên trên chỉ là cái nha đầu này trong tay lại bưng lấy đủ loại trái cây một cái tay bưng lấy mà một cái tay khác thì nắm một cái trái cây chính từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy nước trái cây văng khắp nơi lại nàng cái kia tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ khắp nơi đều là không chỉ có miệng xung quanh có thế mà cái chán đều có chật vật như vậy bộ dáng nhưng cùng ngày bình thường vương ngọc nhàn hoàn toàn khác biệt thật vui vẻ nếu không có tận mắt nhìn thấy sẽ không ai tin tưởng cả người hội là như thế này một cái ăn hàng sở phong nói xong lời này nhưng cũng ăn lên ở trong tay trái cây hôm nay liền muốn rời khỏi ta đương nhiên muốn hái một điểm về sau ngươi coi như ăn không được vương ngọc nhàn đang khi nói chuyện liền lấy ra một cái túi càn khôn đem trong ngực trái cây toàn bộ để vào trong túi càn khôn, sau đó ném về phía Sở Phong. Sở Phong cái này cho một cái giò xét không sao, kinh ngạc phát hiện, trong túi càn khôn lại có nhiều như vậy trái cây, cái này có thể so sánh nguyên bản tại Vương Ngọc Nhàn trong tay trái cây, muốn bao nhiêu vạn lần còn chưa hết. Nơi này, có mấy trăm ngàn quả trái cây, ta nói thật vui vẻ, người nhà đầu này điên rồi đi, ta sợ ngươi là thanh nơi đây tất cả trái cây đều tháo xuống a. Sở Phong hỏi, nơi này trái cây, có thể để ngươi khuôn mặt khôi phục đương nhiên muốn đoạt ngắt lấy một điểm ta cũng không muốn thiếu ngươi lớn như vậy nhân tình vương ngọc nhàn viết lấy miệng nhỏ nói ra mà nàng nói cũng là sự thật ở chỗ này ba tháng thời gian phát xảy ra không ít chuyện đầu tiên nhất đáng nhắc tới chính là vương ngọc nhàn cùng sở phong quan hệ phát sinh rất lớn chuyển biến trải qua qua một đoạn thời gian ở chung cũng không biết là cái nào một chuyện nhỏ xuất động nàng tóm lại vương ngọc nhàn cái nhà đầu này rốt cuộc thu hồi mặt nạ hướng sở phong triển lộ chân thực mình mà chân thực nàng, nhưng thật ra là một cái hoạt bát hoạt bát nha đầu. Theo Vương Ngọc Nhàn nói, nàng dạng này một mặt chỉ hướng ba người triển lộ, một cái là nó Sư Tôn, một cái khác liền là Sở Phong. Về phần cái kia người thứ ba, Vương Ngọc Nhàn thì là không chịu nói cho Sở Phong. Chương 4416, Miêu Miêu công chúa. Một món khác, tính cả đại sự sự tình, liền là trong lúc vô tình phát hiện, nơi đây trái cây có thể làm cho Sở Phong khuôn mặt khôi phục. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, dù là sở phong mỗi ngày đều ăn trái cây, ăn trọn vẹn 3 tháng, sở phong khuôn mặt cũng không có quá chuyển biến lớn, chỉ là khôi phục một chút xíu. Nhưng cuối cùng, còn là có một chút hiệu quả. Tiếp tục như vậy, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy chục năm, sở phong khuôn mặt có lẽ thật có thể triệt để khôi phục. Bất quá nhất lệnh sở phong mừng rỡ là, kỳ thật cái này hủy đi khuôn mặt, cũng không phải là giống đạo Hải Tiên cô nói, không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã nơi đây trái cây, đều có khôi phục hiệu quả, như vậy tại cái này minh mông tu võ giới bên trong, liền tất nhiên có những vật khác, cũng có thể để sở phong bị hao tổn khuôn mặt khôi phục. Chỉ là, như thế đồ vật, cần phải từ từ dây vào mới có thể. Nhưng tóm lại là có hy vọng, ông, nhưng vào lúc này, tòa kia quan bế kết giới môn mở ra. thấy thế, sở phong cùng Vương Ngọc Nhàn thì là vội vàng đi ra. Mặc dù, Bọn hắn tại cái này lịch luyện chi địa bên trong, đã trải qua trọn vẹn 3 tháng thời gian. Thế nhưng là thế giới hiện thực, chỉ là quá khứ ngắn ngủi một ngày mà thôi. Đạo Hải Tiên Cô vẫn tại nơi đây chờ. Sư Tôn, thật vui vẻ rất nhớ người A. À. Nhìn thấy Đạo Hải Tiên Cô, Vương Ngọc Nhàn lại trực tiếp nhào vào nó trong ngực. Như là trước kia, nhìn thấy Vương Ngọc Nhàn dạng này cử động, sở phong tất nhiên ngoài ý muốn. Nhưng cùng Vương Ngọc Nhàn của trách bắt đầu hắn, đã nhìn quen không quen, cái nha đầu này vốn là một cái hoạt bát đáng yêu nha đầu chỉ là chẳng biết tại sao nàng không muốn hướng tất cả mọi người triển lộ mình dạng này chân thực một mặt thật vui vẻ a à, xem ra ngươi là thành công đạo hải tiên cô trên mặt cũng là lộ ra vui sướng khuôn mặt sớm liền thành công ta chỉ dùng ba canh giờ liền thành công bất quá nhiều thua lỗ sở phong dù sao nếu không phải hắn lời nói ta liền cái kia lịch luyện chi địa cửa vào cũng không tìm tới vương ngọc nhàn nói lời này thời điểm còn không khỏi nhìn sở phong một chút sở phong tiểu hữu vất vả ngươi đạo hải tiên cô đi đến sở phong trước mặt đem một cái quang mang hình cầu đưa cho sở phong cái kia quang mang thể bên trong phong tỏa thiên địa kỳ vật cái này thiên địa kỳ vật lệ khí đã bị ta toàn bộ luyện hóa tu vi cũng bị ta phong ấn hiện tại đã là vô cùng an toàn không quản ngươi để làm gì đồ đều có thể yên tâm sử dụng đạo hải tiên cô nói ra đa tạ tiền bối nắm quang mang kia hình cầu sở phong nội tâm có chút phức tạp dù sao, đây chính là có thể cứu lỗ mũi châu lão đạo đồ vật. Về sau, sở phong liền cùng đạo hải tiên cô đường cùng đám người khác. Mà đạo hải tiên cô đám người, càng là tự mình đến vì sở phong tiến biệt. Đáng nhắc tới là, đạo hải bên trong vậy có thể vượt qua thiên hà truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp đem sở phong truyền tống về đến thánh quang thiên hà. Sở phong công tử, người về sau nhưng muốn đến xem chúng ta. Tại tiến biệt thời điểm, rất nhiều người đều biểu hiện ra không bỏ. Bất quá làm cho người hơi kinh ngạc là, Vương Ngọc Nhàn cái nhà đầu này, lại cũng biểu hiện ra không bỏ. Ta nói sở phong, người về sau còn hội trở lại sao? Vương Ngọc Nhàn đối sở phong hỏi, như có cơ hội, định sẽ trở lại gặp ngươi. Sở phong này nói cho hết lời, Vương Ngọc Nhàn trên mặt, mới lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Cái này một cười, cực kỳ động lòng người, vậy coi như một lời chưa định doài. Vương Ngọc Nhàn cười nói, vậy liền lại hội chư vị. Sở phong ôm quyền nói khác, liền bước vào truyền tống trận bên trong mà vương ngọc nhàn vậy mà nhìn xem cái kia truyền tống môn nhìn tốt một hồi tiểu sư muội người sẽ không phải là thích sở phong công tử a à? đúng vậy a à, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu sư muội đối một người nam tử như vậy hữu hảo thấy thế tống phỉ phỉ bọn người hống cười nói sư tỷ các ngươi suy nghĩ nhiều ta cùng sở phong công tử chỉ là bằng hữu vương ngọc nhàn nhàn nhạt một cười lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng nàng tuyệt không cao lạnh đối xử mọi người phi thường khách khí rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài nhưng lại sẽ không cao cao tại thượng nhưng hiểu rõ vương ngọc nhàn người đều biết dạng này vương ngọc nhàn kỳ thật cũng không phải thật sự là nàng lúc này tống phỉ phỉ bọn người cũng không khỏi lại lần nữa nhìn về phía cái kia truyền tống trận ánh mắt bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ các nàng hâm mộ người tự nhiên là đã rời đi sở phong các nàng đều hy vọng người tiểu sư muội này có thể giống đối đãi nó sư tôn một dạng cùng các nàng lộ rõ nội tâm. Chỉ là cố gắng nhiều năm như vậy đều không có làm đến sự tình, thế mà bị Sở Phong làm được. Tiểu sư muội, có người tới thăm ngươi, là Miêu Miêu công chúa. Bỗng nhiên có một đạo bóng dáng bay lượn mà đến. Lời này rơi xuống không bao lâu, từ nơi xa liền có một cỗ to lớn chiến xa bay lượn mà đến. Chiến xa rất lớn, trên xe không chỉ có lấy cung điệt, lại còn có núi non sông ngòi. Nói là chiến xa, chẳng nói đó là một tòa di động thành trì mà lôi kéo cái này chiếc chiến xa, cũng không phải phàm vật. Đó là từng thất có cánh khổng lồ ngựa, mỗi cánh ngựa đều khiết trắng như ngọc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra thần thánh quang mang. Đồng thời cái này ngựa thể tích vậy phi thường lớn, mỗi một cái đều cao tới trăm mét m. Như dạng này ngựa, lại có hàng vạn con, hàng vạn con dạng này thần mã, đồng thời lôi kéo chiếc kia to lớn vô cùng chiến xa, từ hư không mà đến. Cái kia chẳng diện, phi thường hùng vĩ, mà tại cái kia trên chiến xa, cắm cờ xí, thì càng là làm cho người chú mục. Cửu hồn thánh tộc, nhìn thấy cái này chiếc chiến xa, ngay cả ngày thường cao cao tại thượng tống phỉ phỉ bọn người, ánh mắt cũng biến thành kính sợ bắt đầu. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao cửu hồn thánh tộc, thế nhưng là cái này cửu hồn thiên hà kẻ thống trị. Bất quá cái kia chiếc chiến xa, tới gần hòn đảo về sau liền ngừng lại. Ngay sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp bay thấp mà xuống, đi thẳng tới vương ngọc nhàn bọn người trước mặt. Đây cũng là một vị hiếm thấy tuyệt mỹ nữ tử. Nàng vẻ đẹp để tống phỉ phỉ bọn người ảm đạm phai mờ. Ở đây bên trong, chỉ có Vương Ngọc Nhàn có thể so sánh. Đồng thời nàng dung mạo cùng Vương Ngọc Nhàn vừa có cực điểm khác biệt. Mái tóc màu vàng, con mắt màu xanh lam, nhọn tai nhọn, cái bộ dáng này càng giống là yêu tộc. Mà nàng cặp kia mắt to màu xanh lam con ngươi, linh khí 10 phần, rất là xinh đẹp, rất là hấp dẫn người. Nếu như nói Vương Ngọc Nhàn đại biểu là thuần khiết và sạch sẽ, cái kia nữ tử này thì là đáng yêu mê người bất quá nhìn thấy nữ tử này, tống phỉ phỉ bọn người thì là vội vàng làm thi lễ. Bái kiến miêu miêu công chúa, nguyên lai, nữ tử này, chính là cửu hồn thánh tộc công chúa, tên là cửu hồn miêu miêu. Ai nha, không là nói cho các ngươi, không cần đối ta khách khí như vậy, dạng này lộ ra khách khí, ngươi nhìn, thật vui vẻ nha đầu này, liền sẽ không như vậy, cái này mới là hảo tỉ muội mà. Cái kia cửu hồn miêu miêu cười hì hì nói ra, miêu miêu, ngươi làm sao đột nhiên tới, lúc này, vương ngọc nhàn cũng là đi lên phía trước tại trên mặt nàng lại lần nữa lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười chắc hẳn nữ tử này liền là vương ngọc nhàn không nguyện ý đối sở phong nói cái kia cái thứ ba có thể làm cho nàng cởi trần nội tâm người nhớ ngươi thôi cho nên tới nhìn ngươi một chút a à. cửu hồn miêu miêu cười hì hì nói ra nhưng bỗng nhiên nàng cái mũi nhỏ lại là bắt đầu hút mạnh đồng thời càng hút càng lớn lực thật giống như đang tìm kiếm lấy cái gì một dạng miêu miêu người đây là đang làm gì cái mũi không thoải mái sao? Vương Ngọc Nhàn hỏi. Không phải, ta thế nào cảm giác? Nơi này có một cái hết sức quen thuộc khí tức. Thế nhưng là ta lại nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì? Các người nơi này đến qua những người khác sao? Cửu Hồn Miêu Miêu hỏi. Thật đúng là đến qua một người. Vương Ngọc Nhàn nói ra. Là ai a? À? Cửu Hồn Miêu Miêu hỏi. Hắn gọi Sở Phong đến từ Thánh Quang Thiên Hà. Chẳng lẽ Miêu Miêu người biết? Vương Ngọc Nhàn hỏi. Thánh Quang Thiên Hà làm sao có thể? loại kia viên đạn chi địa, ta cho tới bây giờ đều không có đi qua, làm sao có thể nhận biết người nơi đâu. Nhưng mà nghe nói lời này, cửu hồn miêu miêu cái đầu nhỏ, lại dao động cùng trống lúc lắc một dạng, không chỉ có phủ định, còn hiển thị rõ ghét bỏ. chương 4417, hình bóng, ta nói thật vui vẻ, làm sao các người nơi này, sẽ có thánh quang thiên hà người đến. Thánh quang thiên hà người, cũng có thể đi vào các người nơi này sao? Tiên cô tiền bối nàng, vậy nguyện ý. Rất nhanh, cửu hồn miêu miêu lại hỏi đường, đây chính là chúng ta đạo hải bằng hữu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Ngọc Nhàn nói ra, bằng hiếu thật vui vẻ, ta nói người cái tính cách này không thể được nha, dạng này không tốt. Làm sao tùy tiện một người, người đều có thể xem như bằng hiếu Người dù sao cũng là ta cửu hồn thiên hà, đại danh đỉnh đỉnh thiên tài A, người tính cách phải sửa lại, không thể đối mỗi người đều tốt như vậy. Cửu hồn miêu miêu vỉnh lên miệng nhỏ khuyên, cái dạng kia, tựa như là ăn dấm một dạng, nhưng lại phi thường đáng yêu. Ta nói miêu miêu, tuy nói Thánh Quang Thiên Hà tổng thể thực lực không bằng ta cửu hồn Thiên Hà. Cũng không đại biểu, Thánh Quang Thiên Hà liền không có kiệt xuất tiểu bối, chúng ta cũng không thể khinh thị người ta a. À. Vương Ngọc Nhàn nói ra, thật vui vẻ, người vậy quá ngây thơ rồi, nếu thật có ưu tú hậu bối, cái kia Thánh Quang Thiên Hà lại há hội cô đơn. Nhưng mà cửu hồn miêu miêu, lại cũng không tin tưởng Vương Ngọc Nhàn nói tới Miêu Miêu, người thật đúng là khác xem nhẹ cái kia Sở Phong, hắn là thật là có bản lĩnh. Ta lịch luyện đều là hắn giúp ta hoàn thành. Vương Ngọc Nhàn nói ra, thật vui vẻ. Người thông qua cái kia lịch luyện. Cửu Hồn Miêu Miêu hỏi, đúng a, à, thông qua được. Vương Ngọc Nhàn trên mặt cũng là tách ra nụ cười đắc ý. Cái kia nhưng thật là muốn chúc mừng ngươi a, à, là cái kia Sở Phong giúp ngươi. Cửu Hồn Miêu Miêu hỏi, nếu là không có hắn ta tất nhiên vẫn là không cách nào thông qua. Vương Ngọc Nhàn nói ra, nghe đến đó, cửu hồn miêu miêu cái kia một đôi linh động đôi mắt, cũng là trở nên phá lệ sáng lên, chợt nói ra, nghe được ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật là có chút hiếu kỳ, cái này sở phong. a, à, tiên cô tiền bối đâu, bỗng nhiên, cửu hồn miêu miêu hỏi, Vương Ngọc Nhàn mấy người cũng là vội vàng dò xét chung quanh, lúc này mới phát hiện không nhìn thấy đạo hải tiên cô bóng dáng. Nhưng là vừa vặn, tại đưa sở phong thời điểm, rõ ràng đạo hải tiên cô vậy tại. Không đúng, sư tôn vừa mới còn tại A, à, tống phỉ phỉ bọn người nhao nhao nói ra, chắc là sư tôn có việc gấp, cho nên rời đi trước A. À. Vương Ngọc Nhàn nói ra, không quan trọng, quay đầu lại bái kiến tiên cô tiền bối không muộn, ta có việc tìm ngươi, hai người chúng ta đi ngươi nơi đó tâm sự. Cửu hồn miêu miêu, một thanh giang hai cánh tay, ôm lấy Vương Ngọc Nhàn cái cổ. Cái kia hào phóng động tác, đơn giản giống như là một cái nam nhân nhưng hết lần này tới lần khác nàng xinh đẹp như vậy cho nên động tác này ở trên người nàng hiện ra cũng là trở nên đáng yêu mê người nhìn xem vương ngọc nhàn cùng cửu hồn miêu miêu đi xa bóng dáng tống phỉ phỉ bọn người trong mắt đều là hâm mộ đây chính là cửu hồn thánh tộc công chúa điện hạ các nàng vậy phi thường hy vọng có thể giống như vương ngọc nhàn có thể cùng cửu hồn miêu miêu có như thế quan hệ thân mật nhưng là các nàng biết các nàng không có khả năng bởi vì các nàng không đủ tư cách đừng nhìn cửu hồn miêu miêu biểu mặt khách khí với các nàng, lấy tỉ muội tướng đợi, nhưng các nàng đều biết, tại cửu hồn miêu miêu trong lòng, chân chính tỉ muội chỉ có một người, cái kia chính là Vương Ngọc Nhàn. Đạo Hải Tiên cô trụ sở bên trong, nàng đã về tới nơi đây. Đồng thời, nàng ghé vào một chương đặc thù trên giường. Cái này giường từ cửu sắc ngọc thạch chế tạo thành, tản ra cửu sắc khí diễm, hình như có trị liệu thương thế tác dụng. Đạo Hải Tiên cô ngồi xếp bằng ở trên đây, hiện lên tu luyện chi thế, dường như tại vận chuyển công pháp nhưng sắc mặt nàng lại cực kỳ khó coi. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, tựa như là chúng độc một dạng. Phốc, bỗng nhiên, miệng nàng một trương, một miệng lớn máu đen phun ra. Nhìn thấy máu đen phun ra, nàng không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại là thở dài một hơi. Nhưng cả người nhưng cũng là không có một chút khí lực, có quắp ngã xuống cái này trên giường. Đại danh đỉnh đỉnh đạo Hải Tiên Cô, thế mà bởi vì làm một cái đệ tử, thanh mình làm chật vật như thế, nếu là việc này truyền đi, không biết sẽ có hay không có người tin tưởng. Bỗng nhiên, gian phòng nơi hẻo lánh truyền tới một thanh âm, đó là thanh âm cô gái. Hướng nơi hẻo lánh quan sát, một đạo hình bóng, đứng ở nơi đó. Tỷ tỷ, người khi nào đến, nhìn thấy cái kia hình bóng, đạo hải tiên cô mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa tới, chỉ là người đang ép ra bên trong thân thể cấm dược độc tính, cho nên không có chú ý tới thôi. Cái kia hình bóng nói ra, không giúp ta còn chưa tính, cần gì phải cho cười ta. Đạo Hải Tiên cô nói ra, "Muội muội, vì cái kia Vương Ngọc Nhàn, ngươi nhưng thật là nhọc lòng." Nàng luôn cảm thấy, nàng có thể thông qua lịch luyện chi địa, chính là nàng thiên phú dị bẩm, lại không biết là ngươi vụng trộm thôi động trận pháp, trợ giúp nàng thông qua lịch luyện chi địa. Ngươi vì giúp nàng thông qua lịch luyện, không tiếc phục dụng cấm dược tăng cường mình lực lượng, nhưng lại sợ nàng có gánh vác mà không chịu nói cho nàng. Vì một tên tiểu bối, làm đến dạng này một bước, thật đáng giá không? Cái kia hình bóng hỏi đương nhiên đáng giá, nàng thế nhưng là tiên đoán linh thạch đoán nói ra, đem hội ngăn cản cửu hồn thiên hà đại kiếp người. Đạo hải tiên cô nói ra, người làm sao như thế mê tín, tiên đoán loại sự tình này nếu là như vậy chuẩn xác, cần gì phải đắng đắng tu luyện, mọi người trực tiếp tin số mệnh, không phải tốt. Cái kia hình bóng nói ra, tỷ tỷ, tu võ giả kỳ ngộ cùng số mệnh, cũng là ông trời chú định, mà tiên đoán linh thạch tiên đoán, càng là chưa hề phạm sai lầm. Cho nên loại chuyện này, có đôi khi không tin cũng là không được. Đạo Hải Tiên Cô nói ra, cái kia tiên đoán linh thạch, nếu là tiên đoán một sự kiện hoặc một người, thường thường sẽ cho ra hoàn chỉnh tin tức, nhưng hôm nay tiên đoán linh thạch phía trên, chỉ là xuất hiện vương ngọc nhàn bóng dáng, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh. Người lại như thế nào xác định, có thể ngăn cản ngươi cửu hồn thiên hà đại kiếp, liền nhất định là nàng. Hình bóng hỏi, ngoại trừ nàng, lại còn ai vào đây? Đạo Hải Tiên Cô hỏi, sắc mặt nàng có biến hóa, cái kia tư thế, nếu là đối phương lại tranh luận thật giống như nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ bình thường được rồi người xem trọng nhà đầu này vun chồng nàng vậy không quan hệ cần gì phải đưa nàng cùng cái gọi là đại kiếp buộc chung một chỗ người chậm rãi vun chồng đi dù sao như thế nào vun chồng vậy sẽ không siêu việt ta cái nhà đầu kia hình bóng nói ra mà lúc nói những lời này đợi cái kia hình bóng ngữ khí lại có một chút đắc ý tỉ tỉ một mực nghe nói người nói đến cái nhà đầu kia lúc nào mang tới cho muội muội nhìn xem, nhìn nàng một cái phải chăng như như lời ngươi nói, như vậy thiên phú dị bẩm. Đạo hải tiên cô nói ra, không nên gấp gáp, thời cơ đã đến, người tử gặp được. Đi, ta phải đi, người thật tốt sướng thương a. À. Cái kia hình bóng này nói cho hết lời, vậy mà trực tiếp rời đi. Thật là đến cũng nhanh, đi vậy nhanh, muội muội thụ thương, vậy không an ủi một cái. Trong thiên hạ, nào có dạng này tỉ tỉ, khi cái kia hình bóng biến mất về sau, Đạo Hải Tiên cô thần sắc thì là trở nên có chút cô đơn. Cảm giác này, nhưng bỗng nhiên, nàng thần sắc lại là khẽ động, sau đó vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một vật. Đó là một khối kỳ dị tảng đá, mặt sau viết tiên đoán linh thạch bốn chữ lớn. Mà tại tảng đá chính diện, vậy mà chiếu bắn ra một đạo bóng dáng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, nhìn xem tiên đoán linh thạch chính diện bóng dáng, Đạo Hải Tiên cô mở to hai mắt nhìn, nàng biểu hiện trên mặt càng là một lời khó nói hết. Tựa như nhận lấy kích thích bình thường. Bởi vì dưới mắt tảng đá kia chiếu lên bắn ra bóng dáng, cùng với hoàn chỉnh, có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng cái này bóng dáng lại không còn là Vương Ngọc Nhàn, mà là Sở Phong, chương 4418, để tiên cô sợ hãi. Đạo Hải tiên cô biểu lộ có thể dùng chấn kinh hình dung, tại trên mặt nàng, thế nhưng là rất ít xuất hiện dạng này cảm xúc. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng, càng là nhấc lên Thao Thiên Hải sóng nàng phi thường tin tưởng tiên đoán linh thạch, nhất là trong tay cái này một khối tiên đoán linh thạch. Loại này tiên đoán linh thạch, phi thường đặc thù, chính là là đến từ thời kỳ viễn cổ, một cái đặc thù bên trong di tích chỗ tìm, là một vị thời kỳ viễn cổ tiên đoán đại sư lưu lại bảo vật. Loại bảo vật này, tại bây giờ tu võ thế giới, cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó chỉ có thể tiên đoán một sự kiện, nhưng cơ hội nhiều lần đều linh nghiệm. Nàng năm đó, một lần tình cờ biết được cử hồn thiên hà sẽ có đại kiếp về sau liền vẫn muốn tìm tới ngăn cản đại kiếp phương pháp sớm chuẩn bị hết thảy về sau nàng tiêu tốn rất nhiều sức lực mới tìm được khối này tiên đoán linh thạch thế là liền làm ra tiên đoán hỏi phải chăng có người có thể ngăn cản đại kiếp sau đó tiên đoán linh thạch phía trên liền xuất hiện một đứa bé bộ dáng mà cái kia cái hải nhi vừa lúc chính là đạo hải tiên cô vừa mới nhận lấy đệ tử cũng chính là vương ngọc nhàn về sau theo vương ngọc nhàn trưởng thành tiên đoán linh thạch bên trên biểu hiện cái bóng vậy sẽ cùng theo không ngừng biến hóa mặc dù từ đầu đến cuối không có hiện ra vương ngọc nhàn hoàn thành khuôn mặt nhưng đạo hải tiên cô vẫn là nhìn ra cái kia chính là vương ngọc nhàn nhưng có một việc mới đầu lại làm cho nàng có chút không rõ bình thường tới nói loại này tiên đoán linh thạch chỉ có thể tiên đoán một lần tiên đoán thành công qua về sau liền hội mất đi lực lượng hóa thành bình thường tảng đá theo lý mà nói nếu như đã sớm tiên đoán ra Vương Ngọc Nhàn là ngăn cản cửu hồn thiên hà đại kiếp người, tiên đoán linh thạch vậy sớm nên mất đi hiệu lực mới đúng. Nhưng trong nháy mắt trải qua nhiều năm như vậy, Vương Ngọc Nhàn đã từng một đứa bé, trưởng thành là cửu hồn thiên hà mạnh nhất tiểu bối một trong, nhưng tiên đoán linh thạch vẫn không mất hiệu, nó lực lượng còn tại. Trước đó đạo hải tiên cô còn suy đoán, cái kia tiên đoán linh thạch chậm chạp không có mất đi hiệu lực, hẳn là Vương Ngọc Nhàn còn chưa tới nơi, có thể ngăn cản đại kiếp thực lực. Đợi đến nàng có được thực lực kia, Tiên đoán linh thạch liền hội hiện ra nàng hoàn chỉnh bộ dáng, lúc kia cũng chính là tiên đoán chân chính hoàn thành thời điểm. Nhưng dưới mắt, Đạo Hải Tiên Cô trong tay khối này tiên đoán linh thạch cũng đã khôi phục bình thường tảng đá bộ dáng. Không chỉ có tảng đá trở nên bình thường, không có một chút kỳ lạ lực lượng cùng khí tức, phía trên biểu hiện bóng dáng cũng đã biến mất. Đây chính là một khối, phổ thông đến không thể phổ thông hơn tảng đá. Nhưng Đạo Hải Tiên Cô lại nhớ rõ, trước đó, khối này tiên đoán linh thạch xuất hiện hoàn chỉnh bóng dáng chỉ là cái kia bóng dáng lại cũng không là nàng đệ tử thiên tài vương ngọc nhàn mà là sở phong thế nào lại là cái dạng này chẳng lẽ ta cử hồn thiên hà đại kiếp còn muốn ngoại nhân để ngăn cản không thành cái kia sở phong coi là thật hội có bản lĩnh như vậy đạo hải tiên cô đôi mắt càng phát ra phức tạp xoắn suýt thậm chí có chút thống khổ cái này cũng bình thường cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc sự tình bỗng nhiên để nàng phát hiện chính mình tin lầm loại kia thống khổ chắc hẳn chỉ có nàng rõ ràng a à nhưng bỗng nhiên, trên mặt nàng cảm xúc toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một vòng nhàn nhạt, cười mỉm. Nụ cười này rất nhạt, nhưng là một vòng thoải mái. Răng rác, trong tay nàng tiên đoán linh thạch, bị nàng bóp thành vỡ nát. Tỷ tỷ, có lẽ người nói đúng, tiên đoán loại sự tình này, chỗ nào hội như vậy có thể tin. Tu võ thế giới, vẫn là muốn nhìn cá nhân, ta thật vui vẻ, tất nhiên mới là mạnh nhất, chớ nói đại kiếp khả năng không tồn tại, cho dù có, vậy tất nhiên là chúng ta sư đồ để ngăn cản nhìn xem cái kia hóa thành bột phấn, phiêu tán tại bàn tay chung quanh tiên đoán linh thạch, đạo hải tiên cô thấp giọng mở miệng. Trước đó còn tin tưởng vững chắc tiên đoán linh thạch nàng, lúc này vậy mà không tin. Có lẽ, nàng căn bản cũng không có như vậy tin tưởng tiên đoán linh thạch, nàng chỉ là tin tưởng vững chắc nàng hy vọng phát sinh sự tình. A, à, nhưng nhưng vào lúc này, trong gian phòng đó truyền đến một tiếng nhẹ cười. Nghe được cái này âm thanh nhẹ cười, đạo hải tiên cô lập tức thần kinh siết chặt, sau đó càng lớn tiếng quát là ai lời này phát ra thời khắc nàng cảm ứng chi lực liền phóng thích mà ra vậy cũng không dừng là bao trùm cái này phòng ốc mà là chớp mắt bao trùm toàn bộ đạo hải giờ phút này đạo hải bên trong hết thảy nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được thậm chí cái kia đã rời đi tỉ tỉ nàng vậy cảm nhận được nàng tỉ tỉ mặc dù rời đi nhưng còn chưa rời đi đạo hải linh vực thế nhưng nàng lại không cảm giác được vừa mới cái thanh âm kia chủ nhân chỉ là trong chấp nhóm này liền để đạo hải tiên cô trao mày thậm chí tại trên mặt nàng vậy mà hiện ra một chút mồ hôi lạnh đó là sợ hãi bộ dáng cho dù không phải đặc biệt rõ ràng nhưng nàng vẫn là sợ hãi đại danh đỉnh đỉnh đạo hải tiên cô thế mà lộ ra sợ hãi thần thái đạo hải tiên cô đối với mình thực lực cực kỳ tự tin dù sao nàng tại cảnh giới cỡ nào chỉ có chính nàng rõ ràng nàng tu vi đã sớm đăng phong tạo cực mà vừa mới cái kia âm thanh nhẹ cười nàng có thể xác định hai chuyện Thứ nhất, cái kia âm thanh nhẹ cười ngay tại trong gian phòng đó, là trong phòng truyền đến. Thứ hai, cái kia âm thanh nhẹ cười chính là một cái nam nhân, cho nên tuyệt đối không phải là nàng tỷ tỷ, huống chi nàng tỷ tỷ đã đi xa, đã sớm không tại trong phòng. Nhưng hai cái này tin tức, nhưng cũng là để nàng cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Có thực lực phía trên nàng nam nhân tiến nhập gian phòng này, đồng thời hẳn là cũng nhìn thấy cái kia tiên đoán linh thạch cho ra tiên đoán. Nàng cảm thấy cái này tuyệt đối không phải là một chuyện tốt chỉ cần có thực lực phía trên nàng người xuất hiện nàng liền không có tuyệt đối cảm giác an toàn đã đến đều tới làm gì lén lén lút lút hiện thân a đạo hải tiên cô trên mặt sợ hãi đã không thấy trên thực tế cái kia sợ hãi chỉ là một cái thoáng mà qua nàng loại cao thủ này sẽ không dễ như trở bàn tay triển lộ mình khuyết điểm cùng cảm xúc dưới mắt nàng tâm bình khí hòa hỏi đến không có phẫn nộ cũng không có cái khác cảm xúc chỉ là đối phương lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Muội muội, người thế nào, lại bệnh nghiêm trọng như vậy, thế mà nói một mình, bỗng nhiên, gian phòng bên trong có đáp lại, nhưng là một nữ tử. Là đạo hải tiên cô tỷ tỷ trở về, nàng là cảm nhận được đạo hải tiên cô sức cảm ứng, bỗng nhiên bao trùm toàn bộ đạo hải, cảm thấy khả năng có chuyện phát sinh, cho nên mới trở lại thăm một chút. Lúc trở về, vừa vặn nhìn thấy đạo hải tiên cô nói một mình, trong phòng hỏi. Tỷ tỷ, có người tiềm nhập ta đạo hải đạo hải tiên cô nhìn thấy mình tỉ tỉ trở về rất là ngưng trọng nói ra là ai nghe nói lời này nó tỉ tỉ ngữ khí cũng là trở nên ngưng trọng lên sau đó đạo hải tiên cô liền đem vừa mới trải qua nói ra biết được việc này về sau đạo hải tiên cô tỉ tỉ cũng là cực kỳ trọng thị hắn phi thường rõ ràng có người trong bóng tối chui vào đạo hải hậu quả có thể là rất nghiêm trọng thế là nàng bắt đầu là dùng rất nhiều thủ đoạn điều tra toàn bộ đạo hải chỉ là kết quả cuối cùng lại cùng đạo hải tiên cô một dạng, cái gì đều tra không được. Muội muội, theo ta thấy ngươi là thương thế quá nặng, sinh ra ảo giác. Tỷ tỷ đã giúp ngươi điều tra qua, căn bản không có ngươi nói loại người này xuất hiện qua tại ngươi đạo hải phía trên. Một phen điều tra không có kết quả về sau, đạo hải tiên cô tỷ tỷ ngược lại không có lúc trước tâm tình khẩn trương, kiên định cho rằng đạo hải tiên cô là sinh ra ảo giác, căn bản cũng không có người chui vào đạo hải. Nhưng đạo hải tiên cô lại kiên định cho rằng mình không có nghe lầm, dù sao cái kia âm thanh nhẹ cười, là như vậy rõ ràng. chương 4419, ra mà không đứng đắn. Một đường chân chọc, sở phong rốt cục về tới Thánh Quang Thiên Hà, lại về tới Long Thị bên trong. Bất quá sở phong không muốn để cho lỗ mũi châu lão đạo lo lắng, cho nên cố ý mặc vào, đạo hải tiên cô đưa cho hắn quần áo, vậy mang tới cái kia đạo mặt nạ, che đậy mình bây giờ xấu xí dung mạo. Lúc đầu sở phong loại này che đậy cực kỳ chặt chẽ bộ dáng, trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào Long Thị, vốn nên bị xem như kẻ xâm nhập, lập tức bị cầm xuống. Nhưng cũng may, Long Thị tộc trưởng để cho tiện sở phong thông hành, sớm tại ngày đó sở phong rời đi thời điểm, liền đưa cho sở phong thân phận đặc thù lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài kia về sau, Long Thị tộc nhân liền biết sở phong là ai, không chỉ có không có làm khó, ngược lại nghe theo sở phong chỉ lệnh, vì sở phong dẫn đường. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trên đường, sở phong liền đã biết, bây giờ Long Thị nội tình huống. Lỗ mũi châu lão đạo thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, mà nguyên bản chờ ở bên ngoài bọn hắn Vu đình, cũng đã bị nhận được Long Thị bên trong. Về phần Long Hiểu Hiểu, mặc dù Long Thị phần lớn người, cũng không biết Long Hiểu Hiểu tao ngộ, nhưng Long Hiểu Hiểu bây giờ tình trạng cơ thể lại là rất không tệ. Sở phong suy đoán, cái nhà đầu kia cũng đã cùng Long Mạch Chi Nguyên dung hợp. Đáng nhắc tới là, hiện tại Long Hiểu Hiểu, Vu Đình, đều tại lỗ mũi châu lão đạo chỗ nghỉ ngơi địa phương đi tới nơi này chỗ lĩnh vực bên ngoài vì sở phong người dẫn đường liền ngừng lại bởi vì nơi này bây giờ chính là cấm địa ngoại trừ long thì tộc trưởng cùng long hiểu hiểu bên ngoài liền chỉ có thái thượng trưởng lão có thể tiến vào trừ cái đó ra long thị bên trong bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào nơi đây đương nhiên sở phong là có thể lãnh địa rất lớn nhưng sở phong tiến vào lãnh địa rất nhanh liền tại một tòa trong hoa viên phát hiện lỗ mũi châu lão đạo cùng vô đình bóng dáng trong hoa viên kết giới chi lực quang mang khuếch tán mà ra lỗ mũi châu lão đạo đang dạy vô đình bố trí trận pháp nhìn dáng như vậy tại sở phong rời đi thời gian lỗ mũi châu lão đạo cùng vô đình hai người ở chung không sai mấu chốt là lúc này lỗ mũi châu lão đạo trạng thái thân thể rất không tệ nhìn thấy hắn như thế khỏe mạnh sở phong cái kia treo lấy tâm cũng coi như rơi xuống dù sao hiện tại coi như lỗ mũi châu lão đạo thương thế tái phát nữa còn không sợ Sở Phong thế nhưng là mang theo cái kia thiên địa kỳ vật trở về trở về lỗ mũi châu lão đạo sớm liền phát hiện Sở Phong cho nên còn không cần Sở Phong mở miệng hắn liền nhìn về phía hư không bên trên Sở Phong chỗ phương hướng nghe được lỗ mũi châu lão đạo mới mở miệng Vu Đình vội vàng thuận thế quan sát cũng là thấy được Sở Phong nhìn thấy Sở Phong về sau cái này nội liếm nha đầu mặc dù không nói gì nhưng ở trên mặt nàng nhưng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn ra sở phong trở về nàng vậy rất là cao hứng làm sao còn mang theo mặt nạ chỉ là nhìn thấy sở phong lúc này bộ dáng lỗ mũi trâu lão đạo lông mày lại hơi hơi nhân lại lão luyện hắn trước tiên liền dự cảm được một chút không đúng đã trải qua một số việc mang theo mặt nạ đối ta có trợ giúp sở phong vừa cười vừa nói bá thế nhưng sở phong vừa dứt lời một đạo bóng dáng liền tại sở phong trước người bay lượn mà ra khi sở phong phản ứng lại đây thời điểm trên mặt mình mặt nạ, đã bị hái xuống dưới. Là Long hiểu hiểu, Long hiểu hiểu cái nhà đầu này, đem sở phong mặt nạ lấy xuống về sau, rất là đắc ý. Tiểu ân công, người đi ra ngoài một chuyến, làm sao còn học hội chơi thần bí. Này mặt nạ vậy, Long hiểu hiểu vừa nói chuyện một bên quay người, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy sở phong về sau, cả người lại như là hóa đá bình thường, trong nháy mắt cứng đờ. Ngẩn ra một hồi về sau, nàng mới một mặt khẩn trương hỏi, tiểu ân công, người làm sao, là ai đã thương ngươi? Sở phong, người cái này là thế nào làm? Ngay cả vô đình, cũng là ngự không mà lên, đi tới sở phong phụ cận. Các nàng hai người đều rất khẩn trương, nhất là Long hiểu hiểu, cái kia một đôi mắt đẹp, vậy mà hiện ra lệ quang. Không phải là các nàng ngạc nhiên, mà là sở phong hiện tại bộ dáng, quả thực có chút dọa người. Vậy liền giống như là đã trải qua cực hình bình thường. Không ngại, là chính ta làm, qua một thời gian ngắn liền hội khôi phục. Các ngươi khác nhìn ta như vậy, cũng không phải không tốt đẹp được rồi. Sở phong thì là một mặt không quan trọng nói ra, gạt người, ai mà tin a à, người vô duyên vô cớ, làm sao có thể đem mình biến thành cái bộ dáng này. Long hiểu hiểu một mặt không tin, lại nhìn về phía lỗ mũi châu lão đạo, tiền bối, ngài mau giúp ta tiểu ân công nhìn xem, hắn đây là có chuyện gì. Long hiểu hiểu thật sự sốt sáng hỏng, giữa không trung phía trên, gấp dậm chân. Phong nhi, đi theo ta một cái, lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện, liền ngự không mà lên thấy thế, sở phong cũng là đi theo. Về phần vu đình cùng Long hiểu hiểu, vậy minh bạch lỗ mũi châu lão đạo ý tứ, cho nên hai người rất là thức thời, cũng không có theo tới. Đi vào một chỗ yên tĩnh lòng chảo sông bên cạnh về sau, lỗ mũi châu lão đạo mới bay thấp xuống. Lại rơi xuống thời khắc, liền tiện tay bố trí trận pháp, ngăn cách hết thảy. Vì, là tránh cho bọn hắn tiếp xuống nói chuyện với nhau, bị những người khác nghe được. Là cái kia thiên địa kỳ vật làm, lỗ mũi châu lão đạo đối sở phong hỏi không phải là ta không cẩn thận tiến nhập một chỗ di tích bên trong di tích không cẩn thận làm sở phong nói ra nói thật lỗ mũi châu lão đạo ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên một đôi mắt càng là vô cùng lăng lệ hắn đã nhìn ra sở phong là nói láo thấy thế sở phong biết mình giấu giếm bất quá lỗ mũi châu lão đạo thế là liền nói ra tình hình thực tế đem cái kia thiên địa kỳ vật cùng phi hoa trai đạo hải tiên cô chờ tao ngộ toàn bộ nói cho lỗ mũi châu lão đạo đương nhiên Vậy cáo chi lỗ mũi châu lão đạo, mình tu vi đạt đến tứ phẩm trí tôn chuyện này. Nghĩ không ra, ngươi lần này đi, vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy. Bất quá nhất làm ta không nghĩ tới là, tu vi vậy mà tăng tiến nhiều như vậy, người vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Nhưng bất kể nói thế nào, vì ta, thế mà đem mình biến thành cái bộ dáng này. Vi sư trung quy là thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi yên tâm, vi sư nhất định hội nghĩ hết biện pháp, giúp ngươi khôi phục dung mạo. Dù sao đệ tử ta như thế anh Tuấn, Vi sư cũng không thể chậm trễ người đi tán gái a à. lỗ mũi châu lão đạo một mặt nếp nhăn trồng đến cùng một chỗ nhìn qua cười còn thật vui vẻ tuy nói trên mặt đều là dáng tươi cười thế nhưng là trong mắt của hắn lại bắt đầu khởi động khó mà che giấu đau lòng cùng hổ thẹn sư tôn chúng ta sư đồ hai người đừng nói là loại này lời khách khí cái này thiên địa kỳ vật có thể đạt tới đến có thể trị liệu linh hồn ngươi tình trạng sở phong đang khi nói chuyện đem cái kia thiên địa kỳ vật lấy ra đưa cho lỗ mũi châu lão đạo thật là lợi hại thủ đoạn, xem ra cái kia đạo hải tiên cô, thật đúng là một vị cao nhân. Tiếp qua thiên địa kỳ vật, lỗ mũi châu lão đạo cảm thán không thôi. Sư tôn, vậy nhưng không đem ngài chữa trị, đạo hải tiên cô bản sự, sở phong đã kiến thức qua, dưới mắt hắn sở phong quan tâm hơn, là lỗ mũi châu lão đạo thương thế phải chăng có thể chữa trị. Đương nhiên có thể chữa trị, cái này thiên địa kỳ vật đã đại thành, mà cái kia đạo hải tiên cô, lại đem thiên địa kỳ vật chỗ gặp nguy hiểm đặc tính toàn bộ xóa đi, dùng nó trị ta thương, hoàn toàn không thành vấn đề. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, đệ tử kia an tâm, nghe lỗ mũi châu lão đạo nói như vậy, sở phong cũng lại yên lòng. Đúng sư tôn, long hiểu hiểu nha đầu kia, xem như đem long mạch chi nguyên, triệt để dung hợp. Sở phong sở dĩ hỏi như vậy, là hắn phát hiện, long hiểu hiểu hiện tại không chỉ có sinh long hoạt hổ, nàng vừa mới càng là tùy tiện đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống. Nhưng bây giờ sở phong, nhưng xưa đâu bằng nay, Tu Vi thật sự chính là tứ phẩm trí tôn Long hiểu hiểu mặc dù là thừa dịp Sở Phong không sẵn sàng xuất thủ khả năng từ Sở Phong trên mặt đem mặt nạ lấy xuống vậy đủ để chứng minh nàng Tu Vi là có chỗ tăng tiến Sở Phong cảm thấy Long hiểu hiểu hẳn là dung hợp thành công cơ bản dung hợp Tu Vi cũng là có tăng tiến hiện tại nàng Tu Vi đã tới lục phẩm trí tôn đồng thời đối nàng mà nói đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu nhà đầu này ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng nếu là thuận lợi trưởng thành cái này thánh quang thiên hà, về sau đổi tên là Long Thị Thiên Hà, cũng không phải là không thể được. Lỗ mũi châu lão đạo lời nói này, thế nhưng là cho Long hiểu hiểu cực điểm tán thành. Dù sao, nàng thế nhưng là có được, có thể bằng vào sức một mình, cải biến thánh quang thiên hà cách cục tiềm lực. Lúc này sở phong nội tâm vậy có chút cảm khái, không nghĩ tới bọn hắn sư đồ hai người tới đến, sẽ cho Long hiểu hiểu mang là như thế đại cải biến. Cái này nhưng thật là cải biến vận mệnh, mà đối với tu võ giả mà nói, đây càng là mỗi cái tu võ giả tha thiết ước mơ sự tình cái nhà đầu kia có thể có hôm nay nhưng may mắn mà có ngươi nếu không phải ngươi người sư tôn ta vậy sẽ không giúp nàng cái nhà đầu kia vậy minh bạch hết thảy cho nên đoán chừng hiện tại hận không thể lấy thân báo đáp ngươi xem một chút nàng vừa mới nhìn đến người bộ dáng về sau thanh nàng đau lòng nước mắt đều nhanh rơi ra tới lỗ mũi châu lão đạo lại cười hì hì nói ra sư tôn loại này nói đùa cũng không muốn mở ngài hẳn phải biết ta đối hiểu hiểu không có loại kia tình cảm sở phong nói ra ai ngốc đồ đệ tình cảm là có thể bồi dưỡng nha long hiểu hiểu nha đầu kia dáng rất không tệ a à, không sai biệt lắm ngươi đã thu a à. huống chi lấy nàng bây giờ thiên phú vậy có thể giúp được ngươi lỗ mũi châu lão đạo cười tủm tìm nói ra hắn dáng tươi cười bốn chữ hình dung khít khao nhất cái kia chính là già mà không đứng đắn chương bốn nghìn đến như vậy nhanh sau đó lỗ mũi châu lão đạo liền vận dụng cái kia thiên địa kỳ vật tới chữa trị thụ thương linh hồn bất quá bởi vì không muốn để cho ngoại nhân quấy dày cho nên hắn một mình bế quan may mắn là trong quá trình này ngược lại là cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm lỗ mũi châu lão đạo cực kỳ thuận lợi liền chữa trị mình thụ thương linh hồn bây giờ hắn rốt cục khôi phục trở thành một cái khỏe mạnh người sẽ không lại thụ thương bệnh làm phức tạp về sau sở phong lỗ mũi châu lão đạo phù đình ba người liền chuẩn bị rời đi bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật, tại Long hiểu hiểu dung hợp Long Mạch Chi Nguyên về sau, nên rời đi, bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, liền là đang đợi Sở Phong trở về. Chỉ là nghe nói Sở Phong muốn đi, Long hiểu hiểu dù chưa ngăn cản, nhưng lại gọi Sở Phong chờ thêm nhất đẳng. Nói xong lời này, nàng liền vội và ngự không mà lên, rời đi. Tựa hồ là có chuyện trọng yếu muốn đi làm một dạng. Long hiểu hiểu rời đi một lát, liền lại trở về, chỉ là nàng lại lúc trở về bên người lại nhiều một cái mỹ phu nhân mỹ phu nhân trung niên bộ dáng phong vận vẫn còn quần áo hoa lệ khí chất bất phàm nhất là cái kia ngũ quan cùng long hiểu hiểu càng là có mấy phần tương tự không cần người bên ngoài giới thiệu sở phong cũng có thể đoán được nàng hẳn là long hiểu hiểu mẫu thân long hiểu hiểu mẫu thân nguyên bản đã bị long thị tộc trưởng nhốt lại nhưng bởi vì sở phong đã đến cùng trợ giúp đã là nặng sau tự do nhìn hiện tại sắc mặt cùng khí tức hẳn là tâm tình cùng trạng thái đều là không tệ nhất là khi nàng nhìn thấy sở phong trên mặt càng là hiện ra sán lạn dáng tươi cười cách rất xa sở phong liền có thể cảm nhận được nàng kích động sở phong công tử đã nghe danh từ lâu cuối cùng nhìn thấy ngươi long hiểu hiểu mẫu thân không che giấu chút nào mình kích động đi tới gần về sau nói ra câu nói này liền đối với sở phong làm đại lễ tiền bối không được thấy thế sở phong đuổi bước lên phía trước nâng sở phong công tử nếu không phải ngươi mẹ con chúng ta hai người tính mệnh đều là không bảo đảm mà hiểu hiểu có thể có hôm nay biến hóa càng là may mắn mà có ngươi ngươi đối với chúng ta mẹ con hai người nói là tái tạo tri ân cũng không vì qua cái này tạ lễ ngươi tuyệt đối tiếp nhận lên long hiểu hiểu mẫu thân nói ra tiền bối ta cùng hiểu hiểu công chúa vốn là bằng hiếu nàng đã từng cứu qua ta mệnh ta giúp nàng cũng là phải ngài như dạng này nhưng liền khách khí sở phong nói ra ai không giống nhau dạng không giống nhau dạng long hiểu hiểu mẫu thân lắc đầu liên tục nàng giống như có lẽ đã nhận định sở phong chính là các nàng ân nhân vô luận nói như thế nào nàng ý nghĩ cũng sẽ không cải biến sở phong công tử làm gì đi vội vã liền không thể tại dừng lại lâu một chút thời gian bỗng nhiên long hiểu hiểu mẫu thân hỏi tiền bối vãn bối thực sự có việc ngày sau đợi vãn bối vô sự sự tình lại tới thăm tiền bối sở phong nói ra sở phong công tử người tuổi trẻ tài cao trí ở bốn phương cũng là bình thường ta cũng liền không giữ lại. bất quá sở phong công tử, ta có một việc mong muốn hỏi một chút, không biết có thể thuận tiện. long hiểu hiểu mẫu thân lời nói ở đây, bỗng nhiên ngừng, trong cặp mắt hiện ra một vòng vẻ phức tạp, đó là mong đợi cùng lo lắng phức tạp, đồng thời còn có lấy một chút khẩn trương. tiền bối xin hỏi, sở phong ý thức được, long hiểu hiểu mẫu thân muốn hỏi sự tình hẳn là không thể coi thường. nếu không, nàng không sẽ lộ ra dạng này biểu lộ. sở phong công tử, nhưng có thể thiết long hiểu hiểu mẫu thân hỏi ngạch ta có yêu người chỉ là chưa chính thức bái đường thành thân bởi vì một chút nguyên nhân cha mẹ ta không ở bên người ta là muốn chờ bọn hắn ở bên cạnh ta thời điểm tại cùng ta người yêu bái đường thành thân ta hy vọng có thể làm cho cha mẹ ta chứng kiến ta trung thân đại sự sở phong nói ra ờ cái kia không biết sở phong công tử người yêu tạm thời có mấy cái long hiểu hiểu mẫu thân lại lần nữa hỏi ngạch ba cái sở phong nói cái số này thời điểm kỳ thật có chút ngượng ngùng. Làm nam nhân, nếu là thê thiếp nhiều, ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng là hắn còn chưa chính thức thành thân, lại đã có ba cái người yêu, sở phong cảm thấy, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có vẻ hơi hoa tâm. Nhưng chỉ có sở phong biết, tử linh, tô nhu, tô mỹ ba người, cái kia cùng hắn đều là cùng chung hoạn nạn, mặc dù không có vợ chồng tên, nhưng sớm đã có vợ chồng chi thực, tại sở phong trong lòng ba người các nàng, sớm chính là mình thê tử. Mới ba cái sao, long hiểu hiểu mẫu thân rất là ngoài ý muốn a à, ba cái rất ít sao sở phong vậy hơi kinh ngạc không nghĩ tới long hiểu hiểu mẫu thân hội là như thế này phản ứng sở phong công tử người thiền phú như vậy chính là nhân trung long phượng muốn gả cho ngươi nữ tử tất nhiên nhiều vô số kể mà ngươi chỉ có ba cái người yêu nói rõ ngươi là một lòng người long hiểu hiểu mẫu thân nói ra tiền bối ngài đừng nói như vậy vãn bối có chút xấu hổ a à. sở phong là thật có chút ngượng ngùng hắn mặc dù ba cái người yêu, lại đối tử linh, tô nhu tô mỹ ba người, vậy cũng là chân tình thực lòng. Nhưng, nếu muốn nói một lòng, vậy hiển nhiên hoàn toàn không đáp bên cạnh. Dù sao một lòng một lòng, cái gọi là một lòng, tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý đối với một người. Sở phong có tự mình hiểu lấy, mặc dù hắn cũng không phải là loại kia, gặp một cái yêu một cái, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được bước hoa tâm cây củ cải lớn. Nhưng hắn, vậy tuyệt đối không phải một lòng người. Trên thực tế, trong lòng của hắn người, vậy tuyệt không chỉ tử linh, tô nhu, tô mỹ ba người. Đương nhiên thiếu đi, sở phong công tử, người là không biết hiểu hiểu phụ thân hắn, thê thiếp có bao nhiêu cái, nếu là tính cả không có có danh phận, có cái này chút. Long hiểu hiểu mẫu thân không có nói rõ, mà là dùng ngón tay bày ra một con số, đó là bát tự. 80 cái, sở phong hỏi, không phải, Long hiểu hiểu mẫu thân lắc đầu, đó là 800 cái, sở phong lại lần nữa nói ra. Long Hiểu Hiểu Mẫu Thân lại lần nữa lắc đầu, rồi mới lên tiếng, "Là 80 ngàn cái." "Cái gì? 80 ngàn cái?" Nghe nói lời này, Sở Phong cũng là kinh ngạc há to miệng. Trong lúc nhất thời, lại không biết như thế nào biểu đạt mình sợ hãi thán phục, chỉ phải nói, "Tộc trưởng Tiền Bối, còn thật là thân thể tốt, vãn bối bội phục." Theo ta được biết, hắn coi như ít. Long Hiểu Hiểu Mẫu Thân vừa cười vừa nói, "Cái kia 80 ngàn cái còn thiếu?" Sở Phong hỏi, "Theo ta được biết, 80 vạn đều có a?" Long hiểu hiểu mẫu thân nói ra, ai nha, mẫu thân, ngài cùng ta ân công nói cái này làm gì nha. Lúc này, Long hiểu hiểu lôi kéo một cái mẫu thân nàng. Nam nhân mà, rất bình thường, Long hiểu hiểu mẫu thân thì là cười cười, chợt lại lần nữa nói ra, tốt tốt, ta vậy không chỉ hoãn sở phong công tử thời gian, liền có chuyện nói thẳng. Sở phong công tử, có thể để ý lại thêm một cái người yêu. Lại thêm một cái người yêu, sở phong xứng sở, loại chuyện này, sao là để ý cùng không ngại sở phong tự nhiên không ngại chỉ là muốn gặp được để hắn động tâm người mới được lấy sở phong tính cách nếu là gặp được hắn ưa thích người ai đều ngăn không được nhưng nếu hắn không thích ai cũng ép buộc không được nếu như sở phong công tử người như không ngại lời nói ta liền đem hiểu hiểu gả cho ngươi sở phong công tử ngươi có bằng lòng hay không long hiểu hiểu mẫu thân cười tuồng tìm nói ra mà nghe nói lời này vô đình sững sờ lỗ mũi châu lão đạo thì là ha ha cười to về phần lúc trước còn lôi kéo mẫu thân của nàng không cho mẫu thân của nàng cái gì đều nói long hiểu hiểu lúc này mặc dù một đôi tay nhỏ vẫn như cũ ôm lấy mẫu thân của nàng cánh tay nhưng lúc này lại không nói gì thêm ngược lại là khuôn mặt nhỏ một hồng cúi đầu không ngôn ngữ hỏng bét nên đến tóm lại vẫn là tới nay nhất thời sở phong thầm than không tốt hắn lại không ngốc mơ hồ trong đó đã cảm giác được long hiểu hiểu tựa hồ đối với hắn có không giống nhau dạng cảm giác nhưng hắn không nghĩ tới đây hết thảy đến như vậy nhanh chương 4421, khách không mời mà đến. Ngạch, cái này, trong lúc nhất thời, sở phong không biết nên trả lời như thế nào. Hắn như trước mặt mọi người cự tuyệt Long Hiểu Hiểu, sợ hãi tổn thương đến Long Hiểu Hiểu. Dù sao nàng là một cái nữ hài tử, hơn nữa còn là cao cao tại thượng công chúa Điện Hạ. Nhưng nếu không cự tuyệt lời nói, lại sợ Long Hiểu Hiểu cùng mẫu thân của nàng hiểu lầm. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.